đây đây. Này, bắp cà bên nhà chú mang hết lên đây rồi. Bật đi. Bỏ nó vào. Rồi đây có cái gì đâu. Còn có 3 bốn con thôi, 817 mà hết đầu tiên số lượng bắt ra. Cái đấy như còn 1 hay 2 cái. Còn là 12 cái. Mã gì đấy? 806 trở lên. Xem còn chỗ nào nữa không? Hình như ở trong kia còn rồi, mấy có ít ý. Còn ở trong kia kìa. Không để riêng một cổng đâu. Không phải, ở trong kia. Này, ở trong kia kìa, ở trong kia kìa. Này cất riêng vào đây. Tí mẹ nó mà bán là giảm như thế này. Mình vào kia kiểm tra. Cái đấy mẹ nó cài đi 17 cho. Hello cô bác. Áo da hay áo đá à chị? Áo da thì có nhưng mà lẻ size chị nhá. Các bác thấy em không ạ? Hello chị Tường may võ nhá. Áo đang mặc đẹp thì em mã mới về chị ơi. Đồng Nai em nhận gửi rồi nhưng mà nó sẽ chậm hành trình so với lại là các nơi khác các chị nhá. Tại vì mới hết giãn cách ý. Chưa dám nhận nhiều tại vì là sợ hành trình nó chậm ý ạ. Hello bác tình yêu, chia sẻ livestream cho em. Da size M không em có chị ơi. Đa số bây giờ nó chỉ còn size M thôi. Không còn size size L hay XL nữa ấy, áo da nhà em ý. Bây giờ em không biết là em để chỗ nào rồi ấy chị ạ. Bây giờ không thể tìm được chỗ nào luôn. Hôm nào em tìm được thì em like sau nhá. Em chào chị Thông Trần Lý Oanh ạ. Chào chị Hoàng Thị Hồng Quân nhá. Hello Ngọc Dương ạ. Các bác vào livestream cho em xin một nút thả clip, thả like, chia sẻ like cho em ạ. Áo gió như em gọi là rất là nhiều ấy ạ. Không phải là có mà rất nhiều luôn chị Phùng Lệ nhá. Làm gì đấy? Sai rồi. Đưa đây cho em. Đùa lắp mãi lắp mỗi cái lông mà không ăn không nên hồn. Lông nó ngắn quá chẳng phát hiện. Có mỗi ăn lắp lông mà không xong. Thấy không? Con đấy là 817 đấy. Đây chị bốc cái áo này lên cho em nào. Đơn lúc tối qua nhà em chưa chốt xong rồi chị Bùi Kiều Duẫn ơi, nhà ngày mai nhà em gọi chốt tiếp nhá các bác ơi. Ngày mai nhà em gọi chốt đơn của tối hôm qua tiếp ạ, tại vì là chưa chốt đơn xong đâu ạ. Tối ngày hôm nay em sẽ lên gọi là nhẹ nhàng tình cảm chị em mình luôn nhá. Váy suông em hết hàng rồi chị ơi. Chị Diễm Huyền ơi. Hả? Em nhân viên nó chỉ sợ em lên like nhiều nó không chốt kịp thôi. Lên nào lên đi shop à, rồi ok chị luôn nhá. Làm chồng lâu. Đơn ngày hôm nào, một ngày thì không thể nào xong được hết. Bộ thể thao tí em lên sau nhá. Áo em mặc á. Áo giữ nhiệt chị ơi, tí em lên nhá. Nó về được hai màu đấy ạ. Đây này, sau nhìn em lắp nhá. Nhìn rồi nhưng vẫn biết cái gì đâu. Mình phải tưởng tượng ra được cái như thế nào chứ. Này,
807 nguyên màu đen. Cái mà hôm qua mày chả lắp lộn. Có cái mà lên. Không học vẫn lắp được bình thường ấy này. Cái đấy thì khó ấy rồi. Khó chứ làm ra người vẫn làm được cái này. Đây này. Đây này, treo này lên cho em phát. Đấy, 4 má bán hết cái này. Bộ thể thao từ từ em lên luôn. Đừng bật quạt. À, đơn hàng tối qua nhà em chưa gọi chốt xong rồi chị Dung Nguyễn ạ. Các chị cứ để ý điện thoại cho em nha. Ngày mai nhà em gọi chốt tiếp đấy ạ. Sáng ngày mai nhân viên em đi làm các bạn sẽ gọi chốt tiếp nhá các chị yêu ơi. Cho em xin một nút thả tim với các bác ơi ạ. Chia sẻ livestream cho em với. Áo vest đi em rồi tí em lên áo vest nhá. Tại vì áo vest em bây giờ nó đang còn số lượng rất là ít và lẻ sai ạ. Em chào chị Nhung nhá. Con này mà lên. Ôi dồi ôi, đang phải nhờ thêm người ấy chị, đang phải tuyển thêm nhân viên ấy thì mới xong được chứ bây giờ ít nhân viên thì không xong. Em đang tuyển thêm ấy. Đấy, để cố gắng là xong đơn trong một ngày chứ bây giờ cứ ngày nọ lại chuyển sang ngày kia, ngày nọ chuyển sang ngày kia đến lúc mà gọi đến tên các chị thì các chị lại chẳng nhớ là mình chốt cái gì luôn ấy. Nhiều chị quên. Ai bán hàng online cũng đẹp gái dứa này, em bình thường chị ơi. À, em gửi hàng cho chị chưa em? Nếu như nhà em gọi điện chốt đơn là xin địa chỉ là em gửi hàng rồi chị nhá. Xin địa chỉ là em gửi hàng rồi. Đây các chị đẹp của em ơi, em tặng các chị áo phông nhá. Bây giờ phông hẹp em còn bao nhiêu chiếc em tặng nốt. Đấy chị ạ, các chị comment cho là tặng không có cổ và kèm số điện thoại cho em. Đấy chị ạ, tặng không có cổ và kèm số điện thoại cho em nó có tất cả các kiểu như này. Ok chưa ạ, nó có tất cả các kiểu luôn. Chị ơi nó treo trên kia kìa. Không phải giờ ra nữa. Các bạn nhìn hàng cho em này. Được chưa ạ? Tất cả các kiểu luôn là áo phông đây. Bây giờ hàng hè nhà em không còn đâu, em còn sót một ít thôi. Hôm nay các chị vẫn đang hỏi ai em áo phông ấy. Bây giờ em sẽ còn size các chị từ 40 cân đến 60 cân. Từ 40 cân đến 60 cân. Để là các chị chọn cho em cái hình ngẫu nhiên nhá. Được chưa ạ? Chọn hình ngẫu nhiên cho em với. Ok, cho các chị comment là tặng phông có cổ cho em ạ. Em biếu các chị mình ngày hôm nay 99.000 một áo. Nhanh tay chia sẻ livestream cho em ạ. 99.000. Ok chưa ạ? Chị nào nhanh tay được ạ? Chị nào nhanh tay được cho em với. Các bạn nhìn cho em ạ, nhưng mà bây giờ mà không tuyển thêm nhân viên thì không xong đơn được chị ỉ. Nha các chị cố gắng thông cảm giúp em với, thì các bạn phải làm dần dần các bạn mới quen được ấy. À, lên like nhanh lên Loan ơi, bên Nhật 11 giờ rồi á. 99.000 đồng các bác ơi, nhìn yêu chưa, xanh lá cho em này. Đấy chị ạ, 99.000 một áo. Màu trắng nhá, nó có nhiều kiểu đấy các chị ơi, không phải có một kiểu đâu. Các chị có mày là tặng không có cổ này. Đỏ, đen, đấy chị ạ, đỏ, đen, trắng, xanh, vàng. Đỏ, đen, trắng, xanh, vàng mà kèm số điện thoại cho em. Các chị yêu nhìn cho em áo nhá, hình ngẫu nhiên cho em ạ. Thi thoảng nó có XL đấy. XL là các chị dưới 65 cân đổ về em chỗ đơn. Được chưa ạ? Tặng phông có cổ và kèm số điện thoại. Các chị cứ lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ dòng phông Quảng Châu. Được chưa ạ? Toàn bộ hàng Quảng Châu ạ. À, lên dáng ngắn em có chị ơi. Cái gì cũng có. Được chưa ạ? Cái gì cũng có luôn ạ. Các chị yêu em tặng các chị mức giá 99.000 một áo nhá. 99.000 đồng ạ, không hề nghe nhầm luôn. Còn bao nhiêu chiếc ngày hôm nay gọi là cho gọi là bay nóc luôn. Đấy chị ạ, gọi là cho bay màu luôn các chị em này. 99.000 đồng các chị nhìn cho em ạ, toàn bộ dòng phông xịn sò luôn. Bác nào đã mua rồi các bác biết. Đấy chị ạ, hàng bình thường em đang bán là 185 là cái giá mà hôm đầu em bán ấy. Bây giờ còn bao nhiêu chiếc em tặng các chị luôn ạ, 99.000 đồng. Các chị đang mua thị trường vẫn đang hơn 200.000. Đấy chị ạ, vẫn đang là hơn 200.000 đồng các chị ơi, nhìn hàng cho em này. Toàn bộ hàng không có cổ, hàng Quảng Châu. Và bác nào vừa các bác, nếu mà vừa các bác lấy 2-3 chiếc đi. Đấy chị ạ, đừng lấy một cái nhá. Phí lắm luôn các chị này. Ok chưa ạ? 99.000. 99.000 đồng không hề nghe nhầm luôn. Em biếu vừa tặng vừa biếu luôn các bác cho nó gọn hàng ấy. Đây là hàng hè cho nên bây giờ em chuyển sang hàng đông hết rồi. Chị Thúy Dung ok ạ, à. Chị Trung Nôi Am Trung bánh gato ạ, à. Chị Thúy Đàn rồi ok, chị Phạm Mừng có đơn hàng nhá. Chắc là cái này không cần em phải mặc lên nữa rồi tại vì là hàng này em đã bán. Nói chung là nó không biết là đến mấy vạn áo rồi nhỉ. Nó phải đến mấy vạn áo rồi từ lúc đầu vụ đến giờ. Để chạm từ đầu vụ đến giờ luôn. Bây giờ em tặng các chị mức giá là 99.000 đồng nhá. Để chạm kỷ niệm luôn các bác ạ, à. 99.000. Không có 2X đâu ạ chị ạ. Chị ơi ạ, nó chỉ có size ML thôi, không còn XL đâu. Thi thoảng nó có lẫn một chiếc size XL thôi nhá. Đấy chị ạ, bây giờ các chị chỉ chọn màu được thôi ạ. Chọn màu ạ, chọn size vừa, không chọn hình. Đấy chị ạ, chọn màu, chọn size vừa cho em ạ, không chọn hình. Các bác lên đơn hàng cho em tặng không có cổ. Em ưu tiên cho bác nào chia sẻ livestream nhá. Chia sẻ live cho em ạ, 2 lần lên trang cá nhân, 3 lần hội nhóm giúp em với ạ. Ok chưa ạ, đây em tính đấy. Nói chung là chị nào mà chia sẻ like nó không bị ẩn comment. Đấy chị ạ. Và em ưu tiên cho bác nào chia sẻ like trước ạ. Bác nào không chia sẻ like lúc nào mà còn hàng thì em mới chốt đấy bác nhé. Lúc nào còn hàng thì em mới lên đơn được. Đây các chị này. Các chị ngày mai các chị ấy cứ chọn màu cho em nhé. Chọn màu, chọn size vừa. Để chạm không chọn kiểu. Tại vì bây giờ là em aloso lẫn lộn hết rồi. Để chạm aloso lẫn lộn hết cho bác như này luôn ạ. 99.000 đồng ạ. Toàn bộ dòng mắc đen và dòng hai mắc cho em. Toàn bộ dòng mắc đen và dòng hai mắc ạ. Rồi ok em qua
mẫu này chị ơi, 3 mẫu luôn đi, 99.000 đồng một áo. Không nghe nhầm luôn, không câu like, không câu view rồi em, chỉ còn một ít thôi. Ngày mai chị được, chị nào mình được thì các chị mình hoan hỉ. Để chị nào không được các chị thông cảm giúp em với nhá. Tại vì là cái hàng này bây giờ không ai bán các chị 100.000 một cái đúng không ạ? Em tặng các chị luôn. Đấy chứ em hứa tặng các chị luôn, nhưng mà thực sự luôn là nếu mà cái hàng sale này thì số lượng nó không có nhiều đâu. Đấy chứ số lượng nó không có nhiều, nó chỉ có ít ít màu tôi 64 cân không vừa đâu gái ơi. Chốt đơn các chị cùng lắm đến 60 cân đổ về thôi. Thỉnh thoảng nếu mà có màu đỏ này, đấy chứ có XL thì em 6 mấy cân mặc được nhá. Cứ mặc lên có khách mới không? Em mặc lên là không có hàng chị ạ. Thực sự luôn là em mặc lên là không có hàng, tại vì là khách hàng em đã mua quen, các bác biết cái form dáng như này rồi, các chị tham khảo giá thị trường thoải mái đấy chị ạ, cho các chị khảo giá thị trường thoải mái, em không cần mặc lên nữa, tại vì là còn hàng đâu mà mặc các bác, em chỉ còn ít ít một thôi, 99.000 đồng một áo, 99.000 đồng một áo, những cái mã nào có số lượng thì em mới mặc lên, chứ không có số lượng em không mặc lên nữa. Chị Nguyễn Cánh Huyền là chị Trái Chim Trung Tình này, ui rồi Trái Chim Trung Tình em đọc nhầm mất rồi. Rồi, bật cái quạt lên Huyền ơi. Nói một tí mà nóng hết cả người. Rồi vãi hết cả mồ hôi. Đơn tối qua thì ngày mai nhà em gọi chốt tiếp nhá các chị yêu ơi. Đấy các chị cứ để ý điện thoại giúp em với, các chị đặt cái gì các chị không nhớ các chị ghi ra cái tờ giấy nhá. Đấy chưa? Không có lại quên mất. Lúc là nhân viên nhà em hỏi các chị là chị đặt mỡ gì chị có nhớ không, là lại bảo chị chả nhớ cái gì là không chốt được đơn ấy. Đấy chưa? Nhà em phải nhớ mã, khách hàng nhớ mã thì em mới chốt đơn được. Em qua mẫu nhá. Áo em mặc là mã gì đây? Không. 8020. Đâu đâu đưa chị cái hộp của nó đâu. Đưa hai màu này, mấy màu đây. Đây à? Là chị mặc vào cái áo 8 này không? 818 không? Không. Cái vỏ của nó kia mẹ nó ơi, xem cái vỏ đây nào. 6820. 6820. Chuẩn không? 6820. Đấy, 6820 này. Các chị comment cho em là mã 820 nhá. Áo nhiệt em đang mặc là mã 820, mã mới về. Em đang có màu hai màu ạ. Thế chị ạ, à em đang có 3 màu. Em đang có 3 màu, các chị ơi nhìn hàng cho em này, toàn bộ dòng áo giữ nhiệt định hình. Thế chị ạ, toàn bộ dòng áo giữ nhiệt định hình, các chị lên đơn hàng cho em là mã gì nhỉ? Áo nhiệt 820. Mã 820 ạ. Thế chị ạ, 820 bằng kèm số điện thoại cho em. 820 bằng kèm số điện thoại cho em ạ. Nó là áo giữ nhiệt định hình, các chị ơi nhìn hàng cho em này. Nó đẹp thực sự luôn ạ. Đấy chứ ạ, nó đẹp thực sự luôn, nhưng mỗi tội là em không đặt được số lượng nhiều ấy, nó chỉ có ít màu thôi. Các chị yêu nhìn áo cho em nhá. Em có nâu đậm này. Nâu đậm là màu này các bác nhá. Nâu đậm này, nâu nhạt với tông màu đen. Nâu đậm, nâu nhạt với tông đồ màu đen. Các chị lên đơn cho em ạ. Hôm nay em cho các chị tầm 63 cân đổ về. Đấy chứ ạ, 63 cân đổ về ạ. Nếu chung là chị nào người cao, người gọn, các chị dưới 65 cân các chị mặc được. Và các chị yêu như mình tầm khoảng là trên 42 43 cân đổ lên nhá. 42 43 cân đổ lên ạ. Chị ơi miền Nam em vẫn ship hàng bình thường mà chị Ngọc Lương Thị. Trừ những cái vùng mà vẫn đang bị dịch thì em không ship được thôi. Đấy chưa ạ? Rồi, quần áo nhà Loan toàn hàng đẹp rẻ, em cảm ơn chị ạ. Thị trường đang bán các chị 160, 170, 180. Đấy chưa ạ? 160, 170, 180 ạ. Ngày hôm nay người ta báo là em là đợt này tiền tàu cao ấy, cho nên là người ta sẽ tăng thêm là 5.000. Đấy chưa ạ? Tăng thêm 5.000. Ngày hôm nay xin phép tặng các chị giá 139.000 đồng. Các chị yêu nhá, 139 là số lượng không có nhiều, toàn bộ áo giữ nhiệt hộp. Toàn bộ dòng áo giữ nhiệt hộp, các chị chọn màu giúp em với ạ. Mã này là mã 820 ạ. À, sao anh đặt like từ tối kia và cả tối hôm qua không thấy ôm vậy em Loan chị? À anh ơi, đơn của tối hôm qua nhà em chưa gọi chốt xong đâu anh ạ. Ví dụ như hôm qua là 100% khách hàng thì nhà em chỉ gọi được tầm khoảng 30% thôi ạ. Còn 70% thì sáng ngày mai nhà em gọi tiếp nhá. Các chị thông cảm giúp em mới, tại vì là đợt này của là bắt đầu lạnh mới vào vụ ấy, thì là mọi người mua nhiều ấy, với lại đợt đơn hàng đang quá tải và đang thiếu nhân viên. Cho nên là các anh các chị thông cảm giúp em với nhá. Được chưa ạ? Các chị cứ đặt mã nào các ghi ra tờ giấy hộ em với. Nhớ mã hàng giúp em với ạ. Đây các chị này. Được chưa ạ? Mã này các chị comment cho là mã 820 và kèm số điện thoại cho em ạ. Dòng giữ nhiệt hộp. Dòng giữ nhiệt hộp cho em ạ, có 3 màu. Chất nó đẹp lắm, giữ nhiệt định hình nhá bác nhá. Giữ nhiệt định hình cho em ạ. Được chưa ạ? 139.000. Nhận hàng bóc hàng kiểm tra cho em với ạ. Bác ca đâu rồi chị ơi? Bác ca đơn tối qua em đặt thì ngày mai nhà chị vẫn đang gọi chốt đơn bác ca. Hôm nay nhà chị lên thêm mấy mẫu mới, tại vì nó còn sót mấy mẫu nữa. Hôm qua mới lên được 3 mẫu thôi. Ok chưa ạ? Màu nâu này. Màu này em gọi là nâu nhạt nhá các chị nhá. Màu này gọi là màu xám được nhỉ? Màu xám đi, màu xám cho nó dễ nhá. Xám với nâu nhạt là một này. Để chị ạ, màu nâu cho em này. Đấy và màu đen, 3 màu ạ. 3 màu ạ, giữ nhiệt định hình cổ ren, có thể các chị mặc vào trong áo vest, áo da hay áo dạ đều đẹp luôn. Ngọc Lương Thị ơi, thế thì chị đặt hàng đi. Nói chung là bên em vẫn nhận của Đồng Nai. Những cái vùng mà không phải là vùng đỏ ấy, không phải vùng dịch ấy,
nhưng mà chuyến thư hành trình nó sẽ hơi bị chậm hơn so với lại là các vùng khác, các tỉnh khác các bác nhé, thông cảm nếu mà chị nào mà đợi được thì nha, em vẫn gửi đơn bình thường. Đấy, các chị nhìn cho em mã hàng này, lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em là 820 các chị yêu nhá, 820 và kèm theo số điện thoại cho em. Ê, các chị yêu nhìn cho em cái cổ ren của nó này, mẫu này các chị mặc ở trong áo vest da đẹp lắm luôn ý, thấy chưa, áo vest áo da đẹp tuyệt vời luôn. Lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? 820 và kèm số điện thoại ạ. Shop nhà bán rẻ hơn shop khác mà, đúng rồi chị ơi, đấy cũng là một phần mà lý do mà sao mà khách hàng đang đến với nhà em rất là nhiều. Thứ nhất là rẻ, thứ hai là đẹp, được chưa? Thứ nhất là phải chất đẹp nữa, được chưa? Thứ hai là giá rẻ. Đấy, các chị yêu nhá, lên đơn hàng mã này cho em là mã hàng 820 ạ, 820 cách số điện thoại cho em là các chị yêu mình có đơn. Rồi chị ơi, cho em xin một mã áo giữ áo gió, còn màu sắc màu vàng chị ơi. Chị ơi comment mã hàng 820 giúp em với, tại vì nhà em rất là nhiều mã áo giữ nhiệt chứ không phải một mã đâu. Áo có cổ là mã tặng không có cổ chị ơi, em còn sót một ít thôi, ngày mai các chị cứ chọn màu chọn size vừa cho em, không chọn kiểu như yêu nhá. Chị Phạm Hoài, chị Linh Hoàng, Linh Hoàng comment mã hàng cho là 820 đi chị ơi. 820 lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Comment lại đang bị ẩn thế này. Ôi cứ đông đông người xem bắt đầu nó ẩn comment. Còn cho em bỏ cái này ra lấp lông cho em đi. Ui giời, cứ phải đợi nói chứ nhỉ. Một màu luôn. Đây. Thực sự các bác luôn là em đang còn sót nguyên áo gió màu vàng. Đủ sai không? ML. MLXL đúng không? Thế thì ngày hôm nay gọi là đầu mùa em tặng các chị yêu những cái này là thiết thực nhất nhá. Để chạy kỷ niệm cho các bác những cái áo gió này thiết thực nhất luôn ạ. À. Toàn bộ hàng của là hàng công ty. Để chạy toàn bộ hàng gió công ty luôn. Các chị lên mã hàng này cho em là gì nhỉ? E1 giúp em nhá. Để chạy. Dạ S lông cừu á. Em chưa chị ơi. Đây này các chị này. Phong bé Thái Quân ấy, áo này là 139 ạ. 139.000. 820 là 139 ạ. Chị chốt hôm qua áo 820 chốt cho chị sớm để có để chị bán á. À thế thì ngày mai gọi điện cho bạn nhân viên chốt đơn xỉ đi. Không có là chị mà đợi đến các bạn ấy gọi mà chốt xỉ là số lượng không có hàng đâu. Nhận hàng shop chị không tiếc tiếc tiền mua hàng. Chúc chị mua may bán đắt, em cảm ơn chị nhá. Áo gió này có size các chị từ 40 cân ạ đến tầm khoảng 63 cân đổ về nhá. Em có 3 size MLXL. À chốt lên tầm 60 đi. Cho đến tầm 60 cân cho thoải mái nhá. Các chị comment là mã này là E1 cho em với ạ. E1, ngày hôm nay em biếu các chị một cái mã hàng đầu tiên. Hôm trước đang là 158.000 đúng không? Hôm trước đang là 158.000. Để chạy, ngày hôm nay xin phép các chị nhá. Em còn sót nguyên một màu vàng. Để chạy, em còn sót nguyên một màu vàng. Vàng là vàng đậm. Hôm nay trở lạnh bộ thể thao đẹp lắm em, cảm ơn chị. Đấy, các chị mua từ hôm trước, bây giờ hôm nay bắt đầu là trời lạnh rồi các chị bỏ ra mặc là hợp lý luôn rồi đúng không ạ? Bây giờ ngày hôm nay áo này nhá, em tặng các chị luôn ạ. Thôi. Mã này xin phép các chị yêu nhá. Để chạy, chị nào được hoan hỉ, chị nào không được thì thông cảm. Em biếu các chị luôn ạ. 110.000. Ok chưa? 110.000 đồng ạ, dòng túi để giấu túi cho em. 110.000, các chị mình lên đơn hàng cho em là mã gì ấy? E1 nhá, E1 và kèm số điện thoại cho em. Chị ơi đưa cọc ở đây xem còn sót số lượng như nào với. Những cái nào ít là em vừa bán vừa tặng luôn ấy. Để chạm mã nào em còn ít em vừa bán vừa tặng luôn. Đây các bác nhìn hàng cho em này. Đợt trước hàng này cũng là hàng 270-280 đấy ạ. 270-280.000. Cái màu vàng ở trên live stream nó sẽ đậm, nó sẽ sáng hơn màu bên ngoài đấy ạ. Để chạm màu trên live nó sẽ sáng hơn màu bên ngoài. Em biếu các chị luôn là 110.000 đồng ạ. 110.000 đồng một áo gió. 110.000 đồng một áo gió cho em ạ. Em đặt hàng mà mãi chưa nhận được à? Cho chị số điện thoại em ơi. Sợ nó bị lạc chuyến tư hay là đợt này hàng nó sẽ hơi chậm ấy. Thế là các chị yêu cố gắng thông cảm giúp shop nhá. Có được kiểm tra hàng trước khi nhận chứ chị. Nhà em lúc nào cũng cho các chị kiểm tra hàng trước, các chị yên tâm luôn nhá. Mua hàng phải được kiểm tra hàng thì mới mua chứ đúng không ạ? Em một cho em ạ, em biếu các chị luôn 110.000. Chất đẹp dã man luôn các chị này. Cái chữ này là chữ thêu cho em nhá. Chữ thêu chứ không phải in hay dán luôn. Trời ơi, có 3.000 cho em áo này. 110.000 đồng. Ok, chị em không đọc tên chốt tại vì là số lượng nó không có được nhiều. Được chưa? Số lượng không được nhiều. Cái này có tầm khoảng là bao nhiêu cái chị? 30 cái. Được chưa? Có tầm 30 cái, gió 4 cái em còn đấy chị sống khác ơi. Rồi ạ, các chị cứ lên đơn hàng cho em là gió 4. À quên. E1 nhá. E1 kèm số điện thoại cho em, không cần gì comment gì quá nhiều. Các chị cứ lên đúng mã hàng kèm số điện thoại cho em với. MLXL. Mã này thì chốt cho các chị dưới 60 cân đi nhỉ? Tại vì áo gió thì mình mặc chật quá thì không mặc được, cho nên em chốt các chị tầm khoảng dưới 60 cân đi nhá. 40 cân đến 60 cân em chốt đơn. Chị còn cái mã nào còn sót lẻ màu không? Mã nào còn lẻ màu thì đưa đây cho em nốt nào.
Đây đây, cái cọc ở gần chỗ cái E1 đấy chị. Cái gió tàu ấy. Thấy không? Cái kìa. Ừ, lấy đây cho em cái. 30 cân không vừa chị ạ, mẫu này phải trên 40 cân. Mã này phải trên 40 cân. Em xin phép là em bán rẻ nhưng là hàng chất lượng lắm chị ạ. Hàng này trước không có dưới 200.000. Đấy chị ạ, nhập buôn không dưới 200.000 đồng. Em có 3 size MLXL. Tại vì bây giờ nó chỉ còn lẻ một màu thôi ý. Nó lẻ một màu thôi, em điếu các chị nốt là 110.000 đồng. 110.000 đồng đây các chị này. Tiếp theo một cái mã hàng thứ 2. Tiếp theo cho các bác một cái mã hàng thứ 3 thì có size gì đây. Lẻ này không mũ đúng không? ML 2 size đúng không? Đây các chị nhìn hàng này, em chỉ còn lẻ màu thì em lên luôn. Hàng này hàng tàu cho em nhá. Để chạy hàng tàu này, nó sẽ có cả hai size ML. Để chạy mã này các chị comment cho là E2 ạ. E2 cách số điện thoại cho em ạ. Đợi em một chút nhá, mẫu này thì không có mũ. Nó là cổ tàu cho em ạ. Nó là cổ tàu E2 và lên số điện thoại ạ. Áo khoác canh đang mặc bao nhiêu ạ? Áo khoác canh mặc của nó là hơn 400 triệu 470. Đây các bác nhìn áo nhá. Bác nào đã nhận được áo này rồi ạ, cho em xin một áo, cho em xin một cái feedback ạ. Hôm nay nhận được gió xịn rồi, đẹp lắm, cảm ơn các chị gái ạ. Các bác ơi, mua hàng các chị được đồng kiểm các chị mới lấy nhá, không được đồng kiểm các chị không lấy cho em. Ok chưa ạ? Nếu mà bưu tá mà mang hàng đến ý, các chị không được xem hàng, các chị không mua nhá, các chị không lấy. Các chị gọi điện trực tiếp vào cái số ở trên đơn hàng giúp em với đem cho các chị xem hàng. Được chưa ạ? Nếu mà đến nơi mà bưu tá không cho các chị xem ý, đấy là trường hợp mà bưu tá không cho xem. Thì các chị cứ gọi điện trực tiếp cái số hotline của nhà em nhá. Các bác cho em xin lượt chia sẻ với. Được chưa ạ? Lên đơn hàng cho em làm mã này là E2 đúng không? E2 ạ. Được chưa ạ? Gió Quảng Châu. Các bác nhìn hàng này, để chạy hàng theo. Ok chạy hàng theo ạ, 2 size ML ạ. E2 và lên số điện thoại cho em, các chị mình có đơn nhá. Rồi ôi các chị này, bình thường ý, các chị mua là khoảng tầm là 280-300.000 áo này. Để chạy 280-300.000, bây giờ các chị này 300.000 ý, các chị mua được 3 chiếc. Được chưa ạ? Hơn 300.000 bây giờ các chị được mua được 3 chiếc. Nhưng mà ngày trước ấy, các chị đang chỉ mua được một cái thôi. Được chưa ạ? Bác nào chia sẻ like cho em chốt đơn ạ. Mã này thì size form hơi bé nhá. Em chỉ chốt đơn các chị tầm 40 cân đến tầm khoảng 55-56 cân đổ về thôi ạ. Size M em chốt đơn các chị dưới 50 cân. Size L các chị tầm khoảng dưới 55 cân, 56 cân đổ về em chốt đơn ạ. Có cả màu đen, màu đỏ nhưng mà số lượng em còn bằng này trước. Được chưa ạ? Số lượng em còn bằng này trước. Các chị lên hàng cho là E2. Em biếu các chị luôn ạ, 115.000 một áo. Hàng này hàng Quảng Châu cho em ạ. Các chị bác, em nói thật luôn ạ, các bác đi nhập hàng ở đâu cũng có bán hàng luôn. Hàng này em sell tại vì là em cái form này nó hơi nhỏ ấy. Nên bác nào cứ tầm khoảng là dưới 55 cân và trên 40 cân đổ lên nhá. Trên 40 cân đến 55 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Nhận hàng được bóc hàng kiểm tra. Để chạm nhận hàng được bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Ok chưa ạ? 2 size ML cho em ạ. Lắp lông lâu thế. Rồi ơi, cái gì hôm nay cũng gọi là rẻ bèo, rẻ bọt cho các bác luôn. Tại vì là cái hàng này em bán từ lúc bắt đầu vào mùa rồi ý. Bắt đầu thời tiết nó có đang nóng ý. Và bây giờ em chỉ còn sót số lượng là ít ít màu thôi ạ. E2, các chị chọn màu, chọn size vừa cho em. Em có 2 size là size M với size L. Để cho em có 2 size là size M với size L. Các chị nhìn cho em màu trắng này. Màu thứ hai là màu vàng này. Màu thứ ba là màu đen. Để cho màu thứ ba sẽ là tông màu đen ạ. Màu thứ tư nó sẽ là tông màu đỏ, nhưng mà màu đỏ em chỉ còn sót 2 chiếc thôi các bác nhá. Đa số là còn màu vàng với màu đen. Đấy chứ ạ, đa số em còn màu vàng với màu đen. Khách hàng lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Áo kẻ gì chị ơi, tí em lên sau nhá. Mã này là mã gì? E2. E2 đúng không? 100 bao nhiêu tiền chị? 115.000. Em thực sự luôn ạ, em tặng các chị còn rẻ hơn một cái áo phông. Bình thường các chị mua cái hàng phông Quảng Châu ấy thì em đang bán các chị là 180-190. Bây giờ cái hàng áo gió người ta bán các chị ít nhất phải tầm khoảng 250-280.000. Được chưa? Em tặng các chị luôn 115.000. Được chưa? Hàng này chuẩn xịn, hàng đẹp luôn ạ. Nhận hàng khách hàng nhớ cho em xin phản hồi nhá. Được chưa? Bán em bán các chị những cái mẫu này này. Được chưa? Em gọi là lấy tương tác mà các bác. Chị nhận được quần áo rồi, đẹp lắm em ạ. Rồi có bộ gió không em? Em không bán bộ gió chị Nguyễn Tiên ạ. Em không bán bộ gió nên chỉ bán áo gió thôi. Linh Lam Nguyễn ạ, đi thị dịu. Ok, chị em chốt đơn hàng ạ. Mã này gió 2, à quên E2 nhá. À E2 và kèm số điện thoại cho em ạ. E2 và lên số điện thoại cho em các bác, mình có đơn hàng này, toàn bộ hàng gọi là chất lử lư luôn. Áo khoác này đẹp này chị Thoa, rồi em cảm ơn chị ạ. E2, em ơi định lên nhẹ nhàng sương sương thôi mà các bác gọi là bắn tỉ em ác quá. Rồi ạ, các chị nhìn cho em này, bên trong của nó sẽ là một lớp lót lụa. Để chị ạ, bên trong nó sẽ là một lớp lót lụa, các chị em nhìn hàng cho em nhá. Đẹp dã man con ngan luôn.
Được chưa, em tặng các chị mức giá là bao nhiêu tiền? 115.000 đúng không? 115.000 các chị chọn màu chọn size vừa. Chị đàn nội cu đen nhận được đơn đổi của chị thì em sẽ gọi điện trực tiếp với chị luôn nhá. Chị không phải hỏi đâu, tại vì là em nếu mà có đơn hàng ưu tá mang đến ý, thì em gọi điện luôn cho khách hàng, chứ em không để cho các chị phải đợi đâu ạ. Rồi các chị gì nào này, tí em lên bộ thể thao. Trời ơi, cứ bắt đầu lạnh một cái, ngày hôm nay em thấy luôn, khách lẻ đến cửa hàng em cứ mua hai bộ một để chạy, cứ hai bộ một cho em ạ, không có thời gian mà ăn cơm luôn. Rồi em cảm ơn các chị nhá. Đơn của tối hôm qua nhà em chưa chốt xong rồi chị Loan Lưu ơi, ngày mai nhà em gọi tiếp nhá. Các chị đợi em với, các chị đừng giúp em tại vì là đơn hàng đang bị quá tải. Tối nay em cũng chỉ định là lên một lúc thôi ý. Tại vì một buổi tối em nghỉ em không biết làm cái gì cả. Cái này em chỉ lên gọi là một lúc thôi, nhưng mà các bác vào đông quá. Các bác vào đông quá. Được chưa? Tại vì là một chị mua sẽ có là 2-3 chị giới thiệu cho nhau, xong là 9-10 chị ở trong công ty mua cùng nhau ấy. Tại vì chất lượng đẹp thì khách hàng khác tự giới thiệu cho nhau, đến shipper người ta còn xin địa chỉ của shop để mua hàng. Tại vì là người ta đang bảo là cái công ty này không biết làm sao mà nó mua cái shop này, không biết là mua cái gì mà sao nó mua nhiều thế. Xin địa chỉ luôn. Được chưa? E2 đúng không? Đơn nào chị ơi, chị bảo cái gì chặt thì gửi lại em đổi cho. Hàng đẹp nhưng không được chốt đơn, buồn quá chị hé nông ơi, sao lại không được chốt đơn. Chị cứ lên đơn đi chị. Cứ lên đơn kẹp điện thoại cho em, chia sẻ livestream cho em không bị ẩn comment chị nhá. Em à, bộ đang mặc bao nhiêu tiền? Chị Hoàng Hường ơi, em nhắn tin gọi điện cho chị có nghe máy đâu. Được chưa? Đã chị nhìn hàng nhá. Rồi em hai em qua mẫu đi cái hàng này. Đây đây. Các chị nhớ mã này không? Hôm trước các chị chốt hàng không có này. Được chưa? Hôm trước các chị chốt hàng không có, bây giờ em chỉ còn em shop kho còn nguyên size M. Áo gió chị bán đẹp lắm đấy. Cảm ơn chị nhá. Nói chung là đẹp hay không khách hàng kiểm tra hàng, khách hàng biết. Để chạy chứ không phải em bán cho các chị là đến nơi các chị không được xem hàng. Hôm nay các chị yên tâm luôn. Các chị nào khách lạ nhá, các chị cứ thử theo dõi em một vài like đi, để xem khách hàng quen nhà em, khách hàng đã nhận hàng, khách hàng phản hồi như thế nào. 72 cân thì không vừa áo gió nhà em được chị ơi. Đây các bác nhìn hàng cho em này. Để chạy mã này các chị comment cho là E3 nhá. Các chị nhớ hôm trước là em là mã lộc 10 ấy nhở. Là hết sạch cánh xanh luôn. Nhưng mà tiếc quá, hàng này em còn nguyên size M. Các chị lưu ý nhá, hàng này nó sẽ có cái hàng gia công bên ngoài trường người ta bán, các chị chỉ có tầm khoảng là 90-100 hoặc là 100 mấy thôi. Được chưa? Em đã nhìn cái hàng gia công của người, cái đường kim mũi chỉ của nó cực kỳ xấu. Nó xấu lắm ấy, thề luôn. Nhìn trên like đẹp long lanh. Nhưng mà các chị nhận hàng các bác nhìn nói chung là biết ngay. Cái gì đấy chị? Đây phải không? Đây nó. Đây cái em này. Đây này. Được chưa? Hàng của nó là hàng hơn 300.000 nhé. Hàng hơn 300. Các bác nhìn hàng cho em nhé. Ok chưa? Đỉnh của chóp luôn. Ngoài nhìn kỹ tắc mang cho em ạ. Được chưa? Nhìn kỹ tắc mang cho em. Mã hàng đấy. Lên đơn hàng chuyên là E3 đúng không chị? Để em xem size M này, con này các chị đến bao nhiêu cân vừa nhé. Từ từ đã, nghe em báo giá đã chị ơi. Đừng chốt vội. Bán bộ thể thao đi em. Bạn ơi, chị ơi, chị xem của em xem bộ thể thao cổ tròn ngày hôm nay xem là chị bốc ở đây cho em với. Tổng cổ xả luôn các bác. Bây giờ bộ thể thao em đang còn lẻ size thôi ạ. Các bác nhìn hàng nhá. À, hàng này em đẹp nhưng ít size to à. Chị ơi, cái bộ hàng Quảng Châu thì nó có size to nhá. Còn hàng công ty thì em chỉ có size các chị dưới 65 cân thôi. Rồi, mã này em còn sót nguyên size M. Bác nào vừa size M thì chốt luôn. Em ơi, các chị này hàng đẹp, nhìn cái đường kim mũi chỉ các chị ơi. Mặc lên form nó đẹp, nó đỉnh cao như này mà. Ok chưa? Sau lưng chị quần bò hả? Đâu, không phải quần bò đâu em. Đấy là áo gió đấy. Này các bác này, form này chốt các chị tầm khoảng là 50 cân đổ lên nhá. Đến tầm khoảng 56-57 cân đổ về. Được chưa? 50 cân đến tầm 56-57 cân đổ về em chốt đơn à. Được chưa? Nó là size M đấy ạ. Thị trường đang bán các chị tầm khoảng là 320-350. Nhưng em đang còn lẻ nguyên size M nhá. Được chưa? Em tặng các chị 169.000 đồng. Rồi ơi, các chị nhìn hàng này. Ai bán được giá này các bác? E3 lên đơn hàng cho em ạ. Em chỉ còn lẻ nguyên size M. Các chị yêu nhìn hàng này. Cao cấp chưa? Đẹp chưa? Các chị nhìn qua từ cái túi trở đi nhá. Đến từ cái mác này. Em tặng các chị mức giá là bao nhiêu tiền? 169 đúng không? Rồi ơi, 169.000 đồng. Ai bán được giá này các bác? Ai bán được giá này ạ? 169. Để chặn lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em.
Đấy các chị nhìn thêm ạ, đường kim mũi chỉ của nó gọi phải là đỉnh cao luôn, đỉnh cao của chất lượng luôn ạ. Chị ơi mẫu này có hôm nay về được bao nhiêu cái? Nó lẻ chị ạ, nó chỉ còn lẻ nguyên size M, bác nào vừa cái size M này bác chốt nhá. Bác nào vừa size M này các bác chốt luôn ạ. Cái thân này là thân u mì cho em. Đấy chị ạ, cái thân là chất u mì cho em ạ. À, Loan giống em Quỳnh ở shop giày, em chả biết em Quỳnh shop giày nào chị ơi. Đấy chị ạ, các bác lên hàng cho em là E3 kèm số điện thoại hết size L chị ạ. Bây giờ chỉ còn lẻ nguyên size M thôi. Thì em tặng các chị giá nốt 169.000. Em tặng các bác nốt 169.000 đồng các chị này. Cái chất cái đường vải này, cái đường kẻ này nó đẹp lắm, chứ không phải là cái đường gia công mà cái hàng gọi là hàng may lại đâu các bác nhá. Đấy chị ạ, không phải cái hàng may lại đâu ạ. Nhìn cho em từ cái túi trở đây này các bác biết. Đấy chị ạ, nhìn từ cái túi này. Đấy chị ạ, tem mác các bác biết luôn ạ. Hôm nay đông vui quá. Em cảm ơn các chị nhá. Không còn size to hơn, bây giờ em chỉ còn size M thôi, không còn size to. Đấy chị ạ, các bác lên đơn hàng cho này E3 ạ. Lên tiệm áo gió ạ. Còn thế thì đưa áo gió cho em ơi. Các chị có thích áo gió à? Từ từ nhá. Em xin phép em còn ít bát tái. Em chỉ còn tầm khoảng 2-3 bát tái nữa, ngày hôm qua em chưa kịp lên. Tại vì hôm qua chưa tìm thấy hàng, ngày hôm nay em cho nhân viên dọn kho ấy. Em đang còn sót ít bát tái của hàng đẹp các bác nhá. Em cảm ơn Mai Văn ạ. Đồng hồ chị mua bao nhiêu vậy? Đâu, hôm nay em có đeo đồng hồ đâu. Hôm nay có đeo đồng hồ đâu. Đeo hướng. Để cho em gọi là như này thay đồ cho nó nhanh. Rồi chị Nguyễn Hải có đơn ạ. Em cảm ơn Mai Văn ạ. Lên quần bò đi em, mà quần bò thì em đang tặng hết hàng chị ạ. Chị Nguyễn Tuyết ok cho đơn hàng E3 nhá. Em nhớ các chị nhà mình ngày hôm nay là bao nhiêu tiền nhỉ? 169.000 đồng. Em bao giá toàn quốc luôn. Để cho em bao giá toàn thị trường luôn, 169.000 đồng. Ok chị ạ, đến tầm khoảng 56 57 cân đổ về em đơn hàng ạ. Trên 50 cân nhá, size M đấy ạ. Trên 50 cân. Cái này đường mách tay cho em mà bo chun. Chị ạ, mách tay bo chun, những cái kẻ này các chị mặc cũng rất là sang luôn. Không bao giờ lỗi mốt. Đấy chị ạ, chị mặc gì cũng muốn. Đặt hàng em không có size vừa, cố lên. Tại vì là những cái hàng này em đang lẻ size thì em sell nó các chị 169. Còn thị trường vẫn đang bán các chị trên 300 nhá. Trên 300.000 đồng. Đấy chị ạ, trên 300.000 đồng ạ, qua mẫu này. Đâu cái mã phát cào lắp xong đâu. Đấy, đây này. Bàn là tiếp theo em lên hàng phát ca nha các chị yêu nhá. Thế đưa cho em cái mã 818 ấy, nó còn màu đen để em lên phát ca cùng ấy. 818 ấy nhỉ. Bỏ vào cái chỗ này để lại đâu. Bỏ sẵn vào đây. Rồi. Cái nhiệt 818 thì hiện tại em đang còn màu đen. Để cho em đang còn màu đen ạ. Cái chuyến này thì em vẫn gọi là oánh được cho các bác được giá rẻ. Chứ còn chuyến sau thì về thì người ta báo là tiền tăng rồi, giá tăng rồi các bác nhá. Cái chuyến này thì em vẫn còn màu đen thì em tặng các chị được giá gọi là rẻ hơn một chút. Chị Đào Bích ok, chị Hằng Nguyên có đơn ạ. Áo giữ nhiệt có không em có chị. Đây áo giữ nhiệt đây. Liên em giữ nhiệt gen lưới các bác, à gen cho em ạ. Giữ nhiệt gen định hình. Các chị comment là mã 818 ạ. 818 hiện tại em đang có sẵn là màu đen nhá, còn các màu khác thì em đang hết hàng ạ. Đây màu đen cho em này, mã hàng 818 ạ. Đang soạn bài mà muốn xem livestream. Đây các chị yêu ơi. Mã này các chị comment cho là 818 ạ. Áo canh mặc like đi em chị ơi, chị xem em xem mã này xem là còn cái gì ấy. Đây này, mã này này. Mã này. Xem còn nào không? Nhưng mà đang chốt dở chứ chốt xong. Lên ở đâu? Cái này còn khoảng hơn chục cái thôi. Thế cái mã đấy em sợ hết hàng bị đơn tối qua nhưng em chưa chốt xong. Thế comment là mã gì? À thế chị Dung Huỳnh nhá, em cảm ơn chị nhá. Nếu mà rộng quá thì gửi lên em đổi cho ạ. Mã này các chị comment là mã 818, em nhớ các chị là 135.000. Nhưng mà em chỉ chốt được giá ngày hôm nay thôi nhá. Thế còn chuyến sau thì người ta sẽ tăng thêm tiền nhá, tăng thêm tại vì là giờ này tiền tàu nó lên cao. Giờ này tiền tàu lên cao. Nhưng mà chuyến này thì em vẫn còn ở cái sót ở cái lô trước ấy thì em vẫn giữ được cái mức giá cũ ạ, là 135.000. Còn thị trường bây giờ đang bán các chị là 170-180.000. Được chưa? Em biếu các chị nhà mình là 135.000 đồng. Dòng giữ nhiệt hộp cho em ạ. Dòng áo giữ nhiệt hộp các bác nhá. Được chưa? Không các chị tầm khoảng 63 cân đổ về. 62-63 cân đổ về. Các chị trên 40 cân đổ lên ạ. Nhiệt màu đen cho em là dễ mặc nhất trên đời luôn. Nhất trên đời luôn màu đen. Ok chị ạ, các bác lên mã hàng cho em là gì nhỉ? 818 ạ. 818 và kèm theo số điện thoại cho em. 818 là lên số điện thoại cho em ạ. À, chị Nguyễn Loan ơi, đơn hàng của tối hôm qua em chưa chốt xong mà chị nhỉ. Chị cứ để lại số điện thoại nhá. Cứ comment mã hàng kèm số điện thoại. Và nếu mà chị đặt đơn hộ tối hôm qua rồi thì các chị để điện thoại lên máy hộ em mà sáng ngày mai như em gọi chút tiếp ạ. Đơn quá tải, các bác thông cảm giúp em rồi ạ. 40 cân mặc được chị ơi, tại vì dòng giữ nhiệt này nó kiểu giữ nhiệt định hình ý. Nên chị em mình mặc rất là dễ luôn. Được chị em mình rất là dễ luôn ạ. Rồi Paka ok chị Đào nhá. Ok chị yêu. Xem
sang cái mã 806 này còn nhiều không? Còn nguyên S, à nguyên L bên này thì XL màu đen màu gì rồi. Đây ạ. Alpaca, nhưng mà ngày hôm nay bác nào thật tương tác thật tốt thì em chốt đơn, được chưa? Tương tác tốt với em chốt đơn hàng. Tại vì là những cái dòng này thì em đang còn số lượng cực kỳ ít, được chưa? Số lượng cực kỳ ít. Đây mã này còn nhiều không? Ở chỗ nào đấy? Còn ở trong kia. Cả đen cả lâu chắc còn cần hơn chục cái. Hơn chục cái á? Cái này còn hơn chục cái nữa. Thế thì đưa cho chị cái mã 811 đi. Cái mã này còn còn có mấy cái thì mẫu gì lên vẫn đang bán. Chị biết rồi nhưng mà đây chị có 6 cái rồi. Ở chỗ cái gương cơ mà. Chẳng hề. Mã này nhiều nhất thì không, bán ở chỗ cái gương hôm nay làm gì anh đặt hết. Chết rồi. Mình bán nhưng mà hàng thì chạy bấm, cứ vô tại sao hết hàng. Thì đưa chị cái mã 815 lên em ơi. Bây giờ còn nhiều nhất là 1815. Ờ đưa ra mặt đấy. Đã có 5 lắp lông chưa? 5 lông rồi. Đưa đây xem nào. Đợi em một chút nhé, tại vì là nó có những ngày em chưa lắp lông ấy. Mặc lắp lông lên thì các chị mới nhìn thấy cái độ đẹp của nó. Đã không bẩn luôn, 815 lâu nhỉ? 817. Đưa cả túi đây xem nào, lắp thì em lắp lên nhanh mà. Đây 815 đây có màu đen rồi, lấy đồ lâu đâu đâu. Người đã lấy một cái 815 màu lâu. Chị một tắc ca nhé, từ từ comment luôn trên like đi chị. Đặt trên like cho nó máu. Đặt trên like cho nó hoành tráng. Mấy size? 811 bán luôn. 815 rồi. Thế chứ 811 có hàng không? 811 có màu xanh màu đen nhưng toàn size L đấy. Ừ thì bây giờ còn size L, XL chứ làm gì còn đủ size nữa. Đem một xanh chưa? 815 màu lâu. 815 có. Chị đã bảo 811 còn mà hôm nay chị nhìn chỗ gương còn hàng mà. Chúng nó lại lấy mất của mình đi. Trời ơi, cái bọn này nó cứ lấy ảnh mẫu, lấy cái hành hàng mẫu của mình đi thế nhỉ? 815 của chị đâu? Màu đâu đâu? Các chị ơi, mã này thì em còn tầm khoảng là 10 cái nhá. Em cái này lắp lông mũ trước của em đây luôn. Lắp của em cái 815 của màu nâu gái. Em lên luôn mã này trước nhá. Tại mẫu này em còn tầm chục cái thôi. Đưa cho em nguyên túi chị ơi. Bây giờ nó chỉ còn size L, XL nha. Chỉ còn size L, XL. Rồi, cảm ơn shop đã tư vấn cho chị nhận hàng rồi. Đẹp lắm, cảm ơn chị Trịnh Thị Giang nhá. Cảm ơn tình yêu ạ. Các bác ơi, xin phép các bác nhá. Em chốt cho 10 chị. Tại vì cái này nó còn tầm khoảng là 10 hay 11 cái thôi. Còn tầm 10 hay 11 cái thôi ạ. Em chốt cho khách lẻ nhá bác nhá. Ưu tiên khách lẻ trước. Taka này. Em còn size L và size XL ạ. Áo chị mặc á. Em đặt 2 pack ca rồi. Chất đẹp lắm luôn, em cảm ơn tình yêu. Ngày hôm nay em biếu các chị luôn ạ. 339.000 đồng. Bác nào nhanh tay được. Phải chứ ạ, mã này các chị comment cho là tặng 802 đi ạ. Đúng không? À tặng 806 ạ. Được chứ ạ. Mã hàng cho em là gì ạ? Pack ca 806 giúp em với ạ. Pack ca 806 cho em ạ. Em đang có size size L và XL nhá các chị yêu nhá. Rồi ôi chị nhận áo alpaca rồi, nay chất đẹp lắm, chị mới đặt thêm 4 cái hồi sáng, ui dã man thế. Đấy chứ ạ, em biếu các chị luôn ạ, 339.000 đồng. Em bao giá toàn quốc luôn ạ, em bao giá toàn quốc, em có 2 màu nâu đen ạ. Form bây giờ chỉ còn size các chị từ khoảng 55 đến 65 cân. Đấy chứ ạ, 55 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. Đây các bác này, tổng cả 2 màu em còn tầm chục cái. Đấy chứ ạ, tổng cả 2 màu em chỉ còn tầm 10 cái thôi. Hàng đẹp xịn sò luôn ạ, toàn bộ hàng này hàng Quảng Châu. Nếu mà những bình thường là trước của nó phải rơi khoảng tầm là 1.1-1.2 để chặn nó phải rơi khoảng 1.1-1.2 chưa năm nào thực sự luôn ạ. Em xả rẻ năm nay luôn các bác ạ. Mã hàng 806 nha các chị, comment là tặng 806 Paka đi, kèm số điện thoại giúp em với. Comment là Paka 806 cũng được. Đấy, comment đúng cái mã hàng cho em là các chị chốt đơn hàng. Em bây giờ em chỉ còn size L và XL thôi, hai size. Màu đen size bé thì tí em lên mẫu khác có size bé. Mẫu này chị em chỉ còn size L, XL, không còn size M nhá. Bình thường thì nó sẽ có 3 size M, L, XL, nhưng mà hàng này hết size M. Các bác ơi, bác nào vừa size L, XL thì các bác lên đơn hàng ạ. Thế chị ạ, bác nào vừa size L, XL các bác mình lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Em biếu các chị nhà mình ngày hôm nay là 339.000 đồng. Thế chị ạ, 806 ạ, 806 qua mẫu luôn nhá. Em không đọc tên chốt đâu, không có số lượng nhiều. Hôm mình đặt là 406 đúng rồi, chuẩn luôn chị ơi. Ngày hôm nay tặng các chị là 339.000. Thế chị ạ, 339.000 đồng tiếp theo đâu. Đây các chị này, mã này còn size gì đấy chị? 806. Em bảo rồi, chị lên. Nào được cái nào xương cái đấy. Chị nào được cái nào xương cái đấy luôn ạ. Các bác nhìn chưa? Em ơi nhìn cái lông nó gọi là nó như chân măng lông luôn. Để chạm nó mềm nó êm. Thị trường đang bán các chị rẻ nhất con này cũng phải tầm là 500. Để chạm thị trường đang rẻ nhất con này phải tầm 500.000. Bây giờ bắt đầu mới vào mùa thôi. Đấy em nhớ các chị nhà mình ngày hôm nay này.
Các chị comment cho em là mã hàng cho là 815 nhá. Em bảo rồi, bán tặng các chị rẻ hơn một cái áo len. Tặng các chị rẻ hơn một cái áo len luôn ạ. Tất cả cái hàng này nhé, đều có dây rút eo. Ôi, chị chuyển mã PK 806 và 818 nhé em. Chuyển khoản rồi ạ. Ai biết. À sao vậy? Từ từ chị, lúc nào mà tiện một chuyến thì chuyển khoản một thế. Đã đủ 5 tờ đâu mà chuyển khoản vội thế. Đây, mã này là 815 nhá. Đào mà không gặp em thì còn lâu nào mới chuyển khoản mới tốt được. Đây. 806 à? Dạ, 339.000 đồng luôn ạ. Em bảo chị nào cứ chốt được cái nào là sướng rồi. Các chị ạ. Dòng em nó là toàn bộ của nó là dòng chất kaki ướt chứ không phải là chất của là chất chất pha, mà cái hàng nó phát ra cái tiếng kêu sột soạt đâu ạ. Bác nào đã mua rồi các bác biết, em biếu các chị là 339.000 đồng. Các chị lên đơn nào thì là 815 nhá, đấy chứ ạ. 815 và kèm theo số điện thoại cho em mặc là tông màu nâu tây, đấy chứ ạ. Hai màu là nâu tây với màu đen. Nay chị nhận hàng nhà em rồi, đẹp tuyệt vời, em cảm ơn chị gái ạ. Đưa chị màu đen em ơi. Rồi dừng chốt mã 806 đi, các chị chuyển sang mã 815 này cho em, đấy chứ ạ. Chuyển sang mã hàng 815 này cho em này. Cái này mặc gọi là hơi trùm mông. Để chạy hơi trùm mông một tí ạ. Hơi trùm mông một chút. Các bác lên mã hàng cho em là 815 kèm số điện thoại. Đó. Được chưa ạ? 815 kèm số điện thoại cho em. Các chị nhá. Em có 2, bây giờ chỉ còn 2 size là L, XL thôi, không còn size M. Để chạy không còn size M, em có đen với nâu tây. Để chạy 2 màu đen màu nâu tây ạ. 806 ạ. Đâu bây giờ có những cái mã nào còn sót lại thì đưa đây cho em. Mang đây cho em với. Bán cho nó gọn nào, tại vì cái này kiểu cái dòng PK này hơi cồng kềnh ấy. Để chị ạ, nhập 1.000 con PK gọi là hết cả cái cửa hàng rồi. Các chị ạ, tại vì nó cồng kềnh lắm. Đấy, cho nên em xả rẻ nốt cho nó gọn em dọn kho ấy, thì nó còn sót bao nhiêu cái thì em bán gọi là vừa bán vừa tặng luôn, chứ bây giờ các chị đi nhập hàng còn không được giá này luôn ấy. Tại bây giờ bắt đầu vào mùa thì giá nó tăng cao cái gì cũng thế ạ. Tiền tàu tăng cao, bộ P45 nhà em còn như tí em xả. Được không ạ? Chị Hoàng Bến có ạ, chị rốt skin rồi. Mã này các chị có mới là mã 815 mà kèm số điện thoại cho em ạ. Hai màu nhé các chị yêu nhé, màu nâu với màu đen. Để chạm bài 3 các bạn chọn cho em ạ. Form các chị dưới 60 cân, hàng dưới 65 cân. Để chạm từ khoảng là 54 cân đổ lên ạ, đến tầm 65 cân đổ về. Tí em lên áo gió sau ấy chị ơi. Chị Đồng Thị Thu rồi ạ, 818 màu đen. 818 bây giờ chỉ có sóc với màu đen thôi. Các bác cứ lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Chị Nguyễn Lợi rồi, ok chị luôn nhá. Giữ nhiệt là mã 818 chị ơi. Áo giữ nhiệt em mặc bên trong là mã 818 ạ. Mã áo này là mã 815 cho em. 815 và kèm theo số điện thoại cho em là các chị mình có đơn hàng. Để chị ạ, vừa bán vừa gọi là kỷ niệm cho các bác luôn ạ. Bây giờ chuẩn bị lạnh rồi các chị ơi, bắt đầu là không khí lạnh rồi. Bây giờ các chị mua này, vài hôm nữa bắt đầu là thời tiết nó rét đậm rét hại, các bác bảo cho em con áo này là chỉ cần một quần áo giữ nhiệt bên trong là thoải mái ấm rồi. Đấy, chị Ánh Phạm ạ, chị Điệp Long rồi, ok chị chốt đơn hàng ạ, 52 cân. Nói chung là nó có cái dây rút eo này, nó tiện như thế. Để chị yêu tôi nhỏ các chị, cái chị thắt cái dây eo của cho em. Để chị thắt dây eo cho em nó dễ mặc lắm luôn ấy. Để chị 815 ạ. Lên áo phao đi chị, áo phao rồi, ok tí em lên sau nhá. Lên bộ thể thao đi em rồi, ok Bình Tĩnh chị ơi, chị Minh Thu rồi, ok chị chốt đơn hàng, mã này là mã 815 đúng không? Lên thêm một mã nữa đi. Để chạy lên thêm một mã nữa nhá. Chị Nhiều Thị Cô, ok chỗ đơn là chị Minh Thu ạ, chị Hà Zozo rồi, ok chị gái ạ. 815 ơi chị Hà Huế Nguyễn này, màu nâu tây size L này. Bây giờ bác chị chốt đi, bây giờ nó chỉ còn size L, XL thôi. Hôm hàng em mới về thì em có đủ size cơ. Để chạy đủ size là M, L, X, các chị 45 đến 65 cân. Nhưng hiện tại bây giờ em chỉ còn size các chị từ khoảng 53, 54 cân đã, đến tầm 65 cân đổ về em chỗ đơn. Để chạy mã hàng và kèm số điện thoại cho em này. Các chị nhìn chất này, nói chung là chất này là chất kaki ướt cơ. Để chạy chất kaki ướt chứ không phải là chất phao đâu. Sờ chất nó xuống lắm. Cái hàng này đợt trước ấy nó cũng phải rơi khoảng đó 750, nó phải rơi là 750.000. 815 hết size của 42 cân rồi ạ. Chị thấy hàng em rất đẹp và còn rẻ nữa. Chị ơi nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em rồi. Đấy chứ ạ. Cứ bóc hàng kiểm tra chất lượng cho em. Chị Nguyễn Trúc của 820 là chị giáp mẫu rồi ạ. Chị Yếu Bùi rồi, ok chốt đơn hàng ạ. 818 là áo giữ nhiệt các bác nhá. Sự kiện em đang mặc đây là 818 ạ. Rồi qua mẫu này. Đâu chị? Mã này có hàng không? 811 còn đây. Bây giờ là đa số là chỉ còn L, XL thôi, mỗi mẫu này em chỉ còn tầm khoảng là chục cái thôi. Còn tầm chục cái thôi ạ. Mã này các bác lên đơn hàng cho là 811 nhá. Để chị ạ, 811 lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Cái lông mũ các chị tháo rồi được ra cho em mà nó có cúc mà chị. Nó có cúc tháo cái lông mũ này ra. Đây đâu này. Phải tháo được lông lúc mà có cái chị giặt, các chị tháo cái lông mũ này ra cho em. Đấy. 339.000. Bình thường các chị mua 160.000 các chị đã kêu rẻ, gọi là hơn thị trường rồi đúng không ạ? Bây giờ em biếu các chị luôn ạ. Bây giờ nó còn lẻ mẫu các bác nhá. Lẻ mẫu em tặng các chị là 339.000 một bộ áo. Được chưa ạ? Lẻ mẫu lẻ size.
Đây ạ, cho các chị xem cái lông bên trong áo nhá. Để chị ạ, lót lông bên trong áo cho em ạ. 339 ạ. 40 cân không vừa đâu chị ơi. Bây giờ chỉ còn xác các chị 55 đến 65 cân thôi. 55 cân đến 65 cân đổ với em chỗ đơn hàng ạ. Đây. Rồi ôi, cái này thời tiết mà rét đậm rét hại cũng chả lo đúng không ạ. Các ca này gọi là đỉnh của chóp luôn. Lê Thị Yến ơi, cứ lên số điện thoại giúp em với. Cứ lên số điện thoại cho em. Mã này các chị có nghĩa là 811 đúng không? 811. Ôi, 811 ngày hôm nay khách xỉu đóng cũng đóng ác nhỉ. Xanh ghen đâu. Xỉ lấy bằng nhau các bác ơi, xỉ lấy bằng nhau nhá. Em bán lỗ rồi đấy ạ. Em thề luôn, em bán lỗ vốn đấy. Còn bao nhiêu cái là em gọi là đi cho gọn gàng thôi. Để chạm bán nốt cho nó gọn hàng thôi ạ. Gió 48 còn em ơi. Chuyển đi gió 48 các màu chị với. 339 ạ. Để chạm mã này các chị comment là 811 ạ. À, 6806 chị Thị Cái Vũ lên lại số điện thoại giúp em với nhá. Để chạm 811 kèm số điện thoại ạ. Em nó có màu nâu là một này. Để chạm màu xanh cho em là hai này. Để chạm màu xanh cho em là thứ hai ạ. Lắp lông kiểu gì đây. Chưa lắp hết này. Tuột không? Chưa lắp lông này. Rồi, cứ lắp qua qua đi. Cho xem xin cái móc đấy. Trời ơi, rẻ thế á. Em bảo rồi, em dọn cửa hàng mà chị, em dọn kho. Còn bao nhiêu cái ngày hôm nay em vừa bán vừa biếu mà các chị. Em vừa bán vừa biếu mà. Đấy chị ạ, 53-54 cân đổ lên nhá các chị yêu ạ. Em 53 cân này, em mặc được size L nhá. Đấy chị ạ, em chúc ơi, các chị tập trên 53 cân đi ạ. 53 cân đến 65 cân đổ về em có size vừa. Cứ từ 53 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn các bác. Để chạm màu xanh với màu đen, mẫu đen có 3 màu nhé các chị yêu nhá. Mẫu đen nó có 3 màu xanh. Em bảo rồi, bán rẻ hơn các chị một cái áo len. Để chạm rẻ hơn con áo len. Mỗi năm các chị mua phải rẻ nhất là 750-800 nghìn. Bây giờ em biếu các chị luôn là 339. Cho em xem nguyên túi của áo với. Xem nó khác biệt thị trường này. Toàn bộ hàng nhà em là hàng Quảng Châu. Để chạm toàn bộ pack ca của hàng Quảng Châu. À, màu đen thì có size M này. Đấy, này. Riêng mẫu này màu đen thì có size M các bác nhá. Size M các chị từ khoảng 45-46 cân đến 65 cân đổ về nha, có size vừa. Mã 811 có cả màu đen size M các chị ơi. Bác nào mà không chốt được cái nào size M các chị chốt cho mẫu này cho em này. Áo giữ nhiệt 818 là 135.000 chị ơi. Giữ nhiệt là 135.000. Thôi chị nghèo lắm rồi em ơi, trời đất ơi. Các chị này. Để chị ạ, xịn xò con bò chưa? Khác ngoài thị trường chưa ạ? Để chị ạ, khác ngoài thị trường chưa ạ? 811 cho em màu đen. Rồi năm ngoái mua 800 chuẩn luôn chị ơi, 860.000 chứ không phải là bây giờ giá nó rẻ bèo như này đâu. Chẳng qua em thanh lý thì mới có giá này đấy chị ơi. Được chưa? Thanh lý mới có giá này nhá các chị ông nhá, giá xả ấy. Đấy bạn, mỗi bác săn cho em 1-2 chiếc đi. Cố gắng săn 1-2 chiếc đi ạ. À. Xì ạ. Đã mua màu xanh này. Màu đen có cả size M các chị ông nhá. Màu đen thì có MLXL. Màu đen có MLXL các chị này. Đấy, bác nào không chốt được cái size M nào thì các chị chuyển sang mã này có màu đen size M này. Màu đen có MLXL. Màu nâu thì có LXL ạ. Màu xanh có LXL. Các chị lên đúng mã hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đằng sau các chị này. Được chưa ạ, đằng sau mã này cho em ạ. Lên đơn hàng cho là 811 và kèm số điện thoại nhá. 811 cho em ạ, kèm số điện thoại cho em. Các chị mình có đơn ạ. 45 cân thì chị lấy cái màu đen của size M này. Thì có size của chị vừa. Em tặng các chị có 339.000 đồng thôi. Bác nào mà không chốt được thì xin chia buồn nhá. Tại vì là hàng này em còn ít. Hàng em còn ít, em qua mẫu luôn này. Cho em xin cái mã kia đi chị. Rồi em lên cho các chị một cái mẫu quần legging. Em mới về thôi, hôm nay về được cả size to. Đây ạ. À? Hôm trước bác nào không chốt được size to, ngày hôm nay bơi vào đây với em. Để chạm hôm nay vào đây với em luôn. Đâu, đưa cho em cạp nào. Đây các chị gái nhìn á. Để chạm nhìn hàng cho em này. Thực sự luôn ạ, à, em phải đặt luôn size to. Tại hôm trước thì em chỉ về được đến là size XL thôi. Thì các chị dưới 60 cân. Hôm nay về được cả 2XL các chị yêu nhá. Dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Để chạm dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Các chị comment cho là mã này là gì ạ? Quần mấy, quy mấy? Quy 3 à? Quy 3. Quy 3 lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. Để chạm, chị ơi đừng chuyển tiền vội. Đừng chuyển tiền vội như thế. Quần áo 818 một bắp khác. Quần legging cho em. Để chạm quần legging ạ. Nói chung là dòng nhà em mặc các chị mặc không bị cắn chỉ. Co giãn 4 chiều. Lên đồ thể thao đi em ơi. Bình tĩnh chị yêu. Đợi em một tí nhá. Lên những cái mã hàng có số lượng đã. Để chạm tí nữa ít người xem em mới lên đồ bộ. Tại vì đồ bộ nhà em không còn số lượng nhiều. Áo nặng ngã không dậy được.
Đây các chị em nhá, em nhá. Mẫu này hôm nay nhé em sẽ về đủ 3 màu. À quên, đủ 3 hình cạp luôn. Đủ 3 hình cạp luôn ạ. Quần này là quần Q3 nhá. Em thử các bác mình xem này. Đi ngay. Rồi, quần này hôm nay về đủ size các chị yêu nhà mình, từ 40 cân đến 65 cân. Quần này là quần legging đã cạp to với 5 phân nữa bác nhá. Các chị comment cho là quần Q3. Q3 và kèm số điện thoại cho em này. Quần này hôm trước về, hôm đầu tiên đã hết hàng rồi. Đấy, các chị bảo em mới đặt quần size to đi. Hôm nay về được quần size to rồi. Các chị comment cho là quần Q3 nhá. Q3 và kèm số điện thoại. Hình em đang mặc nó sẽ có là 3 hình khác nhau. Quần đang mặc có 3 hình này các chị này. Comment cho là quần Q3. Bây giờ bắt đầu vào mùa legging rồi, nhưng mà những cái quần này thì hàng này như em là chất u mì, nên là cả mùa đông mùa hè các chị đều mặc được hết. Được chưa? Cả đông cả hè các chị đều mặc được hết cho em ạ. Nhìn hàng cho em ạ, xịn sò con bò luôn. Được chưa? Xịn sò con bò luôn. Bác nó chưa chưa chốt được quần này thì hôm nay lên luôn, tại vì hàng em vừa về nó sẽ có đủ size đủ số. Và hôm nay có cả size to nhá. Các chị dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Hỏi chị Đào xem có lấy quần này không nào. Em bảo rồi đừng chốt, đừng chuyển tiền vội. Hôm nay về được quần size to rồi. Đấy, em bảo chị chuyển tiền vội, tí lại phải chuyển tiền lần nữa cơ mà. Chị cảm ơn tí. Q3. Q3. Mai Đào lại gặp mình. Đây. Đây cái chị này. Đào này là người. Mình hôm nay em xin phép là hôm nay em cắt cả size to thì nó sẽ tăng thêm một chút nhá. Em xin phép em tặng các chị giá 105.000 một quần. Để chạm 105.000 một quần ạ. À. Sổ lại tiền đi chị ơi, thì hôm nay tiền nó lên cao nó tăng giá. Ok. Rồi, tăng thêm 5.000. Tìm hộp đi. Để chặn thề luôn ạ các chị ạ. Người ta báo các chị từ chuyến trước, tôi báo những em từ chuyến trước rồi, nhưng mà chuyến trước em lỡ báo nhỡ ấy, thì em chỉ chốt các chị lô trước được. Còn lô này xin phép các chị em xin thêm 5.000 nhá. Xin thêm 5.000 tại vì là tiền vải tăng này. Để chặn tiền cước, tiền vải tăng. Cho nên là em xin phép em tặng các chị giá 105.000. 60 cân chị mặc XL, còn 60 cân đến 65 cân các chị chuyển, các chị mặc size 2XL cho em. Có tí chị chuyển tiếp, chuyển không mất phí. Hề hề sáng mai chị gọi nhé. Ok luôn, em bảo chị đừng chuyển tiền vội mà. Đấy, size, có chữ M này, có chữ H này, là có chữ BT. Bác nào lấy 3 kiểu, 3 cái thì em cho các chị 3 kiểu khác nhau. Để chạm 2 chiếc 2 kiểu. Các chị nhá, quần này em chốt đơn các chị hôm nay dưới 65 cân. Đấy, dưới 65 cân em chốt đơn hàng. Quần nâng mông, để chạm tôn dáng này. Đằng sau có túi này, để chạm đằng trước có túi cho em ạ. Quần Q3 hàng mới về nhá. Hôm trước là em hết hàng đấy. Đấy, nợ đơn của khách rất là nhiều. Đó, các chị nhìn hàng cho em ạ, toàn bộ là cặp mặt hàng. Được chưa ạ, toàn bộ cặp mặt hàng cho em ạ, sơ vi hay để buông đều đẹp, quần có S, M, L, XL, 2XL nhá. Trên 40 cân đến tầm 65 cân đổ về em chốt đơn. Cho em xin cốc nước chị. Có size nhỏ chị ơi, từ 40 đến 65 cân, em có từ size S mà chị. Hôm trước em chỉ về được size S, M, L, X thôi. Thì em chốt đơn các chị 60 cân ý. Hôm nay nhà em đặt thêm cả size to rồi, tại vì quần này rất là nhiều chị có nhu cầu lấy size to ấy. Thì các chị đồng hôm nay nhà em có size các chị dưới 65 cân. Được chưa ạ? Các chị lên đơn hàng cho là quần Q3 kèm số điện thoại. Ngày mai bác nào không chốt được 3 chiếc hơi phí luôn. Được chưa ạ? Về đủ mẫu đủ size. Về đủ mẫu đủ size luôn ạ. Cặp này sơ vi đây để buông đều đẹp nhá. Cái màu hồng thì đã về đâu chị? Rồi ạ, quần Q3 nhá. Quần legging chị ơi, comment là quần Q3 đi. Dáng này dáng ôm. Để chạm dáng này dáng ôm sát cho em này. Q3 kèm số điện thoại này. Đây hôm nay về được thêm các chị một cái dòng áo giữ nhiệt này nữa. Để chạm về thêm các chị một cái dòng áo giữ nhiệt này nữa. Các chị comment cho là mã này là mã bao nhiêu em ấy. Em thử các bác mình xem luôn nhá. E4 đúng không? Rồi bác nào lấy quần Q3 các chị ơi mình cứ lên đơn cho em thoải mái. Hôm nay về đủ size, đủ số, đủ mẫu, đủ số lượng luôn. Các chị nhìn cho em là giữ nhiệt cho em hàng Quảng Châu nhá. Lên mã này cho em là mỏ nhọn hết thôi. Cái Huyền nó vào nó bảo mỏ nhọn hết thôi. Đây. Đây để bình thường đây. Mã này các chị em chốt đơn các chị tầm khoảng 45 cân đến tầm 65 cân ạ. 45 đến 65 cân đổ về em chốt đơn à. Thế chứ ạ, em đang có màu trắng này, màu nâu này, màu ghi, màu đen, sao 4 màu sao chị nhỉ? 4 màu, trắng, nâu, ghi, đen, 4 màu cho em. Rồi, bác nào chốt quần Q3 các chị cứ lên mã hàng kèm số điện thoại cho em 105.000 một quần nhá. 105.000 một quần.
Mã này là dòng giữ nhiệt, chất của nó là chất nỉ ép. Chất nỉ ép cho em. Thị trường đang xỉ 12-13. Để chạy thị trường đang xỉ 120-130. Em tặng các chị giá 99.000 một áo. Được không ạ? 99.000 đồng, các chị mình lên đơn hàng cho em những cái dòng này là phổ thông nhất luôn ý. Phổ thông nhất luôn. Chốt cho các bác nhà mình tầm khoảng 45 đến 65 cân ạ. Mã này là mã bao nhiêu chị? C4. C E. E4. Đầu óc để đâu vậy? Con có người yêu mới à? Không, con Huyền biết chị kia đồng chữ C của tao tác có. Mẹ đổi cho nhau rồi. Sơ mi hàng Quảng Châu em có. Đây các bác này, mã này là gì đây? E4. E4 cho em ạ, 99.000. Các chị nhá, em đang có màu trắng là một này. Mẫu này là cổ 3 phân ạ, 99.000 đồng chị ơi. Mình làm trắng 99.000 chứ không phải 199.000 đâu. Rẻ thế, à, rẻ quá. Giật mình luôn đúng không? Giật mình luôn. Quy 3 hai cái rồi, ok chị Toán Lan nhá. Có quần lưng cao không em? Mà quần lưng cao hiện tại em đang... À có chị ơi, tí em lên. Chị chạy có, đấy em tí. Ok chị ạ, các chị nhìn cho em mã này. Comment cho là... Mã này là gì em ơi? E4 ạ. Đây Huyền ơi. E4 còn lên số điện thoại cho em màu nâu này các chị này. Chất nó rất là lì. Để chạy con này giữ nhiệt cực tốt luôn ạ. Nó thay dòng nó giữ nhiệt, nhưng mà cái này là kiểu này, hàng mỉ của nó là mỉ ép ấy. Để chạy dòng mỉ ép cho em. Em nó có màu nâu này. Màu thứ hai nó sẽ là tông màu trắng em mặc đây ạ. Màu thứ ba là tông màu đen. Nhìn cho em ạ, túi hoàn thụ hàng zip xịn sò luôn ạ. Mã hàng cho em là E4 ạ. E4 và kèm số điện thoại cho em ạ. Cho em xin cái quần ấy đi. Chị cho em xin cái quần Q4 đi. Q4 mẹ nó giấu quần quốc dân đâu. Đây màu ghi cho em này. Giấu đâu? Để chạy, đây là màu ghi. 99.000 một áo. Các bác làm cho em cả 4 màu mà. Để chạy làm luôn cả 4 màu mà cho em ạ. Lên đơn hàng cho em là Q4. À quên, mã này là E4. E4 và kèm số điện thoại cho em ạ. Ôi quần Q3 các chị cứ chốt đi. Tại vì là quần này mặc không xuống em thề luôn cho các chị giả lại. Quần này em bán năm nay sang năm thứ 4 rồi. Nhưng em chỉ bán một loại chất này thôi. Đấy, năm nào cũng bán, kể cả đông, kể cả hè. Cả mùa đông và mùa hè em bán cái loại chất này luôn. Tại vì chất nhà em các chị mặc không bị cắn chỉ. Nó không như cái dòng cốt tông mỏng ngoài thị trường. Đấy, cốt tông mỏng các chị chỉ mặc một lần thôi là nó cắn hết cái đường chỉ ra, các chị không mặc được đâu. Nhưng cái dòng quần này em bán là em bán gọi là có thương hiệu rồi. Thì chặn những cái quần này em bán có thương hiệu rồi. 4 màu các chị nhá. Rồi áo này có 4 màu, E4 có 4 màu. Áo cổ đen á. Cổ đen nào? Đây đúng không? Đây màu đen này. Để chạy 99.000 một áo. 99.000 đồng một áo. Các chị mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em. Cổ gen đen nào chị nhỉ? E4 nha, các chị cứ chọn màu cho em với hàng free size, hàng free size cho em ạ. Quần này các chị có phải là quần Q4 ạ. Đâu cái quần mẫu của em đâu rồi? Đây. Rồi em mặc cho các chị tiếp một cái dáng quần legging nữa nhá. Nó là hàng hộp. Để chọn nó là hộp cho em ạ. Bán gọi là điên đảo mấy ngày hôm nay luôn. Điên đảo mấy ngày hôm nay luôn. Nó là cả cúc. Để chạy nó là quần cúc và có cái này nó có quy và có cái khóa cho em. Rồi legging em mặc là Q3 đúng không? Legging em mặc là Q3. Các bác cứ làm cho em 2-3 chiếc một ý. Đằng nào cũng mặc được chạy, đằng nào cũng thế. Tiện ship các bác mình mua luôn. Mùa đông mặc được, mùa hè mặc được. Mà nhất là bây giờ bắt đầu vào vụ legging rồi. Em ơi, quả dĩ là một màu trơn không hoa văn họa tiết không em? Đợi mấy hôm nữa em về chị Đào Nguyễn nhá. Hôm nay cứ gọi là ngày nào cũng tầm 1-2 triệu là được rồi. Ngày nào cũng là 1-2 triệu cho em là được rồi. Chị Hoàng Thị Hồng, chị Á Lê, chị Phùng Nguyệt, ok em chốt đơn hàng nhá. Các chị cứ gọi là chọn màu cho em thoải mái. Quần Q3 105.000 chị ơi. Q3 là 105. Các chị này, Q3 cho em 105.000 ạ. Em lên quần Q4 nhá. Bác nào chưa chốt được quần Q4 ngày hôm nay lên luôn. Tự đợi em báo giá đã, đợi em báo giá đã. Đợi quần Q4 về thì mai cứ chốt. Bảo thì nó là màu gì mà. Đây là quần Q4 gì? Quần Q4 em mù sấp mặt luôn. Để chạm quần Q4 và kèm số điện thoại này. Quần đang mặc bao nhiêu tiền? Quần vừa xong là quần Q3 ấy. Q3 là 105, còn quần Q4 là 125.000. Để chạm Q4 với cả Q cho em ạ. 2 Q nhé bác nhé. Có
đĩa là các chị này, có con đĩa cho em, chị nào thích sơ vi được, có chị nào không thích sơ vi các chị để cho em được, rất là dễ mặc luôn ạ. Em có size các chị dưới 60 cân đổ về nhá, 40 cân đến 60 cân đổ về cho nào ạ. Q4125 cho em với các bác ơi. Rồi chị Ly Chu, ngày mai các chị báo nhân viên. Em làm chị buồn cười, chồng chị bảo chuyển lên ở với em rồi. Ok luôn. Thế chị ạ, chờ chị cứ bảo chồng chị là thả ra cái mất luôn đấy chị ạ. Cứ thử thả xem có dám thả không. Chị Nguyễn Hoa đổi Q3 sang Q4. Ok, chị thích lương này hơn nhé. Ok chị luôn nhá. Bắt là Q4 cho em 125. Q4 125 và kèm số điện thoại cho em, đó là dòng quần hộp. Dòng quần hộp cho em, nhưng mà đóng gói đi thì em sẽ để như thế này này. Để nguyên xí này thì nó không bị là móc hộp. Để chặn nó không bị là vỡ hộp ấy. Đấy, nó là dòng quần hộp cho em ạ. Q4 và kèm số điện thoại cho em nhá. Nó là kiểu là chất umi ý. Cho nên các chị ơi, con dặn 4 chiều thoải mái luôn ạ. Có túi trước túi sau. Hàng chốt từ 5 giờ chiều nay đi đơn rồi. Chị ơi nhé, em đi đơn trong ngày hết nhá. Được chưa ạ, Q4 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. 125.000. 125.000, em lấy các chị một cái mạo giữ nhiệt để lấy các chị kèm đơn luôn này. Đây một lợi là cái này của nó. Đây, bác nào thích nhiệt đá các bác lên mã này cho em. Đấy, Nguyễn Ngảnh lại Q4 rồi. Ngày mai chị Ngảnh lại gặp Huyền rồi. Huyền dạo này toàn tiếp khách VIP thôi. Toàn tiếp khách VIP thôi. Đấy, em để bình thường này các chị đặt. Áo này các chị comment trên áo là gì đấy? E5 nhá các chị yêu. Có size gì Huyền ơi? MLXL em có 3 size. Đưa chị size gì đấy? M. M à? Chị mặc size M à? Rồi, size M chút nữa các chị từ 40 cân đến 55 cân. Size L các chị dưới 60 cân và XL các chị dưới 65 cân mã này. Các chị comment mã này trên là E5 đúng không chị? E5 cho em ạ. 139.000 một áo. Được không các chị? Em tặng các chị ngày hôm nay là 139.000 đồng. Đâu cái gì đấy? Chị muốn họa tiết trơn không họa tiết cho con gái, năm nay học lớp 10 nên nàng ấy hơi kỹ tính à? Nên nàng ấy kỹ tính à? Chị ơi, nói chung là đội tin tim bây giờ không mặc như chị em mình đâu. Nó lại thích hay mặc những cái kiểu mà rộng thùng thình ấy. Đấy. Rồi, áo này là E5 đúng không? 139.000 đồng. Nhưng mọi khi là hàng của nó là hàng 185-190. Ngày hôm nay còn số lượng ít và hàng này hàng FT3 các bác nhá. FT3 cho em ạ. Em tặng các chị giá 139.000. Đâu đưa cho em cái hàng túi của nó nào. 139.000 đồng em biếu các chị này. 139 ạ. Lên áo gió 3, hôm qua đi chị ơi, gió 3 là cái nào đấy? Rồi, một quần là Q3, một quần Q4 cỡ L nhé. Chị cứ lên đơn và kèm số điện thoại cho em với. Chị cho em cái số nhân viên của chốt đơn cho chị với. Chị ấy ơi, chị gì ơi, chị quý gì ơi. Cho em xin số điện thoại của nhân viên đấy với. Cái chị hàng này hàng FT3 cho em. Em tặng các chị mức giá là 139.000. Các chị nhá, hàng đính đá cho em này, hàng Quảng Châu. 139 ạ, lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Áo hay dây đang mặc á? Em hết rồi chị ơi. Còn mã khác không? Em còn mã khác rồi ạ. Cho em xin một áo gió với. Áo gió như em cứ gọi là nhiều không thể tả hết được. Nhiều áo gió lắm. Các ca lốt lông em còn. Chị em vừa lên xong chị. Chị vào muộn thế. Chị Trung Phong rồi, ok chị luôn ạ. Trên Mỹ có ạ. Chị Tuyên Cao có đơn hàng ạ. Quần em mặc là quần Q4 nha các chị yêu ơi. Quần Q4 cho em. Còn quần mà không có cúc là quần Q3. Chị xem của em gió 3 hôm qua là cái gì mà sao khách hỏi nhiều thế? Đợi em một tí nhá. Chị yêu nào ngắm kỹ cho em con E5 này. Ơ, cái mẫu này khác mà. Cái này nó giống với C1 hôm qua. Xem có phải đúng không? Phải. Không. Phải không đấy? Thế thì còn một mã này à? Ừ. Ôi, chị hết hàng rồi. Hết rồi đúng không? Ôi, cái mã này có ít vậy. Đẹp nhỉ? Đây form đẹp thế này mà. Các chị đi mặc làm tay lỡ cũng được, mà các chị thích mặc tay dài cũng được. Em tặng các chị mức giá là 139.000 các bác nhé. 139.000 đồng một áo. Lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Các chị mình có đơn hàng. À, cho em xin một cái áo phông crop top đây. Có 3 em qua. Phông này phông gọi là cho các chị lấy kèm đơn hàng luôn nhá. Này. Bác nào thích phông cổ tròn ấy. Em tặng các chị luôn đi. Con nhện chữ to hôm nay nó còn có một cọc con nhện chữ bé này. À ừ, nó khác mà. Thì phải bán mà mã khác chứ. Chị xem có size gì không?
đây nhá. Rồi, E5 em qua mẫu này. Quần em mặc là 125.000. Mỗi lẻ E5. Ok chưa? E5 là áo em mặc đây ạ. E5 là áo em mặc đây ạ. Rồi ạ. Mã này các chị comment là tặng phong E6 đi. Được chưa? Tặng phong E6 cho em ạ. Tất cả cái hàng này thì nói chung là chị ơi, đơn tối qua nhà em chưa chốt xong nhá. Các chị cố gắng đợi hộ em thôi nhá. Mình không nhớ mình đặt gì thì mình ghi ra cái tờ giấy hộ em là hôm nay mình đặt cái mã nào. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày mùng 10, đúng không? Ngày mùng 10 mình đặt là mã E1, E5, E6 này. Hôm qua là ngày mùng 9 mình đặt cho em là cái mã C1, C2, C3 chẳng hạn như thế. Ghi từng ngày hộ em rồi. Để cho các bạn nhân viên thì em gọi chốt đơn thì chị cho em xin cái số điện thoại của nhân viên đấy với chị Bùi Hoài ơi. Cho em xin luôn với nhá. Để em chỉnh đố lại luôn. Gọi điện là không được cáu gắt với khách hàng. Đấy là cái điều mà tất nhiên rồi. Tại vì người ta mua hàng nhà mình người ta mất tiền. Không thể nào mà gắt cổng như thế được. Đấy, chị cho em xin cái số điện thoại của cái nhân viên gọi điện chốt đơn cho chị với. Để ngày mai em xem lại chị nhá. Chị Thúy Lan rồi, ok chị luôn ạ. Áo này E5 em đang mặc đây. Còn mẫu này là các chị comment cho là E6 á. E6 nó có các kiểu đấy ạ. Các chị cứ chọn cho em hoan hỉ cho em được cái màu cái size vừa nhá. Nó sẽ có size các chị dưới 60 cân. Để chạm 40 cân đến 60 cân ạ. Toàn bộ hàng này hàng cao cấp cho em ạ. Ngày mai chị nào có đơn hàng kèm theo thì em dồn đơn nhá. Ngày mai chị nào có đơn hàng kèm theo thì em dồn đơn. Em tặng các chị 180.000 hai chiếc. Được không ạ? 180.000 đồng em biếu cho các chị mình hai cái. Bình thường các chị mua là 185.000 một áo. Em tặng các chị 180.000 đồng hai chiếc luôn. Các chị comment là tặng phong E6 á. Được chưa? Tặng phong E6 và kèm số điện thoại. Trời ơi các chị nhìn hàng này, toàn bộ hàng đẹp các chị. Được chưa? Toàn bộ hàng đẹp luôn. Ngày mai các chị xem là có size nào vừa các chị mình lấy nhá. Để chạm có màu nào vừa các chị mình lấy. Ôi vậy cái Huyền hắn còn đòi đấm chị đấy. Nhà em có 3 đứa tên là Huyền cơ chị ạ. Nhà em có 3 nhân viên tên là Huyền cơ. Số là 0378880. Chị Đào là tin nhắn. Em cứ theo chị. Không, cái số của cái kia, cái số của chị Bùi Hoài là cái Huyền chốt 8064 chặt chú con Huyền. Ừ, 864 là Huyền cầm. Nhưng mà nhà em có 3 bạn nhân viên tên là Huyền cơ. Nhưng mà số đấy mà một mình nó cầm. Ừ, số đấy là chuyên con Huyền cầm, còn số em chỉ cầm 183. Ba bạn nhân viên tên là Huyền, hai bạn nhân viên tên là Linh, trùng tên nhau. Một bạn cún. Đấy chưa? Đấy, ngày mai để em xem lại cái số nhân viên đấy xem là ai cầm nhá, ai cầm cái số điện thoại đấy. Các chị comment là tặng phong E6 này, các chị nhìn màu cho em với ạ. Màu vàng này nó sẽ có vàng đậm với vàng vàng chanh nhá, nó có vàng đậm với vàng chanh đây. Đấy, các chị nhìn kiểu cho em này, kiểu cho em, các chị hoan hỉ cho em được cái màu giúp em với. Đấy chưa? Còn kiểu các chị không chọn nhé, nó có rất là nhiều kiểu khác nhau luôn. Em biếu các chị là 180.000 đồng hai chiếc. Màu cam này, màu đỏ này. Đấy chưa? Các chị nhìn hàng xem toàn bộ dòng phong cao cấp luôn ạ. Toàn bộ dòng phong cao cấp luôn này. Em gọi là em cho nó gọn hàng hè luôn ý. Em cho gọn hàng hè luôn ạ. Tặng phong E6 các chị mình lên đơn hàng. Em chốt cái này, bác nào có đơn hàng kèm theo thì em mới chốt nhá. Bác nào hôm nay có đơn hàng em chốt cái này kèm theo thì em không bán. Kể cả chị ngày mai các chị không mua cái gì, các chị mua nguyên áo không, 10 cái em cũng không bán. Để chạm 10 cái cũng không bán, tại vì cái giá này là em xả lỗ rồi. Em tặng các chị nào hôm nay có đơn hàng kèm theo. Ok chị ạ, tặng phong E6 ạ, đi kèm đâu rồi chị nhá. Ngày mai chị nào có đơn hàng kèm theo đi. Đấy dạ, giữa like là, à có cả màu nâu ạ này. Đây màu nâu đây. Sự alo luôn. Alo luôn, nó gọn như này. Đây. Các chị nhìn hàng này. Màu nâu nó sẽ có là 3-4 kiểu khác nhau đấy. Nó cũng là kiểu dáng như này nhưng mà nó có các hình khác nhau ấy. Ngày mai các chị nào lấy màu nâu thì các bạn sẽ chọn các chị cái hình ngẫu nhiên nhá. Để chạm tặng hình ngẫu nhiên cho các chị luôn ạ. 180.000 đồng hai chiếc. Đấy, bình thường các chị 180.000 các chị chỉ mua được một cái thôi. Bây giờ các chị mua được hai cái luôn. Ví dụ bây giờ là mua một cái là tặng một cái đấy. Đấy, kiểu như thế đấy. Sao em chốt không thấy gọi á? À, chốt không thấy ạ, là sao ạ chị? Chị chốt ở trên live trực tiếp hay là chốt sau live stream mà chị ơi? Rồi. Thế nào? Cái mẫu gì hình Quyền bảo có con nhẹ nhẹ thế nhỉ? Nhẹ nhẹ lên đây này. Không, cái có năm mấy đây, lấy hồi em cái mã gió năm mấy chứ có 48 ấy. Cái đấy còn tay gì? Ba cái size M còn đâu là ít giờ dài. Đây chị nào? Cái này con nhẹ nhưng mà con nhẹ chữ bé. Nhưng mà mình đã cho con nhẹ hôm qua là con nhẹ chữ to. Còn tôi giới lên trong mã hàng đi. Ừ. Nhẹ như thế. Là còn lẻ sai ạ. Cái này đang còn lẻ sai nhá. Là chữ nhỏ này, hôm qua em lên là cái hình con nhện chữ to, còn hôm nay là con nhện chữ bé.
Hôm nay là con nhện chữ bé ạ. Các chị nhìn hàng cho em nhá, đẹp thực sự luôn ạ. Các chị lên mã này trên là E7 ạ. E7 và kèm số điện thoại cho em ạ. Mini này là ra. Cho anh dở hồi chị xem con XL xem con to không? Đó lắm em, dở là nó dài. Ở ra chị xem ạ, toàn bộ hàng đẹp luôn ạ. Hàng FT3 cao cấp nhá bác nhá. Minh Minh Hà Giang. Chị Minh Minh Hà Giang ạ. À? Sao? Đâu? Bảo anh Huyền tốt hơn, thích nắm rồi. Đây. Cái đấy phải trên 60 cân. Đây, cái này em chỉ còn size size M với XL thôi ạ. Món này các bác lên đơn hàng cho là E7 ạ. XL các chị phải trên 60 cân nhá. Cái này phải tầm khoảng 62, 63 cân đến tầm khoảng 65, 66, 67 cân nhỉ. Tầm khoảng 66, 67 cân các chị chốt đơn hàng. Em nếu các chị nốt là 130.000 để cho em tặng các chị nốt là 130. Các chị lên đơn hàng mã này là E7 ạ. E7 và kèm theo số điện thoại. À, nhân viên đuôi 628 cả 876 chị gọi lần nào cũng chốt đơn nhiệt tình dễ thương. Em cảm ơn chị nhá. Nói chung là có vấn đề gì về nhân viên chốt đơn thì các chị cứ nhắn tin vào cái số hotline của em, cái số điện thoại của em cầm ý, hoặc là gọi điện trực tiếp cho em để gọi là nói chuyện với em nhá, để em báo em khắc nói lại với các bạn ấy. Đúng không ạ? À, chị Nguyễn Thu ạ, XL đây này. Em còn sót mấy chiếc XL nữa, với lại là còn hai cái size M. Hai cái size M và còn tầm khoảng là 4-5 cái XL. Chị nào vừa XL các chị chốt luôn nhá. Chị nào vừa XL các chị chốt đơn hàng luôn ạ. Nó là dòng áo giữ nhiệt cổ cao cao như này cho em. Để chạm cổ cao này, phần gen đính đá. Gen đính đá, các chị lên đúng mã và kèm số điện thoại trên là gì nhỉ? E7 đúng không? E7 ạ. Các chị áo giữ nhiệt ấy vậy, giữ nhiệt hộp á. Em qua mẫu luôn nhá. Xem cái hộp ấy, hộp 002 với 002 cổ tim ấy. Cổ tim đi kìa. Đây mà. Đấy chưa? Nên không lên màu hồng mà lên màu này. Tiếp theo các chị không thích giữ nhiệt cổ cao, các chị chuyển sang cái cổ thấp này cho em này. Cổ này hiện tại nó còn sẵn màu đen nhá các chị yêu nhá. Đang còn sẵn màu đen. Được chưa? Các chị lên đơn này, mã này cho em là mã 002 ạ. Được chưa? 002 kèm theo số điện thoại cho em, nó áo giữ nhiệt hộp màu đen. Em các màu khác em hết, bây giờ chỉ còn nguyên màu đen thôi ạ. Đây là cổ tim nhé, các chị yêu không thích cổ cao các chị lấy cổ thấp này cho em. Thì nhiều chị là cổ các chị ngắn lại, các chị không thích mặc cái giữ nhiệt và cổ lõ ấy. Các chị chuyển sang mã này cho em nhé. Đây. Các bác lên mã này cho em là gì nhỉ? Áo này là mã 002 đúng không? 002 bán bao tiền? 115.000. Để chạm 115.000 đồng một áo, các chị lên mã này chứ là 002. 002 và kèm theo số điện thoại ạ. Để chạm 002 lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Để chạm em tặng các chị là 115.000 một áo. Rẻ hơn sỉ đấy các bác ơi, rẻ hơn giá các chị nhập sỉ nhá. Em tặng các chị là giá 115.000. Các chị mình lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Cái này em còn sót nguyên màu đen nhá các chị nhá. Sót nguyên màu đen. Ok cho em tặng các chị là giá 115.000 ạ, 115.000 đồng một áo. Lại ẩn con mắt rồi. 002 nhé chị yêu nhá. 002 ạ. Lên đơn và kèm số điện thoại cho em với ạ. Mã này là mã 002. Đấy, mã chuyển tiền trước rồi này. Chị ơi đừng comment giữ nhiệt màu đen, chị comment của em là giữ nhiệt 002 của em với. Giữ nhiệt 002, cách số điện thoại là 115.000 một áo các bác nhá. 115 ạ. Đẹp lắm, cái giữ nhiệt là giữ nhiệt định hình. Mặc lên nó người eo gọn bé tí luôn. Mặc lên eo hót bé tí, bé tẹo luôn ý. Cái này là định hình ý. Đấy, các chị yêu nhá, comment là 002, cách số điện thoại là các chị mình lên đơn ạ. 002, cách số điện thoại cho em là các chị mình lên đơn à. Eo ơi, đẹp kinh khủng luôn. Mã này em về cháy hàng đấy các bác ạ. Bây giờ còn sót một ít màu đen thôi. Còn sót một ít màu đen. Form này em cho các chị tầm khoảng 60 cân nhé. 60 đến cùng lắm là các chị đến 62 cân thôi. Tại vì là cái này nó sẽ co giãn theo chiều cơ thể chị em mình. Co giãn theo chiều cơ thể chị em mình luôn ạ. 002 cách số điện thoại cho em. Đẹp quá. Quần em mặc là quần Q4. Quần em luôn đang mặc là quần Q4 ạ. Tiếp theo các chị một cái chị đưa cho em cái áo gió 2 với. Gió 2 có số lượng không? À, nhiều. Em lên các chị một cái mã áo gió có số lượng luôn này. Đơn tối qua em chưa chốt xong đâu, các chị thông cảm giúp em với nhá. Vẫn ghi gió 2 thôi.
Rồi ạ, gió 2 cho em, đợi em một tí em lên luôn ạ. Đỏ. Quần này nâng mông đã mang nhỉ? Đỏ không còn size nào. Đỏ không còn size nào. Không đỏ, màu đỏ màu trắng hết size nào. Đây là giữ nhiệt hàng Quảng Châu. Đây là giữ nhiệt hàng Quảng Châu cho em ạ. Các chị nhìn áo này. Màu đỏ còn size gì? Nguyên còn size M. Đỏ còn nguyên size M á? Ừ. Uầy. Đỏ em còn nguyên size M các bác ạ. Các màu khác. Các màu khác thì vẫn ML. Hiện tại thì cái màu đỏ này em đang còn nguyên size M. Các chị comment cho gió 2 hàng Quảng Châu cao cấp nhé các chị yêu nhé. Từ đổi xuống từ hàng Quảng Châu cao cấp này. Các chị lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Gì đây? Con này chốt cho các chị tầm 52 cân, 51, 52 cân thôi. Gió 2 cho em. Gió 2 và kèm số điện thoại cho em. Em đang có màu đỏ này. Màu đỏ này, màu gì ạ? Màu trắng ạ. Màu đỏ, màu trắng cho em này. Đó, màu đỏ, màu trắng này. Màu đen này. Ok chị ạ, mã này là của nó là hàng Quảng Châu ạ. Chị lên bộ thể thao đi à, rồi ok. Màu vàng cho em ạ, các chị comment là gió 2 ạ. Gió 2, các chị chọn màu, chọn size vừa nhá. Các màu khác em đang còn size M với size L. Riêng màu đỏ em chỉ còn size M thôi. Size L mỗi này em chưa cho các chị tầm 57 cân đổ về, 58 cân đổ về. Còn màu đỏ em chưa cho các chị 50, 51 cân đổ về. Em có size vừa nhá. Em tặng các chị giá thị trường đang là 350, 380 tại cái thời điểm bây giờ. Em tặng các chị mức giá là 229.000 đồng. Được chưa ạ? 229.000 đồng cho em ạ. Còn áo phối màu em còn chị Giang Nguyễn ơi. Em còn áo phối màu nhá các chị yêu. Được chưa ạ? Các chị lên cho em là gì nhỉ? Gió 2 ạ. Gió 2 các chị chọn màu và chọn size vừa cho em, hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Mũ của nó là mũ nỉ ạ. Mũ của nó là mũ nỉ cho em ạ. Gió 2. Gió 2 ạ. Gió 2 lên đơn hàng cho em rồi ạ. Q42 chiếc rồi, ok chị luôn ạ. Ôi nó đẹp thực sự luôn ạ. Nó đẹp thực sự luôn ạ. Em tặng các chị là 229.000 đồng. 229.000 đồng khách hàng lên đơn hàng cho em mã này ạ. Đỉnh cao chưa ạ? Gió 5 á? 212229. Gió 2 ạ. Em nó có màu đen này. Màu vàng còn hàng của chị đấy. Em thử màu vàng luôn nhá. Chất của nó là chất của nó chất kaki ướt. Được chưa? Chất kaki ướt cho các chị luôn. Bên trong của nó sẽ là lớp lót lụa nhá các bác nhá. Lót lụa cho em. Đây. Màu đỏ thì em chỉ còn nguyên size M thôi, còn các màu khác em có cả size M với size L. Ừ. Bộ 595 nhà em còn, chị Trần Thị Mến ơi. Cho em chuẩn bị gió 48 ấy chị nhá. Đây ạ, 229.000 một áo ạ. Mày nhắn số tài gió xịn rồi, đợi em tí ạ. Chị Huyền Túy comment lại mã hàng cho em với comment lại số điện thoại giúp em với chị ơi. Đây là gió 2 đây. Các chị này, toàn bộ chữ của nó là chữ thêu nhá. Toàn bộ chữ là chữ thêu cho em ạ. Mặc màu đen à. Màu đen là màu, rồi màu đen có hàng. Thực sự luôn ạ, tất cả hàng của nó chuẩn xịn luôn ạ. Gió 2 cho em với ạ. 229.000, rẻ hơn là các chị đi nhập xỉ ạ. Khẳng định luôn ạ, rẻ hơn các chị đi nhập xỉ. 229 ạ, các chị nhìn áo cho em này. Đẹp một cách gọi là mê mẩn luôn. Các chị nhận hàng, các chị sờ cái chất cho em là sướng rồi. Chị Hương Hà Thu có đơn ạ. Chị Huyền Mít rồi ok, chị Duy Nguyễn có đơn hàng ạ. Các bác ơi, cho em xin một lượt chia sẻ với. Em lên tiếp áo gió gì? Nhá. Đấy lít cái áo gió với ạ. Khoác lên 1 á. Khoác lên 1 em còn chị ơi. Cho em xin khoác lên 1 với. Đây, màu đen đây chị này. Chị ạ, màu đen này cho em ạ. Đằng sau đây, gió 2 cho em màu đen. Cách số điện thoại cho em và các chị mình có đơn hàng nhé. Gió 2 màu đen mẹ. Đẹp lắm này các bác ơi. Được chưa ạ, đẹp lắm luôn ạ. Gió 48. Chị Sáu Dương cho em xin lại số điện thoại của chị với ạ. Chị Huyền Thúy rồi ạ, chị Oanh Lê có đơn hàng ạ. Bộ 595 em còn, chị Lê Hoàn nhá. Chị Thu Hằng Trần rồi ok, chị chốt đơn có hai màu đỏ này. Quần 62 cân á, quần này 62 cân thì nếu mà người chị cao cao gọn gọn thì các chị mặc được XL. Cái quần chị nào mà thấp ý, bụng béo bụng to thì các chị không mặc được. Đó, chị Trần Thị Mến ok, chốt gió hàng Quảng Châu các chị ạ. Mà hàng Quảng Châu các chị nhập xỉ, em thề luôn nhập số lượng ít không bao giờ có cái giá này luôn ý. Đấy giá lẻ em bán cho các chị nhiều khi là khách xỉ đi nhập hàng giá cao hơn em. Ít nhất các chị phải nhập con này đang là 280. Các chị nhập buôn ý, đi lấy buôn lấy xỉ. Các chị ơi nhập là phải là 270 hay 280 đồng. Năm mở cửa nha. Em xin phép em tặng các chị là 229.000 một áo. Thì chị 229.000 đồng. Đây màu trắng này cho em. Chị chạm màu trắng này cho em là mã gió 2 nhá. Apaka 805 chị Tạ Lự ơi. Comment lại mã hàng cho em với ạ. 1m65 chị mặc được XL chị ạ. Rồi hôm nay chị được áo gió xịn với quần Q1 đẹp tuyệt vời. Em cảm ơn chị ạ. Chị Yến Nguyễn ok, chốt gió 2 màu vàng size M này. Gió 2 chị Ngọc Lê có đơn hàng ạ, à, không có XL chị ạ, à, mỗi em chỉ có size M với size L thôi. Tí em lên các chị mở gió hàng công ty nó sẽ có đủ size M, L, X nhá. Hàng này vượt sale nó chỉ có ML thôi.
đây màu trắng này cho em này. Chị đều chốt đơn cho em là gió hai màu trắng á. Gió hai màu trắng và kèm theo số điện thoại này. Lên bộ thể thao 46 đi em. Cái mã 46 nhà mình có còn nhiều không chị? Không sai lầm. Thế thì bây giờ nhá. Để chị đưa cho em với. Chị xem hộ em sẽ tổng cái bộ đấy còn bao nhiêu. Các chị đang thích bộ mà, đúng không? Các chị đang thích bộ, tại bây giờ bắt đầu là xe lạnh rồi. Ê, đấy, bây giờ là mặc đồ bộ là hợp lý. Bây giờ mặc đồ bộ là hợp lý nhất. Mã mới này. Rồi lên tiếp các chị một mã áo gió nhá. Chị Thương à, Thương Tình à, rồi ok chị luôn ạ. Chị Lê Thị Tâm có đơn hàng quần quy 1 này. Áo trong em bán là 115.000 chị nhá. Mã 002 là 115.000 ạ. Chị nhắn tin cho Huyền Mai chốt đơn rồi. Áo con nhện để chị cái xem mờ nhé. Mai bảo Huyền với chị nhá. Chúc chị quay vào ô may mắn. Đây ạ. Tiếp theo mỗi hàng này, màu này có không? Màu này có hàng không? Màu này có. Còn số lượng nhiều không? Nhàng nhau mỗi cái không? Mỗi màu chục cái thôi. À, mỗi màu có tầm chục cái đúng không? Này mà DG, DD. Đây các bác này, mỗi này có mấy size? ML. Xem mọi chị xem có size số như nào với ML. Gió 3 hôm qua, gió 3 hôm qua nó còn nhiều. Gió 3 hôm qua, gió 3 hôm qua còn hẳn. Đây nè các chị này, mã này lên mã gió bao nhiêu đây? Gió 6 đi. Gió 6 á. Mã này các chị comment cho là gió 6 á. Gió 6 và lên số điện thoại cho em. Em là có màu xanh, màu vàng, màu đen, 3 màu nhá. Gió 3 chưa lên, đâu xem chưa xem màu chị xem là có màu hồng mã này không? Không có màu hồng. Thấy báo có cả màu hồng mà. Không có. Không có xanh đen lên. À thì có 3 màu à? Ừ. 3 size ML, à 2 size ML. Các chị nhìn chất này. Gió 6. Được chưa ạ? Em bán các chị chỉ bằng hàng công ty thôi, nhưng mà hàng này hàng Quảng Châu cao cấp xịn cho các chị luôn. Bác nào đi nhập mua các bác biết, nhìn qua các chị biết luôn đúng không ạ? Nhìn qua các chị biết luôn. Các chị nhìn hàng này. Ở trạm mã này các chị comment là gió 6, em nó có màu vàng này, màu xanh với màu đen. Màu vàng, màu xanh, màu đen cho em ạ. Em có hai size các chị ơi, size M em chút đó các chị tầm 52, 53 cân nhá. Size L các chị tầm khoảng 57, 58 cân đổ về. Ở trạm 57, 58 cân đổ về em chỗ đơn hàng ạ. Lên mã này cho em là gì nhỉ? Gió 6 ạ. Em tặng các chị là 229.000 đồng. Mỗi màu em chỉ có 10 chiếc thôi ạ. Mỗi màu chỉ vượt được 10 chiếc em tặng các chị giá 229. Được chưa ạ? Hàng đẹp luôn ạ. Cái hàng này nó sẽ có hàng nhái nhá các chị yêu nhá. Nó sẽ có hàng loại 2 ấy ạ. Thế các chị nhìn cho em ạ, dòng tặng hàng loại 1, hàng loại 1 nó có mác như này, còn hàng loại 2 nó sẽ là mác khác. Kiểu cách thì y hệt như này luôn nhưng mà cái chất liệu nó sẽ khác. Không thể nào giống hệt như này được. Nó chỉ khác nhau với cái kiểu dáng thôi, chứ còn chất lượng thì không thể nào giống các bác nhá. Lên mã này cho em là gió 6 ạ. Gió 6 em mặc là màu xanh nhá, xanh của nó xanh dương. Tông màu thứ hai nữa sẽ tông màu vàng ạ. Tông màu thứ hai em lên màu vàng này. Cái này có hai này đó, cứ để trên đống đi, mai ta sẽ chỉ cho nó. Áo đang mặc trong có mà chị ra để bảo là mã 002 ấy chị ạ. Đây. Được chưa ạ? Các bác toàn bộ siêu phẩm luôn, cái chất nó là dòng chất kaki ướt. Thì trạng chất đẹp mềm lắm luôn ấy, nó không bị khô, nó không bị khô chất ạ. Thì chuyển khoản hết em đi. 11 triệu rồi. Chuyển khoản hết em miễn tiêm chị Anh Lê nhá. Chị Hậu Lê ok chốt gió 6 màu xanh này. Áo trong là mã 002 chị Hải Hoàng nhá. Bộ B46 đẹp lắm các chị ạ. Em cảm ơn chị Ly Thanh. Bác nào đã nhận được bộ B46 rồi ạ, các bác cho em xin một cái feedback với. Em chuyển về em tặng các chị bộ B46 đấy ạ. Tại vì bây giờ em cắt mẫu em không có về hàng nữa. Bây giờ còn sai số như thế nào thì em lên à, có cam đào không em? Có mẫu khác, có một cam đào chị gái ơi. Mã này gió 6 cho em với ạ. Gió 6 cho em ạ, 229. Cho xem các màu gió xịn cho em một tí nhé chị Nguyễn Ngân nhá. Mã này các chị comment là mã gì ạ? Gió 6. Gió 6 ạ, màu xanh nhỉ chị này. Gió 6 màu xanh này. Gió 6 màu đen. Được chưa ạ? Và gió 6 cho em ạ, màu vàng. Đó, các chị ơi có 3 màu các bác nhá. Có 3 màu, 2 size ML. Được chưa? Hai size là size M với size L, các chị lên mã hàng kể số điện thoại cho em với ạ. Áo một trong 58 cân có vừa mà chị nhỉ? Áo giữ nhiệt đấy chị ơi. Chị xem áo phối màu đi em, áo phối màu là sơ mi hay là áo gió à chị? Quần quy 1 là 100.000 một quần, chị Lê Thị Tâm ơi, chị xuyên ok chút đơn gió 6 ạ. Đâu gió xịn đâu, đưa cho em gió xịn với. Các chị cứ hỏi mọi gió xịn thôi, em đang muốn lên 536 bây giờ chị gió xịn. Ở đây gió xịn xem còn những màu gì đấy. Mày cứ bảo 53, 52, 54 rồi, năm gì cũng được, thế đưa cho em. Cái gì cũng được, chị cứ đưa cho em đây. Đây, lên này cho đi. 48 cho đi, bây giờ mới chuyển. B46 đẹp lắm em, cảm ơn chị.
002 63 cân vừa không em à? 002 63 cân. 63 cân người các chị để cao nhá. Người các chị để cao được vừa được. Đây ạ. Mẫu áo giữ nhiệt đi chị, giữ nhiệt em lên rồi mà chị ơi. À, sơ mi phối á. Đây các em này, nhìn hàng cho em ạ, đẹp nhức nách luôn nhá. Đẹp nhức nách luôn. B46 bây giờ nó còn khoảng bao nhiêu bộ chị? 20 bộ lẻ sai nữa. Còn tầm khoảng 20 bộ B46 lẻ sai. Cái gì chị? Em biết rồi là em biết là rất là nhiều chị là có một số chị là chưa nhận được hàng, đúng không ạ? Nhưng mà em nói luôn trên livestream là quan điểm như này này, em đang còn ít nhá, và bây giờ em đang lẻ sai đấy, em còn tầm khoảng là chắc là đến tầm gần 20 bộ lẻ sai. Ok chưa ạ? Em bảo mà hôm đơn hôm qua em chưa chốt xong, các chị cứ đợi điện thoại của em với. Còn các bác nào mà chưa chốt được đơn hôm qua ấy, các chị có thể là dồn cả đơn hôm nay nữa. Nhờ các bác tiện ship ấy, có nhiều chị là hôm qua các chị chỉ chọn được một sản phẩm thôi, thì hôm nay các chị muốn xem like các chị dồn đơn thêm ấy. Thì em cũng bảo các chị là đơn hàng hôm qua em chưa chốt xong mà, chứ có phải là em không chốt đơn đâu. 70 cân không ở vừa mã 002 chị nhá. Áo gió mà 63 cân nè, tí em xem có size to em chốt ạ. Tuy một ok chốt được chị Ánh Lê này. Em một tí nhá, em lấy các chị cái bộ này. Bộ này hiện tại màu bây giờ ngày mai các chị chọn cho em được cái bây giờ các chị lên đúng cái cân nặng chiều cao luôn của em với. Nếu mà ngày mai thì em sẽ lọc, có chị nào mà có cái size vừa thì em sẽ gọi chốt đơn, còn chị nào không có size vừa thì thôi. Bây giờ các chị comment cho là bộ B46 cân nặng chiều cao kèm số điện thoại giúp em với. À, phải comment cả cái màu nữa, đúng không? Phải comment cả màu của em với ạ. Màu cân nặng kèm số điện thoại giúp em với. Mã B46 này cộng với cân nặng chiều cao cộng màu cộng số điện thoại giúp em với. Các chị lên đơn nhá. Chạm nếu mà có size vừa em gọi chốt, và không có size vừa thì em sẽ không gọi nữa, tại vì là hàng này của em là bộ lẻ sai. Rồi lấy 3 bộ B45, B46, bộ xanh than đã nhận hàng rất tuyệt vời, em cảm ơn chị. Những chị mà chưa nhận được hàng ấy thì ngày hôm nay em xin phép các chị nhá. Em xin phép em xả các chị luôn mã này. Được chưa ạ? 299.000 đồng. Được không ạ? 299.000 đồng một bộ. Các chị lên cho em là bộ B46 ạ. B46 cân nặng chiều cao kèm màu và kèm số điện thoại. Em đang có tông màu đỏ là một này. Đấy chạm màu thứ hai nghe sẽ có là tông màu cam. Đấy, màu thứ ba nghe sẽ có là tông màu xanh lá này. Tông màu thứ tư là tông màu xanh than. Than của nó sẽ pha vàng như này các bác nhé. B46 ạ. Tông màu thứ 5 của nó em sẽ là màu hồng. Chị ơi, cầm của em gái. Màu hồng. Ôi nặng hết cả tay đó chị ạ, bộ nó nặng. Bộ nặng á. Đây của em này. Rồi ạ, màu vàng này. Lẻ sai nhá các chị ơi, đa số bây giờ em còn size 2XL là nhiều. Và em chỗ đó các chị là từ 45 cân đến 65 cân. B46 nhà em sẽ có size các chị từ 45 cân đến 65 cân ạ. Rồi em thử cho các chị xem một bộ nhé. Em thử cho các chị xem một bộ B46 luôn nha. Em mặc thử các chị nào mà chưa mua hàng ấy, các chị xem cái form dáng của nó. Ngày hôm nay em tặng các chị là hàng giá 229 ạ. Đúng một ngày hôm nay nhớ hộ em là ngày mùng 10 tháng 10 nhá. Tối mùng 10 tháng 10 là nhà em xả các chị mức giá này. Còn hôm trước hôm qua các chị vẫn đang mua mức giá khác. Nhưng mà hôm nay là em tặng các chị là giá 299.000. Ok chưa? 299.000 đồng. Các chị mình lên đơn hàng cho em ạ, từ size L đến 2XL. Bộ này chị được rồi, chất đẹp phê luôn, em cảm ơn chị. Bộ này của em nó là chất UVF. Đấy chưa? Chất UVF cho em ạ, toàn bộ hàng của hãng Sydney. Hàng thời trang cao cấp nhá bác nhá. Đấy chưa? Hàng thời trang cao cấp, các chị mình lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em này. Lên form dáng đẹp lắm. Khách hàng em hôm nay cứ đến là lấy hai bộ một thôi. Rồi, các chị cứ xem là nhớ là để lại cân nặng chiều cao của em nhé. Để ngày mai em xem các bác nào có size vừa thì em sẽ là gọi điện chốt đơn. Được chưa ạ? Bây giờ là các chị cứ cân đối cho em như này này. Size L thì em cho nó các chị dưới 55 cân. Được chưa? XL dưới 60 cân và 2XL các chị dưới 65 cân cho em. Đấy, các chị này màu đỏ cho em nhé. Thứ nhất cho là bộ B46 màu đỏ này. Được chưa ạ? B46 cho em ạ, tông màu cam. Cam thì em sẽ là cam đậm, cam đất ý. Cam đậm cam đất ạ, áo màu nào thì viền quần màu đấy.
cứ áo màu nào thì viền quần màu đấy cho em ạ. Chất u bì dày dặn cho em nhé. Tông màu thứ ba nhé, sẽ là tông màu xanh lá. Đấy chứ, tông màu thứ ba sẽ là tông màu xanh lá này. Bây giờ thì em cứ lẻ sai, thực sự luôn ạ, lẻ sai bán nó rất là mệt. Cho nên là em tặng các chị luôn ạ, giá mềm nên tại vì giá này em báo các chị là giá đẹp nhất luôn. Như mọi năm là bộ này và nó phải rơi khoảng tầm là 450 ạ, 450. Tông màu nâu bò luôn ạ các chị này. Tông màu nâu bò. Rồi, tặng tông E6. Rồi. Đây, em thử các chị xem cái màu áo ấy nhá. Còn cái quần nó chỉ khác nhau với viền thôi. Quần chỉ khác nhau với màu viền thôi ạ. Mục B46 đây ạ. B46 ạ. Chị ơi, cho em xin cái mã bộ ấy đi. Bộ 011 ấy. 011 xem còn size gì của em với. Bộ có mũ tí em lên sao chị ơi. Bộ 011 là cái bộ mà mình về hàng đầu tiên ấy. Đã là người Hoa, kia treo treo trên kia. Ở trên kia có treo kìa. Chị Hoa chỉ nhớ hơi kém đấy. Ủa, nhà này có tỉnh. Em có bao nhiêu mã hàng em nhớ hết. Bây giờ không quên một mã nào luôn đâu. Mã nào bao nhiêu tiền mình nhớ. Chị ơi, size L là nhỏ nhớ nhất chị nhá, không đi. Có size M đâu ạ. Không có size M. Đây chị nhìn trên màu nâu bò này. 299.000 đồng em bán cho nó nhanh thôi ạ. Em bán cho nhanh. Áo màu nâu bò thì cái viền quần màu nâu bò các chị nhá. Áo màu nâu viền quần nâu cho em ạ. Màu nào cũng đẹp, phối màu cũng rất là xinh luôn. Đúng rồi, cái màu đấy. Màu đấy em có đỏ, đen, vàng, xanh. Chị xem em trong con tay gì. Thích là không. Rồi. Em nhớ cực kỳ luôn ạ. Giá nhập như nào và giá bán đang bán bao nhiêu nào em nhớ hết. Nhìn mã hàng em vẫn nhớ hết. Bây giờ thế là đỏ đen từng tìm màu nữa nó cũng còn nữa đâu mà tìm còn không thế thì còn mấy bộ còn màu vàng màu hồng màu xanh hết đang chị bốc đây cho em bốc đây còn bao nhiêu bộ bốc đây cho em rồi rồi các chị nhìn hàng cho em ạ toàn bộ hàng cao cấp nhá các chị ơi ạ chị đào vào lấy cái loại này hai ít không có để lấy mai ta các bạn một chút như nào hả chị đào cái gì em không hiểu chị hỏi cái gì về xem chị đào chị comment cái gì đấy bộ chui em có đây là hồng tím này em mặc là nâu bò này một là màu xanh than của nó như này đúng không nhá cái xanh than của nó như này luôn ạ xanh than của nó sẽ là quần màu xanh than áo màu xanh than các chị lên đơn mã này cho em là B46 ạ B46 chọn màu chọn size vừa cho em để chọn màu chọn size vừa cho em bộ B46 và kèm số điện thoại ạ xanh lá để chọn xanh lá cho em này. Nói chung là em còn dư khoảng tầm 20 bộ lẻ size thôi. 20 bộ lẻ size. Được chưa ạ? Em nhập của nó là gần 1.000 bộ. Gần 1.000 bộ, bây giờ em chỉ còn dư khoảng tầm là hơn tầm khoảng trên dưới 20 bộ thì thôi. Lẻ mẫu lẻ size. Được chưa ạ? Lẻ size lẻ số, em tặng các chị nốt là 299. Còn giá bên ngoài chờ người ta bán các chị trên 400.000. Trên 400. Áo đen em mặc trong là áo giữ nhiệt 002 chị ạ. Đây, xanh lá này. Áo màu xanh lá thì cái viền quần của nó cũng là màu xanh lá. Được chưa ạ? B46 kèm số điện thoại cho em ạ. 299.000 đồng một bộ các bác nhá. 299 ạ. 299.000. Thôi, qua mẫu đi chị ơi. Rồi lên áo gió nha các chị ơi. Tiếp theo ạ. Huyền Phạm đây số điện thoại ạ. Xuyên Khánh Y Hoàng rồi ok chút luôn ạ. Các bạn nhìn này. Sơ mi khối. Còn lên tiếp bộ nữa không nào? Hay lên tiếp bộ nữa đang gọi là trên đà lai bộ thì lên tiếp bộ đi không là tí lại phải thay quần. Cái bộ 011 đi. Bây giờ là cái bộ 011 nhá. 011 đây. Bây giờ em chỉ còn size to không còn size bé. Các chị nhớ bộ này không ạ? Các chị nhớ bộ này không? Bây giờ em đang còn size gì? Nói chung là nó sẽ có là size L, 1X và 2X. Nhưng mà bây giờ đa số là còn size 2XL thôi đúng không? Bây giờ thì em chỉ còn đa số là còn size to thôi. Không còn size bé. Các chị comment là bộ 011 ạ. 011 và kèm bộ 011 nhé. Comment hẳn mã bộ 011 đi. Và kèm theo số điện thoại cho em ạ. 011 lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em mã này. Mã này lâu lắm mà em không về hàng nữa ấy. Tại vì là nó không ra hàng, công ty người ta không ra mẫu này nữa. Đấy chạm còn sót tí nào là em lên luôn. Chị đang bảo cái gì?
thôi. Em 6 chị mặc thế nào được? Em 6 mặc ra được 66 cơ. Áo màu vàng nó là vàng pha tham đấy chị ạ. Đây, cái bộ này là bộ 011 đi. Còn bao nhiêu bộ này? 15 bộ. Bộ này hôm trước là bộ này là 301 đúng không? Em đang bán 301 đúng không? 15 bộ. Còn mấy bộ? Mấy bộ? 15 bộ. Chắc tầm 15 bộ. Chuẩn. Còn tầm khoảng 15 bộ. Đúng. Đúng chưa? Chỉ tầm đấy. Em tặng các chị 280.000 một bộ. Đúng không ạ? 280.000 đồng các bác vợt luôn bộ này cho em. Chị ơi, không có bộ 199 đâu nhá. Bộ khóa em không bao giờ bán 199.000 đồng đâu. 299.000 đồng một bộ đấy ạ. Thế ngày mai nhân viên thì em lại các chị lại bảo lại cho chị bộ 199 nhiều là không có đâu nhá. Đấy là hàng sale có giá 299 ạ. Các bác lên cho em bộ này là 011, em tặng các chị nốt là 280.000 đồng. Đấy, size L em thu được các chị tầm khoảng trên 46 cân. Đấy chị ạ, trên 46 cân ạ. Đến 65 cân đổ về nha, em có size. Màu vàng là 1 này. Đấy chị ạ, màu đỏ cho em là 2 này. Túi có khóa nhá. Bộ này là đợt trước là hôm trước em về là hàng bán gọi là dã man. Nó cũng gọi là bán được nhiều so với cái bộ B46 ấy. Về bù liên tục. Em đã chị nhìn cho em màu hồng này. Đấy chị ạ, tông màu hồng cho em này. Và tông màu xanh. Đấy chị ạ, màu xanh em có size L, 1XL, 2XL. Còn tầm số lượng, còn tầm tất cả các màu em còn tầm khoảng 15 bộ. Em còn tầm 15 bộ, em tặng các chị nốt là 280.000 một bộ. Đấy, các chị nhìn cho em bộ này. Đẹp nhức nách luôn ạ. Đẹp nhức nách luôn ạ, 280. Mã này các chị có mình là bộ 011 nhá. Các chị chọn màu, chọn size vừa cho em. Chọn màu, chọn size vừa cho em ạ. Đâu đưa cho em cái túi của nó, của cái bộ như nào. Bộ B43 còn. Xem mọi người đứng lại xem mọi chị bộ B43 với. B43 còn ít thôi, còn nhiều. Cứ bóc ở đây xem còn size gì thì lấy nhá. B43 của chị ấy đây. Các chị nhìn hàng này. Toàn bộ hàng cao cấp. Em tặng các chị mức giá là 280. 280 ngày mai các chị xem có size nào vừa các chị chốt nhá. Xem có size nào vừa các chị chốt đơn cho em mã này ạ. Và kèm số điện thoại ạ. Còn quần quy 1 chị ơi, chị có lấy thêm 5 quần đến 50 quần nhé, em có số lượng cho chị. Tại vì là quần quy 1 nhé, em bán quanh 5 ngày tháng luôn ấy, chỉ khác nhau là mỗi lần là về nó khác hình khác nhau thôi. Trời ơi. Áo nhiệt bên trong là mã 002 chị ơi. Tí nữa lên các chị mấy bộ áo len nhá. Vàng em còn đúng một bộ size L chị ạ. B45 còn một đen XL không em? Tìm một em bạo bộ B45 luôn. Còn. Rồi hôm nay còn gì lẻ lẻ ít là em bán rẻ nốt nhá. Đen XL có để tao tìm cho. Em bán rẻ nốt nhá. Người ta vào vụ người ta tăng giá mà em vào vụ em lại bán giảm giá nó mới máu chứ này. Vào vụ bán giảm giá mới gọi là khác bọt chứ này. Đợi em một tí nha, để em xem là cái hàng em còn số lượng như nào đã để em lên. B45 đây có bộ này. Lấy hộ em xem các màu của B45 xem nó còn những cái gì vậy. B43 hình như là còn size to đúng không? Hầu như bây giờ em còn size to nhưng em lại ít khi bán được size to ấy. Em toàn bán được size bé trước thôi. Khổ thế chứ lại khách nhà em toàn khách người cứ mi nhon thôi. Các chị này, hàng gọi là đẹp xuất sắc luôn. Cái trạng đẹp xuất sắc luôn. Thử các chị xem màu xanh nhá. Cho các chị xem màu xanh luôn. Em tặng các chị giá 280 một bộ cho em ạ. Hàng này nó hệt cái form dáng với lại cái màu của hàng Quảng Châu luôn. Để em tìm xem còn không nào chị Đào nhá. Có 1X thì không còn đâu chị ạ. Chỉ còn 2X thôi. Nhưng mà chị phải mặc 2X chứ làm sao chị mặc 1X được. Các chị mua cho ai chứ đúng không? Đào 00268 tôi không vừa chị ạ. Đây, tháo màu xanh thì việc quần màu xanh nhá. Thế mới đến lượt chị à? Ừ. Khóa có mũ em có chị Nguyên Lan ơi, khóa có mũ nhà mình còn bao nhiêu bộ? Bốc đây cho em rồi. Chị bốc tất cả các mẫu nó lẻ lẻ vài bộ đây.
lên luôn các chị dơ cái màu các bộ chị xem được. Bộ khóa mũ là 595. Áo khoác này bình thường em chốt đơn các chị 45, 46 cân đến 65 cân đổ về nhá. Bộ này các chị comment cho là bộ 011 ạ. 011 các chị ơi, em có 4 màu đấy ạ, 4 màu. Vàng này, màu vàng đâu nhỉ đây. Màu vàng này, màu đen, màu đỏ, màu à màu vàng, màu hồng, màu xanh với lại màu đỏ. Vàng, hồng, xanh là 46 cân các chị mặc size L. Thế mới thế các chị mới theo em được chứ ạ. Các chị theo em mà cứ đợi hàng xéo này là em vỡ nợ mất chị ạ. Em vỡ nợ mất tôi. Ấy, cái bộ của mũ chắc thì 55 cân trở lên. Đâu bộ của mũ đâu? Hoa kia. Màu bò, màu cam, kia đưa màu kia. Có đúng hai màu không? Có đúng hai màu đâu, chục bộ. Bộ có mũ bây giờ em chỉ còn, đây là màu đen mà. Màu cam. Màu đen, đen với cam đúng không? Ừ, có màu vàng bộ không? Bộ có mũ em chỉ còn màu đen với màu cam thôi. Đen cam. Màu gì còn nhiều chị? Nhưng mà còn size nào bé bé em mặc vừa? Cái bỏ mẫu này size nhỏ nhất này. Bây giờ là em chỉ còn LXL thôi nhá. Size L và size XL đấy, bộ này là bộ khóa có mũ này. Ở kia có treo đấy, ở trong này có treo ra đúng không? Bộ khóa có mũ bây giờ em chỉ còn sang màu vàng bò này, màu cam với màu đen. Vàng bò cam đen. Các chị comment là bộ 595 nhá. 595 hôm nay em tặng các chị cũng 280.000. Được chưa ạ? Em xả lỗ đấy. Bộ này trước là em đang bán là 350 đúng không? 350. Bây giờ em tặng các chị nốt là 208. Bộ có mũ đúng không ạ? Các chị comment là bộ 595 bây giờ em chỉ còn sang các chị là 55 cân đổ lên đến 65 cân đổ về. Từ 55 cân đến 65. Ok chị ạ, từ 55 đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Bộ bộ gì nhỉ? Bộ mã gì? 595 đúng không? 595. 595 các chị chọn màu chọn size vừa. Bây giờ em chỉ còn 3 màu thôi. Trước 350. Trước là 350. Bây giờ em tặng các chị là 280. Xả nhá. Hoan hỉ cho em với. Ok chị ạ, hoan hỉ cho em với 595 cho em này. Cứ chọn cho em được cái màu cái size vừa là ok. Nào. B45 màu đen 2X. 595, bộ này là bộ 595 ạ. B2 B4 này nhé. Vì cứ B2 B4. 55 đến 65 cân nhà em có size vừa. B2 B4 không còn đâu chị nào. B2 B4 hết hàng rồi chị ơi. B2 B4 hàng Quảng Châu hết thôi. Ôi trời chở mãi mà toàn size to. Tí em lên bộ size bé. Lên bộ cổ tròn đấy em một tí. Đây là màu em mặc là màu à. Một này là màu vàng bò nhé chị không nhắc. Màu vàng bò cho em bây giờ chỉ còn 2 size là LXL thôi. LXL 2 size. Đây là màu cam cho em này. Đấy bộ có mũ nhá. Hàng của hàng công ty hàng hãng cho các chị luôn. Và tông màu đen. Được chưa ạ? Và tông màu đen như này. Các chị lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em là các bác mình có đơn. Cổ tròn em có chị ơi. Cổ tròn có mũ thôi là không mũ như em đều có hết ạ. 595 cho em với. 595 kèm số điện thoại cho em ạ. 208 nhá. Không chứ em đang bán các chị là 350 đúng không ạ? Chị nào mua bộ này rồi các bạn cứ gọi là khen rối rít luôn. Em mua chị được bộ có mũ rồi đẹp lắm. XL các chị tầm khoảng 60-65 cân chị ơi. XL tầm khoảng 60 cân đến 65 cân nhé, em có size vừa. Chị chặn các chị mình mặc vừa cho em ạ, dưới 65 cân đổ về cái chỗ đơn hàng nhé. Chị Phạm Thị Nhài có ạ, chị là hàng trần rồi ok chốt đơn. Em mặc là màu vàng bò đây. Chị chặn màu vàng bò đấy ạ. Bộ 595, chị Nguyễn Huyền rồi ok. Em tự lên các chị màu đen nhé. Màu đen đây, đen của nó là sẽ pha viền nâu bò. Đen pha nâu nhá, đen hình như còn hai ba bộ. Đen còn hai ba bộ lẻ size kìa. Đây màu đen này. Cái này các chị đi giày thể thao là hợp lý hơn. Để chị ạ, bộ này các chị đi giày thể thao đẹp. Không còn size M, không còn một bộ nào size M luôn ý. Đấy, các chị nhìn nàng này. Đẹp nhờ. Nhưng mà phải trên 55 cân các chị mới chốt được vừa. Dưới 55 cân không chốt thì bộ này là form to đấy ạ. L các chị 55 đến 60 cân. Để chạy XL các chị 60 cân đến 65 cân ạ. Tiếp theo các chị xem cái tông màu cam nó là cam đậm nha các chị nhá. Rồi hôm bữa chốt 320 là đã sale rồi đấy. Hôm nay tặng các chị nốt là 280. Hôm đầu tiên về là hàng 350. Đấy. Nhưng bây giờ nó các chị mua được hàng sale thì nó cũng lẻ size ấy. Bây giờ nó còn cứ lẻ tí một thôi. Lẻ size, lẻ mẫu, lẻ số. Xin vậy. Túi áo không có khóa đâu chị ơi. Đây màu cam cho em này. Để chị ạ, chị yêu chốt màu cam. Các chị lên đơn hàng kêu là 595 màu cam nhá. Chị Trần Thị Lâm rồi, ok chị Hoa Lê Thị chốt đơn này. Tôi qua mẫu chị ơi, bộ này còn tầm chục bộ thôi, không còn bao nhiêu.
chị ạ, cũng không còn đáng kể bao nhiêu luôn. Bộ 595 kèm số điện thoại cho em ạ. À, chất nó đẹp, toàn bộ chất UBF. Chị Quyên Đào comment hộ em là bộ 595 nhá, đừng comment là bộ đen XL. Chị lên B3 này. Tiếp theo bộ B43 đây. B43 chị xem số lượng của em rồi. Hả? Chắc khoảng tầm 30 bộ, 30 bộ. Còn từ XL đi lên. Bây giờ còn khi toàn size từ X với 2X đúng không? Ừ, bộ nào size L? Đây này. Đây chị bộ size L một mẫu đây. Đây. Bây giờ bộ này là bộ B43 đây. Đấy chị ạ, bộ B43 kèm số điện thoại cho em. Bây giờ em đa số là còn size XL với 2XL thôi. Size L em chỉ khoảng có một bộ thôi ạ. Khi khoảng còn bộ size L, các chị nhìn cho em bộ cổ tròn này. Đấy, cái bộ B43 này em bán cực kỳ số lượng nhiều ấy. Nhưng bây giờ là cắt mẫu nhá. Để chạm bây giờ em cắt mẫu luôn, toàn bộ hàng của hãng. Để chạm toàn bộ bộ hãng cho các chị luôn ạ. Bộ này các chị comment là bộ B43 và kèm số điện thoại cho em. Size L 1XL với 2XL. Để chạm size L 1X với 2XL. Các chị lên đâu nào chứ là bộ B43 và kèm số điện thoại ạ. B43. Mai ra cửa phòng ngủ. Mình nói cứ đến suy nghĩ nói đồng hồ 8 giờ cái là bắt đầu là khăn gói quả bước. Thì bây giờ nó không đủ size thì em mới giảm, chứ đủ size thì làm sao bán được giảm mà chị. Rồi bộ B43 cho em. Em sản luôn các chị là 201 nhá. Chị chạm 201 đi. Ừ, thôi bán nốt 201 đi. Còn ít mà. Em tặng các chị nốt là 201 nhá. Ơ, à, cái bộ này 204 cơ mà. Ai chốt thế? Đánh cho bây giờ cái bộ này hàng 24 mình sản 21. Bộ này đẹp. Bộ này chưa bao giờ sale cả. Bộ này đẹp bộ lắm. Bộ này 142 chưa bán. Đấy, các chị nhìn cho em bộ B43 này. Đấy các chị yêu nhá. Em nó có size các chị từ 45 cân đến 65 cân. Màu xanh này, màu đỏ cho em này. Để chạm màu đỏ cho em ạ, hàng theo bác nhá, hàng theo cho em toàn bộ hàng của hãng CD. Để chạm những cái hàng CD để chất nó đẹp tin man luôn ạ, từ áo gió này cho đến đồ bộ. Để chạm từ áo gió đến đồ bộ luôn. Các chị nhìn hàng cho em ạ, em đang có từ size L 1XL 2XL nhưng bây giờ đa số là còn size 1X với 2X, em tặng các chị nốt là 210.000. Để chạy 210.000 cho em một bộ hàng u mì. Chất bộ của nó là hàng hãng ạ, hàng theo cho em ạ, hàng theo. Đây màu xanh than này và tông màu hồng. Có tất cả là 4 màu cơ bản luôn như này. Để chạy 4 màu cơ bản luôn ạ, các chị comment là bộ B43 kèm theo màu với số điện thoại nhé. Dưới 65 cân đổ về nhé, em có size vừa. Dưới 65 cân đổ về nhé, em có size vừa. Các chị lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. B42 luôn chị ơi. B42 xem số lượng như nào, lên luôn của em cái. Đây B42 đây. Em thử các bác xem cái bộ màu hồng này luôn nhá. Hồng này em thấy cũng đẹp quá này. Cái bảng màu nó trầm trầm đẹp lắm các chị này. Để chạm bảng màu trầm trầm đẹp lắm luôn ý. Em mặc nguyên cái áo nhá. Còn cái quần thì cái viền nó chỉ khác nhau một tí thôi. Cái viền nó chỉ khác nhau một tí thôi. Bộ này bây giờ hôm nay em xả ấy, cái giá mà bây giờ người ta nhập xỉ giá cao hơn ấy. Thề luôn, nói sai mất lộc ạ. Người ta nói các chị giá xỉ đang là giá 220, 230 hay sao ấy. Đây màu hồng này, nguyên lời. Chị đầu chốt màu hồng các chị lên đơn. Để chạm màu hồng các chị nhìn lên đơn hàng cho em ạ. B43 nhá. Hồng em là kiểu là hồng đậm ấy, không phải là hồng phấn đâu. Các chị nhìn cái hồng nhá, hồng màu hồng nha em này, pha đen. Hồng pha đen ạ. B43 kèm số điện thoại ạ. Hàng đẹp mỗi tội lắm màu quá à. Lần sau chị lấy một màu thôi. Ui giời. Thiên kiểu mà. Bây giờ em lấy một màu, biết khách hàng thích màu nào mà lấy. Công ty nó em phải lấy đủ nào? Màu chứ công ty nó ra màu nào em lấy màu đấy chứ chị. Chẳng lẽ em lấy một màu mới bán màu không. Bây giờ em lấy một màu, ví dụ chị thích màu hồng nhưng người ta lại khách hàng lại không thích màu hồng, khách hàng lại thích màu xanh thì sao ạ? Bây giờ em phải lấy đủ màu, 4 màu. Đó là bộ thể thao. Chị nào thích màu nào các chị lấy màu đấy và pha màu cho em ạ. Hàng thể thao nó phải pha một chút thì nó mới đẹp. Được chưa ạ? Nó phải pha màu phối màu một tí thì nó mới đẹp. Đây màu đỏ này. Màu đỏ này chị yêu ạ, bộ B43 cho em 201 chị ơi, em sale 201 nhé. Em sale 201 này, các chị lên nữa hàng một kèm số điện thoại cho em ạ. Hồng đỏ,
giữ nhiệt em còn chị Hằng Vịnh ơi, áo giữ nhiệt em còn nhé chị nhá. Đúng rồi đấy. Dạ. 650 nha em phải cọc. Đúng rồi chị Hà Trang Hà ơi. Tại vì hàng đợt này nhà em là toàn hàng sale. Đợt này nhà em toàn hàng sale thôi chị ạ. Đấy, màu đỏ cho em này. Đấy, bộ thể thao các chị em mình cứ mặc gọi là rộng rãi thoải mái một tí, nhưng mà cái chất này nó cũng là chất co giãn ấy. Các chị em mặc nó rất là thoải mái. Chị mới nhận hàng đẹp nhất nách là cái gì? Nhất nách. Đẹp nhất nách à? Chị comment đẹp nhất nách em không biết. Mãi mới luận ra được. Chị Phạm Thị Hằng là ok. Em bảo rồi, chất nó đẹp lắm. Bộ này nó không bị cắn chỉ, không bị phai màu. Bộ này hàng của hãng mà chị. Giá thị trường người ta bán các chị 280 300 nghìn là rẻ ấy các chị nhá. Bình thường người ta phải bán 280 300. Nhiều mẫu pha, các chị thích mẫu không pha đúng không? Rồi em lên các chị một mẫu nữa không pha. Đây nó có cả màu xanh than nhá. Bộ màu xanh than thì là áo màu xanh than nó dễ pha. Mua nhiều nhà chị rồi, rồi ok chị. Đây chị này, quần của nó cũng là màu xanh than, áo cũng là xanh than và pha vàng. Để chạm xanh than pha vàng cho em. Form cho các chị mình cứ tầm khoảng là dưới 65 cân đổ về nhá. Em qua mẫu này. Em với các chị một cái mẫu mà nó phối ít nhá, pha màu ít ạ. Đâu đây chị này? 42. Đây 42 số lượng như nào? 25 bộ nhưng mà toàn XL với L. Khá XL với L. XL với XL đúng không? Đấy, XL còn toàn size to, còn 3 bộ L. Cứ coi like là cứ mà cứ coi like lại chốt rồi. Em cảm ơn chị ạ. Đây bộ này thì nó pha ít hơn này. Để chạm pha một chút thôi, pha một chút đằng trước thôi ạ. Cái quần của nó cũng là kẻ ít nhá, sọc ít thôi bác này. Đa số là bây giờ em đang còn size 1X với 2X, size L em còn ít nhá. Size L còn rất ít. Ok luôn. Lên mã này trên là bộ B42. B42 là bộ này luôn đó các chị này. Đẹp chưa? Để xem em lên thử luôn một mẫu nhá. Đây ạ. Sao đây? Kiểu gì? Kiểu gì là kiểu gì? Thế con em đưa hóa vàng. Chị ơi, mắt trẻ con vài cái này. Mẹ mó con không? Em nói luôn là cái size L nhà em còn rất là ít thôi nhá, không còn size L mấy đâu, còn đủ, còn thường là em còn size 1X với 2XL thôi. Đấy các chị phải tầm khoảng là 54 cân đấy, tầm khoảng là 65 cân. Các chị comment là bộ này bộ B42. Gấu thường thì ngày mai nhà em lên sau nhá, tại vì cái hàng đấy nhà em vẫn đang để trong kho và chưa bỏ ra ngoài bán. Bộ đấy em còn sót ít ý, nó lẻ lẻ ý. Đúng rồi, cái bộ mà chung chung ấy thì nó sẽ không bo gấu như này. Chưa có còn chưa có thời gian bán. Chị kia treo được hai bộ. Đây này. Nếu trên đấy em nghe là hai bộ cổ tay có nhiều phép bên nhà tiến nhiều phép. Cả nhiều. Còn nhưng mà chị lên đây là cái bộ này này nó không phá, không phá nhiều này. Đây là bộ hàng chung này. Còn dài. Đây là bộ chung chung này nó sẽ không. Đây ạ, nó cũng là bộ hãng đấy. Mai đi. Đấy, bộ này của nó bán hơn 300 nghìn đấy này. Để ngày mai em lên nhé, bộ này chưa có mẫu ở đây. Chưa có mẫu ở đây. Này nó sẽ không bo gấu. Bộ này các chị yêu lên cho là bộ B42. Em tặng các chị nốt là 201. Đa số bây giờ còn size 1X với 2XL. Em còn tầm 15 bộ nhá các chị yêu nhá. 15 bộ. Màu xanh than cho em này. Đấy chứ ạ, B45 cho em màu xanh than ạ. L 1X với 2XL. Đấy, các chị ơi, màu xanh than cho em. Các chị yêu nhìn cho em ạ, nhức nách luôn nhá. Tất cả của là chữ thêu. Tất cả của là chữ thêu cho em ạ, 210.000. Màu đen này. Đấy chứ ạ, màu đen cho em ạ. B42 cho em màu đen. B42 cho em tông màu đỏ ạ. Toàn bộ hàng của loại hàng cao cấp. Để chạm toàn bộ hàng cao cấp cho các bác luôn ạ. B42 cho em tông màu xanh. B42 màu vàng. Và B42 em nó mặc là màu hồng. Lên đúng mã hàng mà kèm số điện thoại trên là bộ B42 nhé các chị yêu nhé. B42 cho em tặng các chị nốt là 210.000. Hàng này em chưa bao giờ sale đấy. Chỉ có duy nhất ngày hôm nay thôi. Cái bộ hồng em mặc là 210.000, em sale đúng ngày hôm nay thôi ạ. Hôm trước là các chị vẫn đang chốt giá bình thường, chưa có giảm đâu. Ngày hôm nay em đang còn, đa số là còn size 1X với 2XL. Các chị có vẻ là bộ B42, kèm số loại hàng này hàng Việt Nam chị ơi. Hàng Việt Nam và hàng công ty. Hàng công ty. Các chị nhìn hàng cho em ạ, đẹp nhức nách luôn này. Ok chưa ạ, chất nó đẹp lắm chị ạ. Hàng cao cấp. Đấy chị ạ, hàng của hãng. Hàng hãng Winnie đấy bác nào. Nói chung là nó cũng tương đương với lại cái hàng của Winnie. Các chị nào hay mua hàng Winnie các bác biết. Nó cũng tương tự như thế. Nó là hàng của hàng thời trang thương hiệu rồi. Được chưa? Nó là hàng thời trang thương hiệu luôn.
chị Đỗ Tước ok này, chị Thủy Nguyễn có, chị Thu Hương có đơn xanh than màu hồng, bạn B42, chị Vân Hoàng kia số điện thoại với chị Huệ Lâu Gia có ạ. Chị ơi, B42 không có size M nhá, em hết rồi, bây giờ còn đa số là còn XL với 2XL thôi, size L thì thi thoảng em mới còn hàng đấy ạ. Chị Phương Vũ ok, chốt đơn B42 nhá. Chị xem em xem màu vàng này còn không? Màu vàng còn 1-2 bộ thôi. Màu vàng còn 1-2 bộ này, xanh than. Than nhiều. Lên màu xanh than xem nào, màu xanh than này đẹp quá này. Hôm trước thì có xanh màu xanh than. Có bao nhiêu bộ màu xanh than? Có khoảng tầm 5-6 bộ. À không nhiều đấy. Nói chung là than nhiều nhất. Tầm mấy bộ màu than xanh này nhiều. Xanh than đẹp quá này. Đây các bác này, xanh than để cho em. Xanh gì đấy? Đây xanh L đấy. Ờ xanh L. Đây màu xanh than. Đấy, màu xanh than, màu vàng còn 3 bộ đấy nhá. Màu than này ôi. Các chị nhìn hàng cho em ạ. Sờ chắc nó sướng lắm. U bì cho em co dặn 4 chiều. Bộ 65 cân có chị Hoàng Cảnh ơi. B42 dưới 65 cân đa số bây giờ có size to mà. Chị Tâm Phan có bộ B42 nhá. Chị Dung Trần ok có bộ B43. Chị Nguyễn Hiền ok có bộ B42 ạ. À, lên hai bộ phông một tay vừa xong chị xem mới là sao? Có được mà lên. Mai không sang kho nhà đấy đâu. Không, bộ đấy em chưa lên được. Tại vì là hàng đấy em chưa soạn hàng. Bộ đấy là hàng chung. Còn nhiều mẫu lắm, nếu cứ lộn xộn với nhau ấy. Thì ngày mai em xem là có số lượng như nào thì em lên sau nhá. Chị Thúy Thúy ạ, chị Nguyễn Tí ok ạ, chị Hiền Lê có đơn hàng ạ. Em ơi, các bác cứ làm cho em vài bộ đi ạ. Chuẩn em, thế nên hôm đầu chị mua em bộ này về mặc thử, chồng mới khen đẹp và gọn đó. Em cảm ơn chị nhá. Bộ này chất đẹp đúng không? Thế lại bộ này nếu mà thị trường người ta bán giá lẻ, người ta bán rất là cao chứ không có giá mà đầu 240 đâu chị ạ. Người ta bán các chị ít nhất phải tầm 280. Bây giờ em sale một cái giá 201 thôi. Còn bác nào đã mua giá rồi các bác biết. Bác nào mua bộ này các bác biết rồi đúng không ạ? Thế nào thử cho các chị xem cái tông màu xanh xanh như thế nào. Xanh có hàng không chị? Có, xanh có. Em lên thử màu xanh luôn nhá. Xanh than với hồng rồi ok. Xanh và than rồi ok chị Nguyễn Thị Hồng. Em mặc nguyên cái áo nhá. Còn cái quần thì nó khác nhau cái viền áo. Chị viền nó giống màu áo thôi. Đặt mấy lần mã này không được chị ơi, em ơi. Fan cứng vậy không đặt được hàng là sao? Nguyễn Hồng, comment lại mã hàng và kèm số điện thoại cho chị đi. Trời ơi, kim cương fan cứng thế kia lại bảo không đặt được hàng. Hôm nay rẻ thế. Chị ơi, hôm nay em lẻ sai mà chị ủy. Thì em trước khi bán em cũng xin phép khách hàng rồi mà. Là ngày hôm nay xin phép em riêng đúng ngày hôm nay mới xem mã này đấy. Đấy, tối nay em về được số lượng cực nhiều. Nhưng bây giờ nó chỉ còn tầm 15 bộ thôi. Mỗi mã hàng em đặt số lượng không bao giờ có ít mà có 100-200 bộ đâu, ít nhất phải 500 bộ. Để chạm mã nào ít nhất phải tầm 500 bộ một mẫu. Bây giờ em còn tầm 10-15 bộ thì em mới sale thôi, chứ còn nếu mà còn số lượng nhiều thì em không sale được. Đấy, bắt đền em rồi, ôi đừng bắt đền em. Mình đã mua được rẻ rồi. Để chạm mình đã mua giá 200 mấy thì đỡ được rẻ rồi chị ạ. Các chị đi ra thị trường mua toàn 280-300 thôi. Đây màu xanh cho em này, chị yêu chút màu xanh các chị mình lên đơn nhá. Chữ toàn bộ chữ theo các chị giặt máy giặt tay thoải mái không bị bong chữ. Để chợ không bị bong cái chữ theo đâu. Mấy giờ rồi chị? Đấy. Em cứ vui vui mồm ngày mai là nhân viên chốt không xong rồi chết. 10 giờ. Hôm nay đến 10 giờ. Đen là các em có hàng không? Đen không. Đen thì bỏ qua nhá, đen có 1-2 bộ thôi. Đỏ. Không. Đỏ cũng còn mấy bộ? 1 bộ, 2 bộ. Chị cho em xem cái bộ khóa nửa xem nào. 083. 083 làm gì nhà em đã lên đâu. 083 là quá nửa. Ừ, nhưng mà mình đã lên đâu. Chưa, thì bây giờ bà xem. À, bộ 083 đổi cho bộ 595 màu cam size L em nhé. À, chị bù tiền xem em nhớ ok luôn. Chị Bình bù ok gửi lại luôn nhá. Đã đổi gửi lại luôn cho em để em còn lấy hàng em bán. Khúc này bao cái gì? Khúc bao ngày mới được mà kiểu này sướng quá ha chị Loan. Sướng quá à. Trời ơi, khủng bao nhiêu ngày mới được chốt đơn à. Màu vàng có đúng 2-3 bộ luôn. Đâu bộ khóa nửa đâu. À em bảo này, có cái bộ B45 ấy, B45 bộ khóa ấy. Người này hình như là ở chỗ kia nó còn một cái mã bộ 081 nữa. 081 nó đang lẫn này rồi. Cái 081 cũng bỏ đây xem nốt cái bộ 081 nhé. Hôm nay chiều đại các bác nguyên đổ bộ đẹp cho các chị luôn, được không ạ? Đấy bây giờ người ta bắt đầu nhập hàng, bây giờ em bắt đầu em sell luôn. Em bán lúc nào cũng đi trước. Em lúc nào cũng đi được, đấy chứ ạ? Em lúc nào cũng đi trước. Người ta nhập nhưng bây giờ em sell, tại vì em đã bán được quá số lượng nhiều rồi. Bây giờ là còn lẻ một ít thì em xả nốt thôi, các chị nhé.
Để em tí em lấy mã hàng ra đã. Đây bộ này đây, các chị nhìn hàng này. Đấy chị ạ, đây mã này cho em còn 3 màu rồi chị. Xanh hồng đỏ, xanh hồng vàng. Xanh hồng vàng là gì có đỏ nữa. Xanh hồng thôi, không có mà ấy đâu. Xanh hồng vàng, vàng làm gì còn hàng. Vàng có đúng 2 bộ đúng không? Đỏ còn 2, đỏ còn 1 bộ. Đỏ còn 1 bộ này, bây giờ còn màu gì nhiều? Màu hồng, màu xanh đều như nhau. Hồng xanh đúng không? Các chị lên bộ này là bộ 083 nhé. 083 kèm số điện thoại cho em ạ. Đây bộ 083 này. Ok chưa? Bộ này là bộ khóa nửa cho em. Bộ khóa nửa này các chị mặc cái thời tiết này là hợp lý nhất. Bây giờ về mua các chị mua là các chị mặc được luôn, chứ không phải đợi là bao giờ rét ý mà. Bây giờ bắt đầu xe là xe lạnh các chị mặc được cho em những cái dòng bộ này rồi. Các chị nhá, lên cho là bộ 083 kèm số điện thoại ạ. Còn 15 bộ. Còn 15 bộ cơ à? Ờ, mai thì có rất tốt rồi. Rất cùng vừa định. Còn 15 bộ nữa. Cái này tròn bộ. Được bộ một con thì không thể. Cả 2 ít rồi. Còn toàn 2 ít á? À, mấy bộ ít là mấy bộ 2 ít, 1 ít, 2 ít, ít thì. Còn 2 ít thì 2x với xx thì nó sẽ là 1 à? 1 Trời nó ngáo hết rồi không cả. Nó thật mày á. Bây giờ mày hỏi cái mã nào ở trong nhà bao tiền tao nhớ. Không biết làm sao nhìn cái chả chốt chả. Bây giờ là còn size L 1x 2x. Size L em chốt đơn các chị tập khoảng là 50 cân đổ lên nhá. 50 cân này. XL có hay không? Bộ này có cả 2x này hay đấy. L 1XL 2XL đúng không? Hết L này. Bây giờ chúng còn sai các chị trên 50 cân nhá. 50 cân đến 65 cân. Để chạy từ 50 cân đến 65 cân đổ về tặng nước các chị là 250. Để chạy 250 một bộ. Ok chưa ạ? Bộ 083. Bây giờ em đang còn màu hồng màu xanh. Màu hồng với màu xanh của bộ 083 các chị lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đâu nhà màu xanh đâu? Nếu màu xanh nhỉ? Đấy. Thế này có treo hàng không? Không. Không. Không, không, không còn size M đâu chị ơi, thì là em chỉ còn size L, 1XL, 2XL. Size L thì toàn nó còn bộ thôi ấy. Còn toàn 1X với 2XL. Các chị dưới 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Quần này là quần ống đứng chị ơi, quần ống đứng cho em. Để chạy quần ống đứng cho em đấy, không phải là quần bo gấu. Thế các chị mặc rất là dễ, chị nào mà thấp thì các chị cắt gấu cho em nó không bị mất giá. Bộ em mặc em tặng nốt các chị là 250 nhá, 250 một bộ. Bộ này 250 này các chị này, các chị lên đơn hàng cho là bộ 083 và kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ này là bộ khóa nửa. Chị ạ, bộ khóa nửa cho em ạ, 083 các chị mình lên đơn hàng cho em với ạ. À, còn chị My Trang Nguyễn ơi, bộ 012 xanh tha size to em còn nhá. Em xả lúc các chị bộ này là 250. Hình như lúc nãy em có bộ màu xanh để treo ra rồi mà. Có mà nhầm cái 011. Không, 083 này. À, không đọ này. Gì? Quang ấy là quang. Ừ, quang. 250, xả bộ này 250 luôn đi. Đúng không? 250 này. Cái ta bộ là mẫu đi hoa. Ô hay nhỉ, rõ ràng em cầm lên rồi mà nhỉ. Làm gì nó xanh mẫu kia chứ, mẫu đấy đâu không phải không? Không. Phải chị bỏ ra đấy. Em nó còn CL chị ạ. Cái ta bộ ạ. Đây nhá, các chị nhìn trên bộ màu xanh này. Bộ màu xanh này, bây giờ em chỉ còn màu hồng với màu xanh thôi. 083, các chị lên đơn hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Bộ này mặc thích thì luôn lại chất co giãn nhá. Mờ còn mấy bộ? Bộ chị thấy. Sao lại phải bộ nhỉ? Mờ còn một bộ màu xanh. Hẳn một bộ. À, chất này mỏng hơn chị ơi. Bộ này khóa nửa nó sẽ mỏng hơn bộ B46 nhá. B46 là dày hơn bộ này. Các chị lên đơn hàng cho là bộ bộ này là bộ gì đấy? B43. 083. Được chưa? Bộ 083 và kèm số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ hàng cao cấp cho các chị luôn. Đấy, bán cho các chị toàn siêu phẩm thôi. Được chưa? Toàn siêu phẩm nhưng hiện tại bây giờ em còn lẻ size. Em tặng các chị nốt là 250.000 các bác nhá. 250 ạ. Được chưa? 250. XL các chị 55 đến 60 cân này. XL các chị 55 đến 60 cân. Được chưa? 2XL các chị 60 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng. Bộ 083.
cái số điện thoại à? 083 và cái số điện thoại cho em. Ok chưa? Các chị này. 083 hồng 63 cân rồi, ok chị ạ. À, lấy cho em cái bộ ấy đi. Bộ này, bộ của tròn à? Ờ, 081 đấy. 081 đúng không? Rồi ok. Rồi chị hàng Như Nguyễn có 083 hồng 63 cân này, Đỗ Cẩm Ly rồi, ok chị gái em chốt đơn hàng ạ. Bộ 083 ok chị Mai Thị Lâm có đơn ạ. 083 lên đơn hàng và kèm theo số điện thoại cho em. Bộ này là khoán gì? Nó sai bé hả? Làm đi so tám. Mai tìm ở trên này nhá. Mai tìm ở trên này nữa này. Bộ này tức toàn bộ chất u mì hết chị ơi. Chất u mì ạ, chị Lan Hoàng rồi, ok chị em chốt đơn hàng màu hồng này. Chị gái nào chốt màu xanh các chị lên đơn hàng cho em nhé. 083 màu xanh. 083 lên đơn hàng chỉ là bộ màu xanh ạ. Chị Mai Thị Lâm có màu hồng này, B43 màu đỏ này. Đó, nó còn tầm khoảng là 15 bộ thôi các màu nhá. Màu vàng em còn 2 bộ này. Màu đỏ em còn 1 bộ thôi ạ. Đây màu xanh đây. Chị nào chốt màu xanh các chị lên đơn. Áo màu xanh thì quần màu xanh. Áo màu xanh và quần màu viền xanh cho em ạ. Chất bộ nhà chị Loan rẻ đẹp thực sự, em cảm ơn chị nhé. Đỗ Cẩm Ly ạ, Tuyết Ánh rồi, ok. Nói chung là bác nào đã mua rồi thì các bác đã tin tưởng như em rồi đấy, các chị cứ lên đơn thôi, còn chất lượng thì các chị không phải lo. Tại vì là em bao các chị chất lượng luôn ạ, nhận hàng bốc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Đấy. Các chị nhìn hàng nhé. Bộ 083, cái chạm 083 màu xanh đây. 083 của màu xanh, cách số điện thoại cho em ạ. 250. Em màu vàng thì em còn sót XL, à 2XL đấy ạ. Và em chỉ còn size 2X thôi. Tiếp nào. Rồi ạ, cái bộ 081 thì em còn size M á, size M bây giờ ít lắm chị ơi. Đa số là những cái bộ đánh từ size L đi lên ý, còn cái đánh từ size M rất là ít. Chị may đáo ok chúng tôi là size 2XL nhá. Bộ này các chị có may là bộ 081 ạ. Còn màu gì nhiều em ơi? Để còn màu gì nhiều đấy ạ. Kiểm tra chị xem còn màu gì sai số như nào với cái một đấy. Ừ. Cái một là màu màu gì nhiều? Xanh. Đỏ. Đây. Hai màu xanh đỏ nhé. Chị Đinh Nguyên có ạ, chị Hoan Trương có đơn hàng ạ. Chị Đinh Hùng Hà Nhung rồi, ok chị em chốt đơn ạ. 080 màu xanh của vịt ạ. Chắc là còn đấy chị Đinh Hùng Hà Nhung ơi. Legging thì tí chị xem lại nhé chị nhá. Em lên mấy mũ legging cho chị rồi. Đây các chị này, lên cho em bộ này là bộ 081. Bộ cổ tròn. Bộ 081 cổ tròn cho em. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em là các chị mình có đơn hàng nhá. Bây giờ em có ra các chị từ khoảng là 45 đến 65 cân màu xanh này. Từ 45 cân đến 65 cân thì em có size vừa, em xem nốt các chị là 201. Chị ạ, 201 luôn. Ok chưa ạ, 201. Lên đơn hàng cho là bộ 081 nhá. Màu xanh nhé, màu gì đây chị? Đưa luôn cái màu để em giơ khách nào. Màu xanh này, màu đỏ này. Được chị ạ, và màu than. Màu xanh, màu đỏ, màu than. Các chị nhá, em còn xanh L, 1XL, 2XL. Được chị ạ, L, 1XL, 2XL. Màu xanh em có màu xanh lá với màu xanh than. Để chạm xanh lá với xanh than này ạ. Xanh than nó sẽ pha vàng nhé. Còn xanh lá là pha đen. Xanh lá pha đen và xanh than pha vàng ạ. Các chị mẫu treo kia em lên hết mẫu rồi mà chị. Tất cả các mẫu treo là em đã lên từng mẫu một nhé. Đây màu đỏ đây. Chị Thủy Hồ rồi ok này. Chị Đinh Nghiên lên số điện thoại ý chị ơi. Đây các chị nhìn cho em bộ này. Đẹp như cái nách luôn. Cậu mua trước tay lớn thoải mái, nó co giãn mà em. Mẫu này không có vàng bò chị ạ, à. Em màu đỏ này. Màu đỏ cho em. Đấy ạ, đỏ đen. Đỏ đen, các chị lên đơn hàng cho em nhá, các chị yêu nhá. Em tặng các chị nốt là 201, bộ này là 081 ạ, 081 và kèm số điện thoại ạ. Để chặn 081 cho em màu đỏ và lên số điện thoại cho em ạ, 210.000. Ngày mai thì phải soạn ra cái bộ hàng chung chung ấy. Chung chung ra để
các chị mua có thể là tặng cho các mẹ, là tặng cho các mẹ 20 tháng 10. Đúng không ạ? Những cái hộ chung thì nó sẽ là không bo gấu. Để chạm không bo gấu và nó là dòng một màu, chứ không pha pha gì nhiều ấy. Ví dụ như cái bộ này này là em bán cho các chị trung tuổi. Để chạm là em hay bán cho các chị trung tuổi đây. Đấy, chất nó đẹp nguyên man luôn, nhưng mà em còn chưa phân màu phân size. Để ngày mai em lên sau nhá. Để chạm để ngày mai em lên cái bộ này sau. Chất nó đẹp lắm luôn ý. Ok, chạm tất cả cái là cái hình này các chị này. Chất đẹp lắm, để ngày mai em phân màu phân size cho em lên. Chị lấy cho chị dồn đơn nhé. Ok các bác, thôi hết hàng nhá. Cái bộ này còn ít lắm. Bộ này còn ít lắm. Đỏ xanh than với xanh lá, ba màu. Cho em xin mã bộ G5 G mấy đây? 080 đấy. 080 còn hàng không? Theo em 080 rồi. Cái bộ đỏ này mình này. Là bộ đỏ này. Là vi diệu. Cái gì đấy? Thấy chưa? Em sợ bác bá quá thôi, nhưng mà cũng còn size to cả. Vẫn còn màu đấy, còn size to. Diêm nè. Bộ đấy là bộ 011 ta này tát cho. Chị Hoa ơi, chị có bị làm sao không đấy? Mày điên đấy, bộ Adidas mình quan. Adidas vừa lúc anh xếp ở chỗ nào không nhỉ? Vừa đang xếp bố phòng đấy thôi. Tao đấm nhau để bảo vui tính này mắt. Cái bộ ấy có vàng áo không? Vừa đấy không biết gì còn hay tầm mà. Cái bộ này này, cái bộ BB này còn hàng không? BB còn đầy. Đấm chưa? Mẹ em tí em lên mẫu này nhá. Để xem mẫu này cũng xinh này. Đủ màu. Đấm chưa? Ôi, nhưng mà sao lại treo toàn size to lên vậy? Nó cũng còn size bé. Sao của em xem là những cái màu kia còn size bé không? À còn một bộ size này size bé nè. À em đang hỏi cái bộ mà có chữ B này này. Đúng không? Gần là B á, chữ XL hay X? Chữ XL cho em đây, em thấy vào treo toàn size 2XL ở đây thôi. À đây này, L đây này. Màu xanh nhá, chuyên đưa màu xanh như này. Cái này đứa nào lấy rồi, quần để đó rồi. Xanh thì có rồi, lấy màu quần khác gì rồi. Đây? Này. Sao mà mang hai cái vứt ở trong đấy vậy? Sao cái gì? Hai quần này thì bộ. Này là cái nào này này. Lên nốt một mẫu bộ này xong em lên áo len nhá. Được không ạ? Các bác cho em xin một lượt chia sẻ với nào. Thả tim cho em cái để em phấn khởi tí các bác. Cho em xin một quả tim nào. Bộ B45 đi lên không? Đi chào đi đây nhá. Bây giờ là còn size 1X với 2X đúng không? Bây giờ em trao của em còn size 1X với 2X. Còn một bộ này size đúng một hai bộ này size L, một size lá thôi. Ok, cho các chị lên cho là bộ bắn tiêu ở mầm lên cho em nào các bác ơi. Thế chắc, tại vì là nói mấy tiếng đồng hồ rất là mệt, nhưng mà có cái quần coi là động viên động lực các bác là em lại phấn khởi lên tiếp mẫu đẹp các bác nhé. Lên bộ cho em là bộ này là bộ gì? G5 phải không? Phải không? Bộ này có phải bộ G5 không? Lên cho bộ G5 đi, bắn cho các bác nốt một mã này cho em lên áo len nhá. Rồi, chiến đấu luôn ạ. Bộ này bây giờ em chỉ còn cho các chị từ 55 đến 65 cân. Từ 55 cân đến 65 cân thì em có size vừa. Còn đúng một bộ size L, một xanh lá này. Còn đâu là còn tất cả các màu khác em còn size 1X với 2XL thôi ạ. Em yếu nốt các chị là 199.000 đồng. Ok, chị ạ, 199.000 đồng. Các chị chọn màu, chọn size vừa cho em. Em có là tông màu hồng các bác này. Màu hồng này, màu xanh cổ vịt này. Để chị ạ, màu vàng cho em ạ. Màu đỏ này và màu xanh lá. B45 thì em vẫn có những cái mẫu như thế chị Hồng Định ơi. Thì chị cứ comment mã hàng thôi. Đấy, bộ này em comment là bộ G5 ạ. G5 em tặng các chị nốt là 199.000 đồng. Ok chưa ạ? Còn nguyên size to nhá. Còn nguyên size to không là không xanh tay em hết hàng rồi chị ạ. 199 bộ này cho em. Riêng một em biếu các chị nốt là 199. Tại vì nó chỉ còn nguyên size các chị 55-65 cân thôi. Số lượng nói chung là còn ít ít thôi ạ. Được chưa ạ? Ít ít thôi ạ. Bộ này chắc có treo mẫu ở bên ngoài không ạ? Bộ G5 này ạ. Huyền ơi, chắc bộ chị xem cái bộ chữ B này còn treo hàng không?
ở chỗ nào ấy. Rồi cho các chị xem được thay bé bọn nó nhặt hết rồi. Sai bé nhặt hết, bây giờ còn sai to đúng không? Chị treo ở chỗ kia, nó nhặt hết rồi. Sai bé nhặt hết, bây giờ chỉ còn sai to thôi. Thế chị nhá. Lên đơn hàng trên là bộ G5 chọn màu chọn size vừa giúp em với 99.000 đồng. Em bảo rồi, bây giờ người ta mới đi nhập bộ về người ta bán lẻ. Bây giờ em xin phép em tặng các chị nốt, tại vì là bây giờ em đang còn lẻ mẫu lẻ size. Để cho em đang còn lẻ mẫu lẻ size, em dở luôn nhá, em thử các chị xem cái màu. Tất cả quần đều là quần đen. Được chưa? Tất cả đều là quần đen hết. 216 áo khoác em còn, chị Thủy Chi Minh Tú ơi, chị cứ lên số điện thoại cho em ạ. Lên mã hàng cho em với. Lên mã hàng mà kèm số điện thoại cho em. Đây màu đỏ đây. G5 các chị chọn màu giúp em với. Bây giờ còn size các chị 55 đến 65 cân nhá. 55 cân ạ, 53, 54 cân đổ lên mặc được. Được chưa? Tại vì là bộ này thì em đánh, nhưng em sẽ đánh từ size L đi lên. Size L các chị từ 45 cân đổ lên đến 45 46 cân. Đây màu đỏ đây. Đỏ nhà em sẽ là đỏ đậm nhá các chị nhá, đỏ đậm đậm ấy. 63 cân 1m45 không vừa đâu chị ơi. 63 cân 1m45 chắc chắn chị không vừa được bộ này. Và nó sẽ bị kích. 63 cân ít nhất là chị phải cầm cao cầm khoảng là 1m58, 57, 58 đổ lên mặc được size 2XL. Đây chị này màu đỏ cho em ạ, màu đỏ này. Các chị cứ chọn màu chọn size vừa cho em. B45. Đấy chạm B45 màu đỏ. À quên, G5 ạ. Bộ này là bộ G5 em nhầm nhá, bộ G5 cho em đấy. G5 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Em tặng các chị 199.000 đồng ngày hôm nay. Cuối live mới lên cho các bác dồn đơn nhá. Để chạy cho các bác mình dồn đơn hàng ạ. Ôi đẹp như nách luôn ạ, mê hồn. Để chạy đẹp mê hồn luôn. B45 kèm theo số điện thoại cho em ạ. Đây màu hồng các bác này. Màu hồng đi cho em ạ. À bộ G5 cái bộ B45 nó ám đấy nhỉ. Cứ mồm cứ nghĩ là bộ G5 nhưng mồm lại cứ đọc là B45 như vậy. Bộ G5 cho em với ạ. Lại nói nhiều mồm nhịu hết rồi. Đây là bộ G5 ạ, màu hồng. Để chạm G5 màu hồng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Để chạm 199. Ok chưa ạ, 199.000 đồng. Các chị lên đúng mã hàng mà kèm số điện thoại cho em ạ. Đây màu hồng này. G5 màu hồng ạ, và kèm số điện thoại này. Chạm G5 màu hồng và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu vàng, màu xanh cổ vịt đấy nhá các bác nhá. Màu vàng đây, màu xanh cổ vịt đây ạ. Đây màu vàng này, tất cả là quần đen. Đấy, màu vàng đây ạ, màu xanh cổ vịt. Các chị chọn màu chọn size vừa cho em với ạ. Chọn màu chọn size vừa. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em là bộ G5 nhá các tình yêu ơi. Bộ G5 cho em. Chị Hằng Trần có, chị Hằng Nguyễn rồi ok ạ. 60 cân ạ, 1m63 có vừa chứ chị Oanh Trương ơi. Có vừa chị ơi, ngày mai nhân viên em sẽ chọn size ạ. Còn chị có len dài không chị? Không không em ơi, không có len dài nhá. Không có len dài. Như con này như mới rất hay nhá, mới đầu chứ phải con này mới gọn. Con đẹp này này. Đấy. Lên nhá. Ơi. Lên mã lên gì? Lên người mà sử dụng này. Má nào về mà mình về bù ấy. Em tặng anh chị lại đây nhá. Đây em có cổ này đẹp. Màu hồng này là size 1X 2XL chị ơi. Các chị phải tầm khoảng 54 cân đổ lên đấy, 54 cân đến tầm 65 cân đổ về. Chị Hoàng Hải có, chị Hoàng Cảnh cũng ok, chị Hà Huế có đơn hàng ạ. G5 199 chị ơi, 199.000. Toàn bộ hàng của hãng Asana. Để chặn toàn bộ hàng của hãng Asana luôn. Bây giờ em tặng các chị rẻ hơn giá xỉ em nhập vào. Để chặn rẻ hơn giá xỉ em nhập vào luôn ạ. Các chị chọn màu chọn size vừa cho em nhé. Chọn màu chọn size vừa cho là bộ G5 ạ. G5. Bây giờ các chị thích em lên áo len hay áo gió tiếp nào. Các bác thích em lên áo len hay áo gió là cái gì? Các bác cho em xin là cái bức quần Q1 rồi. Em lên quần Q1 luôn ạ. Rất là nhiều hỏi chị hỏi từ lúc đầu live giờ mà em quên chưa lên đấy. Em lên quần Q1 luôn đấy chị yêu nhá. Áo len len mông không em có chưa? Cái gì cũng có. Đầu tóc tê tua quá. Đâu? Các chị
comment cho là quần Q1 này kèm số điện thoại cho em với ạ. Q1 em có đủ size từ S đến XL nhé bác nhé. S đến XL các chị 45 đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân đổ về nhé, em có size vừa ạ. Gì đấy? Đây, quần này nhé là quần Q1, quần Phúc Dân ạ. Lên khoác len đi rồi đấy em tí nhá. Giờ em tí này khoác len. Khoác len rồi áo len luôn được không ạ? Len đây đủ. Đây ạ, quần này các chị coi là quần Q1, kèm số điện thoại cho em biếu các chị 100.000 một quần. 100.000 đồng một quần ạ. Các chị nào cứ lấy 2 quần, 2 hình, 3 quần, 3 hình, 4 quần, 4 hình khác nhau. Nha các chị này, em có size các chị từ khoảng là 45 đến 65 cân. 45 cân đến 65 cân nhé, em có size vừa. Để chặn các hình khác nhau luôn ạ, cạp to. Các chị ơi, bụng chị nào to ấy thì các chị ơi nó không bị lộ nhá, nó không bị lộ. Để chặn cạp 5 phân cho em. Cái dáng là dáng baggy, để chặn dáng dáng baggy các chị đi đi làm đi chơi mặc được hết cho em cái dáng này. Để chặn Q1 kèm theo số điện thoại cho em ạ, toàn bộ chất liệu u mì. Toàn bộ là chất liệu u mì. Lên đơn hàng mà kèm số điện thoại ạ. Sơ mi phối bây giờ nhỉ em. Lộn xộn quá rồi. Để ngày mai em mới phân mẫu lên sau chị ạ. À, chị quyết chiến lê. Quyết chiến lê rồi ạ. Chị vẫn mùi rồi. Ok chị giúp đơn hàng ạ. Quần Q1 cho em nhá. Quần Phúc Dân rồi. Các chị yêu ơi. Quần này em bán số lượng quá nhiều rồi. Để chặn số lượng quá nhiều. Để quần này nó co dạng 4 chiều không gắn chỉ và dáng. Còn nó chất kiểu dáng bom ấy. Tụ tụ cho em, không phải là dáng ôm sát đấy chị yêu nhá, không phải dáng ôm sát đâu. Các chị mặc đi làm đi chơi đều được hết cho em ạ. Quần này thì các chị mặc không bị cắn chảy. Có chị đã mua mấy chục quần này như em dùng một khách hàng ấy. Tại vì là các chị cùng công ty cứ tôi lấy chung nhau ấy, đúng không ạ? Cứ một chị hai quần, cứ mỗi chị hai quần 10 chị là 20 quần rồi. Đấy là em nói nhẹ nhàng rất là một khách hàng chốt hai cái, không có chị nào cũng mua một cái cả. Mấy mua một cái xong các chị nhận hàng các chị bảo biết thế. Biết thế chị mua thêm. Để chẳng biết thế chị mua thêm. Vì một này rất đẹp. Mặc thích lắm, mình nhận được hàng rồi, em cảm ơn chị Anh Nguyễn nhé. Đây chị này. Khác có điều là mỗi lần nhà em về thì nó sẽ có các hình khác nhau. Để chạm nó sẽ có các hình khác nhau luôn ạ. Các chị lên đơn hàng cho là Q1 kèm theo số điện thoại nhé. Ngày mai thì nhân viên em sẽ tư vấn các chị chọn size vừa. Nói chung là hình thì các chị cứ chọn trên cái hình ngẫu nhiên ý. Để chọn hình nào cũng để cái quần nhà em toàn bộ là quần chọn hình hết rồi. Toàn bộ những cái mã hình quần mới nhất luôn để em làm cho khách hàng. Để chạm làm cho khách hàng luôn. Nếu mà cái quần này ngoại trường thì tặng bằng các chị tầm 160-170 nghìn. Để chạy 160-170. Em biếu các chị 100 nghìn một quần. Bán lấy tương tác. Để chạy. Bán lấy tương tác thôi. 100 nghìn. Để chạy Q1 lên đơn hàng cho em này. Bộ thể thao có khóa em lên rất là nhiều mã rồi chị ạ. Chị quyết chiến lê nhá. Ok chạy Q1 lên số điện thoại cho em. 100 nghìn một quần. 100 nghìn một quần. Ok chạy dưới 65. Dưới 65 cân em chốt đơn. Dưới 65 cân em chốt đơn nào. Em lấy các chị một cái mẫu áo len nữa nhá. Áo len với khoác len luôn đấy ạ. Sơ mi phối 60 cân, nói chung là cái sơ mi phối này em có nhiều mẫu lắm. Có nhiều mẫu lắm chứ không phải có một mẫu đâu chị gái ơi. Thế nào, cho em khoác len nhá. Em lên các chị một ít khoác len một nữa tại vì em chỉ còn sót khoác len một thôi. Khoác len 2 thì em không còn hàng nữa, hết sạch thành xanh. Chị ạ, khoác len 1 thì em còn có vài chiếc thôi. Quy 100 nghìn rồi, ok chị gái ạ. Đâu đi chị ơi. Màu gì có nhiều. Các chị nhìn này, khoác len nhà em đây. Đấy chứ ạ, đợt trước của nó là 480. Đợt trước là 480 đúng không? Một con khoác len xịn sò này. Các chị lên mã này cho em là khoác len 1 nhá, chiều nhá. Khoác len 1 và kèm theo số điện thoại em chui cho nó nhanh. Hiểu không? Đây là màu nâu tây ạ. Màu nâu tây, màu be này, màu đen với màu vàng. Em có 4 màu. Nâu tây, be, đen, vàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Để chạm hàng gọi là đẹp nước nách luôn. Khoác len nhé các chị yêu nhé.
khoác lên một ngày hôm nay tặng các chị là đợt trước là hàng của là bốn mấy 480 đúng không, 470 480, em tặng các chị ngày hôm nay là 285.000 để chạm 285.000 đồng. Các chị comment là khoác len 1, em mặc là màu nâu tây các chị yêu nhá, toàn bộ là dòng khoác len ép. Ok chưa ạ? Toàn bộ dòng khoác len ép, tông màu thứ hai nữa là tông màu vàng. Chị ơi tìm em cái móc quá. Tông màu thứ hai nữa sẽ tông màu vàng các chị này. Để chạm màu vàng. Nâu tây này, màu đen, màu be, em có 4 màu các chị nhá. Thiếu màu be chị ơi, thiếu màu be. Đấy chị không nhìn đủ màu thôi nhỉ. Đây chị yêu. Mã này hôm trước em đăng lên là không có hàng nữa. Thì chạm đăng lên là khách hàng người ta lấy rất là nhiều. Đó, màu be cho em này. Lên mã hàng cho em là khoác lên 1 các chị yêu nhá. Khoác lên 1 các chị chọn màu. Tại vì mỗi, nói chung là cái này em còn chưa đến 10 cái đâu. Mà đơn của hôm qua em còn chưa chốt xong ấy. Tập qua hôm nay cứ lên liều thôi. Để chạm bác nào gọi là nhanh thì được nha. Bác nào nhanh thì được thôi cho em nhá. 285.000 em bao giá thị trường luôn, khoác lên ép các chị này. Nhìn chất nó rất là đanh dày luôn ạ. Ok chị ạ, chất nó rất là đanh dày dặn luôn nhé. 285.000 màu be này, màu nâu, màu đen, màu vàng, be nâu đen vàng mà kèm theo số điện thoại cho em ạ. Còn các chị tầm khoảng 62 cân đổ về. Ok chị Hà Huế chốt màu nâu tây này, 285 em bao giá các bác luôn, chẳng ai bán giá này luôn ý. Nó còn sót một ít thôi. Màu vàng cái này còn 2-3 chiếc ạ. Không bỏ, không nhỏ không bỏ. Chạm màu vàng em nó còn 2-3 chiếc thôi ạ. Em ở Tuyên Quang. Đây màu vàng này các bác này. Bác lên một cho em màu vàng ạ. Cái này cũng chẳng còn bao nhiêu đúng không? Còn có vài cái. Khoác lên một màu vàng ạ. Cái sạc này như vào chậm đúng không Huyền? Hả? Cái sạc này vào chậm phải không? Đi lên ạ. Thấy nó vào chậm lắm. Rồi chị May Hoa có ạ, à, chị Tâm Nguyễn rồi ok chị luôn nhá. Màu be chị xem một em xem còn mấy cái màu be vừa. 3 cái màu be. Để lắm này các chị này, tống cổ vest cho em. Để chắc các chị mặc đi làm đi chơi đều được hết nhá. Chị khoác len nó dày lắm, nó không phải là khoác len mà dão dão, chắc nó dão đâu ạ. Chị yên lâm có khoác len một màu nâu tây này. Nâu tây, đây màu be cho em. Đây là màu be cho em các bác nhá. Khoác lên một màu be ạ. Khoác lên một màu be kèm số điện thoại này. Sao còn con Đức Cam ở kia? Má hổ luôn. Xong nhá. Xe nước Cam đi. Cái gì ở kia vậy? Xe nước đá. Nước Cam rồi. Xe nước đá. Khoác lên một của màu be kèm số điện thoại đấy các chị yêu. Màu vàng có mũ nào? Đây á, đây là áo gió chị ơi, chị là áo gió. Chị ơi, chị cho em y sĩ gió xịn với, gió xịn với gió 48 nhá. Em lên áo gió xịn với lại gió 48 đâu ạ? Hay là lên áo len các chị cho em xin một ý kiến nào, lên các chị một thêm một mã nữa nhá. Anh chị lên thêm một mã nữa nhá. Bây giờ cũng khá muộn rồi. Khoác len vàng 65 cân phải tùy chiều cao của chị nhá. Đây có cả đen này. Để chạm màu đen cho em. Các bác nào chốt màu đen các bác lên đơn à. Gió xịn, à quên. Khoác len một màu đen ạ. Khoác len một màu đen này, màu vàng, màu nâu tây, màu be, 4 màu cho em ạ. 285.000 một áo. Hàng 285. Đây, một cái mã áo len này. Len này còn hàng không nhỉ? Đúng không? Đây còn hàng đúng không? Đây là cái này. Áo len đây ạ, len thần thánh. Len thần thánh luôn là em tí này áo gió nhá. Em lên các chị một mã áo len xịn sò nhá. Còn quá lưng cao mới hết hàng chị ạ. Chưa có về hàng được. Các chị nhìn chất len đã đời không? Được chưa ạ? Màu cũng xinh nhá. Chị thích luôn luôn rồi, ok chị này. Mã này các chị comment cho là mã E bao nhiêu chị nhỉ? Thế nó là mã gì? Hôm nay nó lên là mã E mấy rồi nhỉ? Từ nhà đến E7 rồi. E8 à? E8 đi. Phải E8 không?
26, 27, 28. Bây giờ em 7 mới sẽ đến cái này là em 7 ở đâu lên bộ như nào đó. Con này mẹ em càng áo len này còn vài cái đúng không? Còn vài cái. Màu này hồng tím, các chị nhìn cho em cái màu này. Form em thoải mái chốt các chị dưới 65 cân nhé. Thoải mái chốt các chị mình dưới 65 cân cho em áo len lông. Áo len lông các bác phân cho em cái áo này này. Trong vụ các chị toàn mua mức giá là ba mấy, được chưa ạ? Xỉ đã 280-290 rồi. Các chị yêu ơi, em khẳng định luôn nhá, 280-290. Các chị nhìn hàng cho em này, mã này các chị có mày là E8. E8 màu hồng nhạt này, em mặc là hồng đậm nhé các chị nhá. Màu vàng với màu xanh, bốn màu cho em ạ. Len lông ạ, dòng cao cấp cho em ạ. Len nó rất là mềm, không bị nhặt, không ngứa nhá. Khoác len dài hơn cho em không có chị ơi. Không còn. Em tặng các chị giá ngày hôm nay đó anh Tiền. 239.000. Được chưa? 239.000 đồng một áo. Các chị nhìn cho em cái màu sắc của nó nhé. Form chốt đơn các chị tầm khoảng là 45-46 cân ạ. Đến tầm khoảng 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. E8. Các chị chọn màu cho em này. Len lông của nó rất là mềm. Để chạm len lông của nó cực kỳ là mềm luôn. Nó không bị là bị nhặn, bị ngứa một tí nào luôn. Nếu mà mặc bị nhặn, bị ngứa các chị trả lại em nhé. Đấy chạm mặc mà bị nhặn, bị ngứa các chị mình trả lại em luôn. Hàng này như em là hàng đặt. Đấy chạm hàng đặt. Chứ còn bình thường mà các chị đi nhập lẻ đấy, giá cũng rơi khoảng tầm là 2.280-290.000. Đấy chạm xỉ 280-290.000. Em tặng các chị mức giá là 239.000 đồng một áo. Đấy chạm dưới 6 cân đổ với em chốt đơn. Chị nào nhanh tay được cái mẫu này em còn ít nhá. Cái chặn mã này em nó là còn rất là ít thôi. Xịt sò con bò. Quay. Màu vàng này, màu vàng bên ngoài nó sẽ là vàng đậm nhá, vàng đậm tôn da nhá. Hồng đậm E8 ok chị Phúc Đức ạ, chị Giang Nguyễn này, chị Mây Hoa này. Các chị nhìn cái màu vàng này, vàng em là vàng đậm nhưng không phải vàng chanh đâu. Các chị mặc có rất là tôn da luôn. Đấy, mẫu này các chị mặc đi làm đều được nhá, mặc đi làm đi chơi được thì nó có cổ này. Cái chạm cổ đó dòng kiểu là cổ Đức cho em rồi ạ. Cái chạm dòng kiểu cổ Đức cho em, các chị mặc với lại quần cung sở, chân váy đều đẹp. Quần cung sở hay chân váy đều đẹp, màu trắng kem, còn thoát vài chiếc nha. Trắng kem. Comment của em là mã E8 chị nhá. Tại vì nhân viên thì em chỉ biết chốt đơn theo mã hàng thôi, chứ không biết là len lông màu xanh nó là cái nào đâu. Đấy, thì em phải đặt hàng theo mã hàng hết ạ. E8 màu xanh ok chị Thoan Nguyễn Thoan ạ. Đây màu trắng kem này. Đấy chạm màu trắng kem cho các chị nhìn len lông này. Đã đời luôn ạ. Đấy chạm đúng là tiền nào của đấy các chị ạ. Dòng này là em đặt hàng từ lúc mà thời tiết nó còn đang nóng ấy. Bây giờ mà có giá này em bán cho các chị, chứ bây giờ các chị đi. Bây giờ kể là bây giờ em nhập vào bây giờ cũng không có giá này nữa các chị ạ. Bây giờ nhập vào không có cái giá mà bán cho các chị giá 239.000 đồng ở đâu. Đây trắng kem đây. Tông màu xanh cũng đẹp nhá. Màu xanh chị xem của em xem còn bao nhiêu cái. Trắng kem đây. Chị Tạm Ngà có E8 màu vàng này. Màu như này này. Hả? Cái màu xanh này, xanh xinh này. Màu xanh này xanh lạ lạ đẹp này. Cái trạng xanh này xanh lạ lạ rất là đẹp luôn ạ. 239.000. Cái trạng 239.000 đồng một áo. Các chị mình lên đơn hàng cho em. Trắng kem xanh đậm này các chị yêu. Cái trạng màu xanh cho em. Các chị cứ lên cho em là màu xanh và kèm số điện thoại ạ. Chị Bùi Quế với chị Phạm Nga cho em số điện thoại chị ơi. Chị nào thích mặc mua bình thường như này nhá. Còn chị nào thích mặc bo gấu cho em thì mặc như này. Ok chưa ạ? Chị nào thích mặc bo gấu cho em thì mặc như này cho em ạ. Lên đơn hàng chuyên là E8 ạ. Kèm theo màu số điện thoại cho em nhé. Các chị yêu hàng nguyên tệp luôn. Để chợ hàng em là còn nguyên tệp chứ không phải là hàng em sell được hàng lẻ mẫu. Vậy vì hàng này là hàng em đặt. Để chợ hàng em đặt trực tiếp luôn, không qua trung gian. Đấy các chị về các chị cứ xem cái chất len cho em nhé. Nó mềm nhũn luôn ạ. Nó không bị là khô len ạ, cứng len. Chị chạm không bị khô len, cứng len luôn ạ. Chị Hà Huế, chị Vân Mai, chị Nguyễn Thị Hồng rồi ok chị luôn. Đưa cho chị nguyên tệp đen em ơi. Cho các bác xem luôn ạ. Hàng này em đặt số lượng. Đưa chạm hàng đặt số lượng. Nhưng mà khách chỉ đóng gần hết rồi. Khách chỉ người ta cũng đóng gần hết rồi. Đây là còn lẻ một ít thôi. Các ca em lên rồi. Đây các chị này. Hàng em nguyên tệp như này. Đưa chạm hàng nguyên tệp như này luôn ạ. Đóng trực tiếp luôn nhá bác nhá. Như đinh rồi ok chị chút đô nàng ạ. Có màu hồng nhạt, nhưng hồng nhạt em còn ít quá. Em chỉ dơ mẫu thôi nhá. Thế như hồng nhạt còn
xem hộ chị xem màu hồng nhạt còn hàng không? Còn hàng thôi. Hồng nhạt còn mấy cái? Còn 4 cọc. Đây cơ mà, cái hồng này cơ mà. Hồng ấy còn có 1 cọc thôi. Đấy, làm gì còn hàng đâu. Kiểu hồng đậm. Hồng nhạt cơ, chị đang hỏi cái màu hồng nhạt này. Còn 1 cọc hồng đậm còn đẹp. Cái này hồng nhạt em còn đúng 4-5 chiếc. Cái chợ hồng nhạt còn 4-5 cái, chị nào chốt màu hồng nhạt các chị lên đơn hàng nhá. Hồng như kiểu gần như kiểu hồng vỏ đỗ ấy. Đó, nó gần gần như hồng vỏ đỗ cho em. Để nó ơi. Chị ơi, chị cho em xin giờ gió xịn đi. Các chị hỏi từ lúc nãy giờ gió xịn rồi. Này, làm sao mà mang đấy mà khách hàng vẫn thích nhở? Bán nhiều lắm rồi ấy. Đấy em tí nhá, qua mẫu này em đi gió xịn đây. Chị Thủy Đỗ ơi, đợi em một tí. Đấy, bảo nghỉ nữa các bác cứ. Lên thổ có, nhưng mà hôm nay thì em chưa lên lên thổ nhá. Tại vì là nên nhiều mã quá rồi. Với lại like mấy tiếng đồng hồ nói nhiều đau hết cổ chị ạ. Đau hết cổ họng rồi. Rồi, các chị nào chốt màu hồng nhạt các chị lên đơn hàng. Chú gọi người ta cho bay 4-5 con áo chị nhỉ. Áo vào à? 1,5 triệu á. Cho bay 4-5 con. À ừ. Đây là con thứ 5 rồi. Rẻ quá mà, các chị đã mua 2 triệu mấy. Đây đây, chị bốc ve xuống cho em với. Mã này là mã gì? E8 đúng không? E8 và kèm số điện thoại ạ. E8 và kèm số điện thoại cho em đây, hồng nhạt các bác này. Hồng nhạt, cho em xin một nút thả tim với các tình yêu. Chia sẻ ra cho em một cái nào. Gió xịn thần thánh của nhà em. Cái trạng gió xịn thần thánh của nhà em đây. Các chị comment cho là gió xịn và kèm số điện thoại nhé. Này chị ơi, gió xịn cho em màu be. Màu be màu kem nhé. Đây nè các chị ơi ạ, màu đẹp lắm nha các chị ơi ạ. Con các chị em có size là MLXL các chị yêu nhá. Con các chị chọn về 62 cân đổ về ạ, 40 cân đến 62 cân đổ về em chốt đơn hàng. Cái trạng màu của nó là màu kem này. Cái trạng màu thứ hai nó sẽ là tông màu đỏ cam. Mã này các chị comment là gió xịn cho em với ạ. Mũ tháo rời được ra cho em nhá. Mũ tháo rời được. Lên đúng mã hàng và kèm số điện thoại cho là gió xịn. Các chị nhìn cho em này. Đẹp gọi là nhức nách luôn. Chạm đẹp nhất đấy, các chị nhìn cái lớp lót bên trong của nó này, xịn sò. Mà em bán phải số lượng có đồng nghìn rồi, thực sự các bác thấy. Về không biết bao nhiêu chuyến rồi mà các chị vẫn hỏi em ơi còn gió xịn không. Tại vì là các chị đã mua một lần rồi, các chị thích thì các chị sẽ mua tiếp 2-3 chiếc nữa cơ. Có phải mua một cái. Các chị ạ, hiện tại bây giờ em đang còn sẵn là màu gì ạ? Màu trắng này, trắng của là em là trắng kem nhá các chị nhá. Màu thứ hai sẽ là tông màu vàng này. Màu thứ ba là tông màu hồng này các chị này. Màu thứ tư, nếu màu xanh ấy, xanh dương nữa. Màu thứ tư là tông màu đen. Đó, xanh dương đâu. 201 một áo các chị nhá, 210.000. MLXL em có 3 size. Để cho các chị chọn màu chọn size vừa. Đây là màu xanh dương ạ. Để cho chọn màu chọn size vừa cho em. Ok chưa? Chất nó đẹp biên man, nó các chị không thích mũ các chị tháo mũ được ra cho em ạ. Không thích mũ tháo rời được mũ nhá. Lên đơn hàng trên là gió xịn và kèm số điện thoại ạ. Túi này là túi hộp em rất là trẻ trung luôn. Thế chứ ạ, dòng túi hộp trẻ trung luôn ạ, gió xịn này à. Chị Nông Đầm rồi, chị Nguyễn Linh rồi ạ. Nguyễn Ngảnh rồi, ok chị em chốt đơn ạ. Một... giờ này vẫn còn... giờ này vẫn chưa ngủ, vẫn hoạt hàng này. Đây màu xanh dương đây. Các bác ơi, em lên đúng mã hàng cho em rồi ạ. Chị Nguyễn Lan tí xem lại live stream nhá. Bây giờ em không lên lại mẫu được nữa. Tao về, tao là muộn rồi. Chị Đinh Tuyết Mai ạ, chị Thùy Đỗ có đơn hàng ạ, chị Oanh Lê có màu be màu xanh dương size L. Ok chị luôn ạ, lên số điện thoại ạ. Đây chị yêu nhá, đây màu xanh dương, màu bên ngoài nó đẹp hơn trên live các chị ạ. Màu bên ngoài đẹp hơn trên live stream. Màu đen đây ạ, màu hồng này, đỏ cam có, cái chạm đỏ cam có luôn này, đủ size đủ số nhá. Cái chạm đủ size đủ số, các chị mình đúng mã hàng mà kèm số điện thoại trên và các chị mình chốt đơn hàng ạ, gió xịn đây ạ. Không các chị tầm khoảng là 62 63 cân ạ, tùy chiều cao cân nặng nhá. Em có là MLXL, nếu mà người chị cao cao các chị bằng XL, chị Oanh Đạo Oanh Lê nhá. Chị Ái Nguyễn này, Thành Nguyễn có ạ. Thích tìm nick rồi ok. Em chọn đơn hàng ạ, chị đặt cái tên Facebook bá đạo quá. Đấy. Tên Facebook là thích tìm nick em. Các chị em đọc tên Facebook của chị là các chị lại cứ tưởng là
là em mà là các chị thích nick luôn. Chị ơi, chị có phải là Facebook này thích nick không? À, chị ơi, chị có phải là chị thích nick không ấy? Anh nhớ sao Hoàng Loan mà nhìn điện thoại. Đúng rồi, cái gì bây giờ cũng phải thích là nick luôn. Đấy, bây giờ thích áo này là phải nhích luôn ạ. Chị Dương Quyến ạ, chị Nguyễn Nga, chị Sầm Đỗ, chị Trần Thị Lâm rồi, ok, chúc tôi nào. Ê, em mặc là đỏ cam nhá. Để chạm màu đỏ cam trên gió xịn này. Gió xịn đỏ cam lên đơn và kèm số điện thoại ạ. Để chạm gió xịn đỏ cam. Màu vàng đây. Để chạm tông màu vàng. Hôm nay chị mới biết à. Màu vàng này chất sò nó xuống chị ạ. Chị Toan, Nguyễn Toan ạ, ngày mai thì các bạn nhân viên thì em sẽ tư vấn các chị sau nhá. Chị Phúc Đức lên số điện thoại chị ơi, comment mã hàng kể số điện thoại. Đây là màu đỏ cam này, nó không phải là đỏ tươi và không phải đỏ đô đâu các chị nhá. Cái màu rất là đẹp này, cái màu này khách hàng chốt nhiều này. Nói chung là cái bảng màu của gió xịn nó đẹp lắm, dòng một màu thôi nhưng mà cái họa tiết của nó rất là đẹp, đỉnh cao. Chị Oanh Lê ạ, chị Đào Lệ có đơn hàng. Ê, tông màu vàng các bác này, tông màu vàng này cho em, gió xịn màu vàng ạ. Đó, và bên ngoài là vàng đậm nhé các chị nhá. Vàng đậm. Ok chưa? Rồi chị nha, chị nhận được áo gió xịn rất đẹp em à. Em cảm ơn chị Phạm Thị Trà nhá. Gió xịn là 201 đấy các chị ơi, 201. Đó. Chị Hồng Định có ạ, chị Hoàng Sau Huân có đơn ạ. 63 cân mà XL chị Oanh Lê, 63 cân mà XL, nhưng ngày mai em xem cái cân nặng với lại chiều cao của chị xem đã. Nhưng mà 63 cân mà chị cao 1m50 thì em không chốt vừa đâu ạ. Chị Đức, chị gì ạ? Du Phạm à? Rồi ok, chốt màu be 59 cân. Đó, thiếu màu hồng đúng không? Hồng với đen chưa lên này. Thiếu hồng, thiếu đen. Chị ơi, em mặc màu nào xong rồi chị treo của em cái. Rơi cái điện thoại của em. Em ở Tuyên Quang chị ơi. Chị Mai Anh rồi ok, chị Phương Cao này, chị Anh Chu rồi ok, chốt đơn hàng ạ. Đây là tông màu hồng nhá các chị nhá, màu hồng. Hồng em nó sẽ là hồng đậm chứ không phải hồng phấn đâu ạ. Màu trông nó rất là trẻ trung. Được chưa? Toàn bộ hàng của thời trang Việt. Toàn bộ hàng của thời trang Việt cho em ạ. Các chị nhìn cho em này, không một đường may lỗi nó luôn, không một vết chỉ thừa. Hàng công ty này làm rất là sắc nét chứ không phải là hàng gia công đâu các chị yêu nhé. Các chị ngắm kỹ cho em cái bảng màu một lần nữa nhé. Nhìn form dáng cho em này. Thì chạm nhìn form dáng cho em. Lên mã này trên là gió xịn cho màu hồng và gió xịn cho em tông màu đen. Thì chạm gió xịn cho em tông màu đen. Chị Phúc Đức rồi ok chị. Các chị để comment cả số điện thoại nữa. À, hôm qua gọi điện chốt đơn thì em gửi rồi. Chị Lê Ngoan Lê nhá. Cứ gọi điện chốt đơn mà xin địa chỉ khách hàng ấy em gửi đơn hàng luôn. Chị em không giữ đơn đâu ạ. Rồi chị Đinh Nga. Ok, chị nào cảm thấy không thích thì hủy luôn. Chị Tình có đang trên đường đi mà các chị gọi điện bảo em ơi cho chị hủy đơn là em không hủy được. Mà chốt đơn từ buổi sáng rồi, đi đơn rồi, xong là chiều tối mới gọi điện đến mà em ơi cho chị không lấy nữa. Là cho chị hoặc là cho chị đổi sang cái sản phẩm khác thì em không đổi được như thế. Chị nào cảm thấy không ưng ấy, hủy luôn lúc chốt đơn. Thế chị hoặc là hủy luôn trên livestream đi. Cho nó dễ ạ. Chứ còn đơn hàng mà đang trên đường đi rồi chị, em ơi cho chị hủy đơn, em ơi cho chị đổi hàng thì em không đổi được, không hủy được. Đấy, chị công thân rồi, ok chị luôn ạ. Bác ca lên rồi, chị Dương Quyến ơi. Bác ca em lên rồi. Đó chị kem ok chị Anh Trương Minh, lâu lắm mới thấy chị luôn ấy. Dạo này mất tích ở đâu thế? Chị Anh Vũ, Anh Vũ rồi ok chị này. Nhìn kỹ trên bảng màu của giáo sĩ một lần nữa em qua mẫu nhá. Đó chị cho em màu đỏ cam nữa chị này. Đây là màu đỏ cam. Để chặn lên đơn hàng kẻ số điện thoại cho em ạ. Gió xịn cho em ạ, tông màu vàng. Để chặn gió xịn màu vàng này. Gió xịn cho em ạ, tông màu gì ạ? Tông màu gì nhỉ? Màu kem. Để chặn màu kem này. Gió xịn cho em ạ, tông màu xanh dương. Gió xịn màu xanh dương này, gió xịn màu đen và gió xịn cho em màu hồng. Để chặn 210.000 đồng. 210.000, các chị lên đơn hàng kẻ số điện thoại nhá. Ô, bây giờ em xin phép để em dùng like nhá. Em dùng like. À, mua nhiều rồi nhưng ngày nào like cũng muốn chốt nhưng hết tiền rồi. Chị heo heo rồi ok, chất gió xịn màu hồng. Cái này là đơn hàng mới rồi không chị? Ừ, đơn mới. Đơn mới nhưng mà kiểu là hôm nay muộn quá rồi. À, 201 chị ơi, chị Tuyên Kim nhá. Gió xịn cho em là 201 ạ. Em xuống like đây.
À, chị đặt ba áo này, ba áo này về đẹp lắm, mọi người nhờ chị mua hộ nhiều lắm. À thế à chị, em cảm ơn chị nhá, cảm ơn tình yêu rất là nhiều. Nói chung là em rất là muốn các chị nhận được hàng, các chị mặc vừa đẹp xong là các chị còn giới thiệu cho khách, giới thiệu khách cho em ý. Bây giờ mua hàng mà xấu thì về gọi là cứ nhìn thấy em một cái là gọi là tránh xa luôn, thì làm sao mà em bán được hàng đúng không ạ? Nên các chị yên tâm chất lượng nhá, nhận hàng các chị được bóc hàng kiểm tra cho em ạ, kiểm tra số lượng này, kiểm tra chất lượng này, với lại kiểm tra xem hàng mình đặt có đúng không nhá, để các chị mình lấy cho em. Rồi ok, các chị cứ lên số điện thoại cho em nhá. Mưa này cũng đi chơi. Đây, em giả chị đây. Chị, nếu mà chị đặt nhiều đơn hàng của chị trên 1 triệu mà chị chuyển khoản hết thì em mình ship nhá. Nhưng còn đơn hàng này em cộng các chị không được lãi nhiều đâu. Lên mà lên nữa đi. Thôi, muộn rồi, các chị cứ thử đứng nói 3 tiếng đồng hồ như em xem. Các chị có nói được không ạ? Mà nói liên tục nhá. Nói liên tục không ngừng nghỉ một tí nào, mệt lắm đấy các chị ạ. Đây là một cái đơn hàng em chốt, nói chung là nói nhiều này, xong là chốt đơn này, gói hàng. Chỉ mong các chị đến nơi các chị mặc vừa đẹp, chị đừng chị nào bom hàng của em nhá. Ok chị ạ, bây giờ em nghỉ đây ạ. Bye bye các chị yêu ạ. Chúc các chị ngủ ngon nhá.